Đan Đại Chí Tôn, Khương Phàm. Tập 56. Thật đặc sắc, chúc đảo thứ tư của hải thần đảo các ngươi, Chu Hoạch Kiến lập thành công. Phó Hành không cười nhạt, mang theo đùa cợt, quay người rời khỏi. Chúc, hải thần đảo, Chu Hoạch Kiến lập thành công đảo thứ tư, ha ha ha. Bọn người Phó Nghiêu cất tiếng cười to, không chút khách khí nào mà kích thích hải thần đảo. Hôm nay các ngươi là đến cung nghênh đảo chủ mới, kết quả lại là nhi tử mà mình đã từng giết chết. Chiêu mộ đảo chủ, chiêu mộ đến trên người hài tử mà mình tự tay giết chết, chuyện này đủ để trở thành trò cười lớn nhất những năm gần đây của thần dụ chi hải. Đám người trên kim bảo đảo nghị luận ầm ĩ, chỉ là không còn dám lớn tiếng. Xem hết vở kịch lớn này, bọn hắn không ít người nhìn thấy Dương Biện cường đại, rõ ràng hơn một sự kiện, năm đó đúng là Dương Biện bị người của Dương gia giết chết, mà không phải chết bởi ngoài ý muốn. Đối với hải thần đảo sắp đăng lâm hoàng đạo mà nói, chuyện này đủ để trở thành một mảng lịch sử đen mà bọn hắn không cách nào xóa đi được. Phụ thân giết hài tử, phu quân giết thê tử, đệ đệ giết huynh trưởng. Đây là một tổ xúc sinh sao? Phó Hành không đuổi kịp Dương Biện. Dương công tử, đến Thiên Kiếm Thần Tông ngồi một chút không? Ta có thể đại biểu toàn bộ Thiên Kiếm Thần Tông, hoan nghênh ngươi. Cũng có thể cam đoan ngươi sẽ ở nơi đó thu hoạch được tôn trọng cùng địa vị vốn có. Thánh Vương Thiên Phẩm. Đây chính là thiên kiêu chân chính. Mà thức tỉnh viễn cổ kinh hồn, càng có thể giao phó cho Dương Biện thực lực cường đại mạnh hơn đa số Thánh Vương Thiên Phẩm, nhất là tại hải vực mênh mông. Thiên tài như vậy, bất luận như thế nào thì Thiên Kiếm Thần Tông cũng đều muốn chiêu mộ được. Dương Biện nói, Phó Tông Chủ hôm nay khẳng khái tương trợ, Dương Biện ta ghi nhớ trong lòng, nhưng ta không muốn mượn dùng lực lượng của Thiên Kiếm Thần Tông đến báo thù. Phó Hành không chậm rãi gật đầu, đã hiểu ý tứ của Dương Biện. Mặc dù Dương Biện rời khỏi hải thần đảo, nhưng tự mình báo thù và lợi dụng Thiên Kiếm Thần Tông đến báo thù, hoàn toàn là hai khái niệm khác biệt, dù sao bất luận lúc trước hay là bây giờ, hải thần đảo và Thiên Kiếm Thần Tông đều là kẻ địch. Nếu như Dương Biện tự mình báo thù, thì đó đúng là báo thù, nhưng nếu như lợi dụng Thiên Kiếm Thần Tông, liền thật sự có ý phản bội. Dương Biện nói, chờ ta tự tay giết Dương Thiên Hữu, xử tử Dương Thiên Khuyết, ta sẽ tới Thiên Kiếm Thần Tông bái phỏng. Phó Hành không nói, hôm nay người hung hăng làm nhục hải thần đảo, bọn hắn sẽ không từ bỏ, không ngại đến chúng ta ở vài ngày trước. Chờ thời cơ thích hợp, lại ra tay. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không chủ động yêu cầu, chúng ta sẽ không cưỡng ép nhúng tay. Khương Phàm ở bên cạnh nói, chúng ta rất chờ mong có thể tới Thiên Kiếm Thần Tông làm khách, nhưng bây giờ chúng ta còn có chuyện phải xử lý. Nếu như Phó Tông Chủ có lòng, có thể giúp một chút. Cứ nói đừng ngại. Phó Hành không rất cởi mở đồng ý. Trên mặt Khương Phàm lộ ra nụ cười thản nhiên. Thánh Bằng Đảo đang phối hợp cùng Hải Thần Đảo với tìm kiếm bảo vật. Ý của chúng ta là, đi qua đảo loạn. Thánh Bằng Đảo đã bắt đầu càn quét thần dụ chi hải từ 7 tháng trước. Bọn hắn không chỉ có thăm dò rãnh biển, vết nứt, ngay cả đáy biển bình thường đều không buông tha. Bọn hắn tạo thành đội ngũ càn quét kéo dài hơn 300 dặm, dọc theo phương hướng giống nhau tiến lên, lôi chiều cuồng bạo xuyên qua đại dương mênh mông, liên miên bất tuyệt bạo kích đáy biển, các trận phá hủy dã man, các trận phá hư điên cuồng. Những nơi đi qua, địa tầng đứt gãy, dung nham cuồn cuộn, rãnh biển sụp đổ, vết nứt mở to, phá hư thế giới sinh tồn nơi đáy biển, cũng tiếp tục tạo thành biển động khổng lồ, phá hủy các hòn đảo dọc đường. Chỉ hơn nửa năm ngắn ngủi, sinh linh hải vực gặp nạn bao gồm cả nhân tộc ở bên trong, đã qua con số 100 triệu. Khiến cho người người oán trách. Số lượng lớn cường tộc hải vực cầu xin Thiên Kiếm Thần Tông cùng hoàng tộc khác ra mặt, hy vọng có thể ngăn Thánh Bằng Đảo lại. Nhưng, hơn 2 tháng trước, Thánh Bằng Đảo dã man phá hủy đã đánh thức cổ mộ hải hoàng đang yên lặng, kích thích toàn bộ thần dụ chi hải. Bắt đầu từ khi đó, Thánh Bằng Đảo, hải thần đảo đã liên hợp càn quét, số lượng lớn cường tộc, hoàng tộc, thậm chí là Thiên Kiếm Thần Tông đều lặng lẽ đi theo, chớ nói chi là những tán tu dã tâm bừng bừng kia. Dưới sự kích thích lợi ích to lớn, trận này hành động càn quét lẽ ra nên nhận thảo phạt, vậy mà lại biến thành hành động tìm kiếm bảo vật. Biển người theo sát phía sau Thánh Bằng Đảo cùng Hải Thần Đảo, chờ đợi bọn hắn lần nữa phát hiện bảo vật. Thật náo nhiệt, đây là muốn lật thần dụ chi hải úp sấp sao. Bọn người Khương Phàm đi đến tiền tuyến, càn quét, sợ hãi thán phục lấy hình ảnh rung động xa xa.
Lôi vân vô tận bao phủ đại dương mênh mông, nhìn như lôi trì kinh khủng dựng dục ra lôi xà. Ở giữa lôi vân cùng biển cả mênh mông, không ngừng có lôi bằng to lớn xuất hiện, tiếp dẫn thiên lôi va chạm đại dương, cũng có lôi bằng phá tan hải triều, trở lại tầng mây. Bên ngoài lôi vân, bất luận là giữa bầu trời mờ tối hay là hải triều cuồn cuộn, đều trải rộng lít nha lít nhít thân ảnh, có nhân tộc cũng có yêu tộc. Cái số lượng kia, không có 100.000, thì cũng có 80.000. Thật sự là khoa trương. Đây chính là sức hấp dẫn của bảo tàng. Chu Thanh Thọ thầm nói. Không chừa cho hậu đại chút đường sống sao. Đây thật sự là, mình đi đào bảo vật, để người đến sau khóc đi thôi. Hàn Ngạo cũng nói. Đời gia chủ hải thần đảo này quả thực là điên rồ, vì để bước lên hoàng đạo mà không từ thủ đoạn. Khương Phàm đứng trên lưng cự quy hải linh. Nếu đã tới, cũng đừng nhàn rỗi, lợi dụng hải linh hỗ trợ, giấu chúng ta đến đáy biển, tìm đúng cơ hội săn giết người của lôi bằng cùng Lý Gia Lạc Đàn. Chẳng may bị phát hiện thì sao? Chu Thanh Thọ nhìn lôi chiều tràn ngập đất trời phía xa, âm thầm nhếch miệng. Bọn hắn vội vàng phá hư, tính cảnh giác không lớn, đúng là cơ hội cho chúng ta. Khương Phàm khống chế lấy cự quy, chui vào bên trong hải triều. Nhưng, Khương Phàm đã đánh giá thấp tính cảnh giác của Thánh Bằng Đảo, bọn hắn cũng không phải phá hư không có chút trật tự nào, mà là ăn ý phối hợp. 10 con lôi bằng một tổ, phụ trách phạm vi mấy chục dặm, dã man càn quét về phía trước. Phía sau còn có người của Hải Thần Đảo đang lén lút đi dưới đáy biển, theo sát ở phía sau tra xét rõ ràng nơi bị phá hư. Ngoài ra còn có cường giả phụ trách cảnh giác, đề phòng khác đi theo cường tộc thừa cơ phá hư. Bọn người Khương Phàm tiềm phục tại đáy biển, lặng lẽ vòng vo 2 ngày, chẳng những không có tìm tới cơ hội, còn suýt chút nữa bị phát hiện. 3 ngày sau, tin tức Dương Biện trở về, đại náo Kim Bảo Đảo, truyền đến nơi này, đưa tới oanh động cực lớn. Ai cũng không nghĩ tới, người chết vậy mà lại phục sinh. Sau khi sống lại lại còn có thể mạnh hơn, không chỉ có thức tỉnh viễn cổ kinh hồn, lại còn là Thánh Vương Thiên Phẩm. Một kẻ có được Thánh Vương Thiên Phẩm, viễn cổ kinh hồn, tiềm lực thật đúng là không cách nào tưởng tượng nổi được. Nhưng, chuyện của Dương Biện cũng không có ảnh hưởng đến đám lôi bằng đang dã man dò xét phía trước. Việc nhà Dương gia có Dương gia xử lý, cũng có thể xử lý tốt, bọn chúng bây giờ liền nghĩ đến đào móc ra bảo vật càng lớn, để chấn thực lực Thánh Bằng Đảo. Tốt nhất là có thể tạo nên ra vài lôi bằng thuần huyết. Nếu không thì khi leo lên thiên khải chiến trường, rất có thể bọn chúng sẽ biến thành con mồi mà yêu tộc khác bắt giết. Coi như cuối cùng Hải Thần Đảo thật thành công, đứng hàng hoàng đạo, Thánh Bằng Đảo bọn chúng hẳn là muốn nửa tàn phế, chỉ có thể dựa vào Hải Thần Đảo kéo dài hơi tàn. Nếu như không muốn phát sinh chuyện như vậy, bọn chúng nhất định phải càng trở nên mạnh mẽ hơn. Chúng ta còn có cơ hội tất yếu tiếp tục tìm sao. Hàn Ngạo đều từ bỏ, muốn thần không biết quỷ không hay đánh lén, rõ ràng là không thể nào. Khương Qua nói, nếu như Thánh Bằng Đảo phát hiện bí cảnh mới liền tốt. Lấy cục diện bây giờ, chỉ cần bí cảnh xuất hiện, Thiên Kiếm Thần Tông và những thế lực kia đều sẽ bổ nhào tới, thế tất sẽ dẫn phát một trận đại loạn. Chúng ta có thể thừa dịp loạn ra tay, đánh lén Hải Thần Đảo cùng Thánh Bằng Đảo. Chu Thanh Thọ nói, nếu không chờ một chút, từ khi bọn hắn tìm được Hải Thần Tam Xoa Kích đều đã dày vò hơn 2 tháng, nói không chừng tiếp qua 8 ngày 10 ngày thật sẽ khai quật ra bảo vật gì. Chờ một chút, chắc chắn sẽ có cơ hội. Bây giờ Dương Biện phải bắt được một con lôi bằng, hỏi thăm nguyên nhân cái chết thật sự của Lôi Tú. Đó là nữ hài nhi mà hắn có tình cảm chân thành, hắn cũng từng thề muốn trở về mang nàng rời khỏi, nhưng không nghĩ tới chỉ 2 năm mà thôi, thứ hắn lấy được lại là tin chết. Hắn thậm chí ngay cả một lần cuối đều không có gặp qua. Theo tới nhìn, Khương Phàm đang muốn theo sau, chợt ngừng lại. Có biến. Bọn người Khương Qua lập tức cảnh giác, chẳng lẽ đã bị tập trung vào. Khương Phàm thể hiện thoáng quái dị, ý thức chìm vào tầng thứ 3 của Thông Thiên Tháp. Bên trong tầng thứ 3 Lý Dần đang tiến hành bế quan sinh tử cảnh, tại lúc này lại nở rộ lên ánh sáng rực rỡ, từ hài cốt, da thịt đều nở rộ, toàn bộ thân thể đều biến thành trong suốt. Một loại uy thế nặng nề tràn ngập tầng thứ 3, truyền khắp Thông Thiên Tháp. Khương Phàm có thể rõ ràng cảm giác được Thông Thiên Tháp hạ xuống cùng với sự nặng nề. Cái khiên của ta thức tỉnh. Lý Dần ngạc nhiên nhìn thân thể mình, ánh sáng càng ngày càng sáng tỏ, ở giữa da thịt trong suốt xuất hiện núi cao, dòng sông rừng rậm, sa mạc vùng đất ngập nước một cách rõ ràng.
tựa như là biến thành một cái thế giới hình người. Là thời điểm ngươi thử mở ra thân thể bảo tàng đã đánh thức nó sao? Khương Phàm giáng lâm ý thức thể đến trước mặt Lý Dần, quan tâm hỏi. Không có, mấy ngày nay ta rất bình tĩnh, không có thử mở ra thân thể bảo tàng. Lý Dần thử áp chế cái khiên, ánh sáng của cái khiên lại càng ngày càng thịnh, đả kích toàn thân cường liệt. Là thân thể ngươi có vấn đề, hay là cái khiên có vấn đề? Khương Phàm suy đoán chẳng lẽ lại gặp được phân thân rồi. Nhưng cách thông thiên tháp, sao có thể cảm giác tồn tại được? Tựa như là cái khiên. Lý Dần không còn áp chế, cẩn thận cảm nhận một lát. Giống như có cái gì đó đã đánh thức nó. Có ý gì? Ta nói không ra lời, chính là cảm giác. Giống như cùng cái gì đó gây lên phản ứng. Lý Dần thử câu thông cùng cái khiên, đi không có bất kỳ đáp lại gì. Trước tiên đừng khẩn trương, có cái gì không thoải mái. Không có gì không thoải mái. Loại cảm giác này, nói như thế nào đây, rất ôn hòa. Khương Phàm đang cùng Lý Dần nói chuyện với nhau, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng Khương Qua nhắc nhở bọn hắn. Ngươi nhìn phía dưới. Bọn người Khương Qua đang kinh ngạc nhìn chằm chằm phế tích dưới chân. Đây là nơi lôi bằng càn quét qua, lại là nơi bị hải thần đảo dò xét qua. Trước đó rất bình thường, chính là những ngọn núi chập trùng lên xuống dưới đáy biển, hoang vu giá lạnh, bây giờ đã phá thành mảnh nhỏ, đầy hố sâu, khe hở. Nhưng trong đó có một vết nứt sâu đang lóe ra hào quang nhỏ yếu, ẩn như hiện, đang dần dần lắng lại trong bùn nước. Khương Phàm nhìn vết nứt phía dưới, nhìn lại Lý Dần bên trong thông thiên tháp, trong lòng khẽ động, sau đó đưa Lý Dần ra. Không đợi tất cả mọi người kịp phản ứng, ánh sáng toàn thân Lý Dần đã tăng vọt mấy chục lần, giống như ngôi sao đột nhiên giáng lâm, cường quang liệt liệt, rọi khắp nơi biển sâu, mà ánh sáng trong cái khe cũng nở rộ, thậm chí còn truyền ra thanh âm ù ù. Khương Phàm nhanh chóng kéo Lý Dần vào thông thiên tháp, định ở nơi đó, thể hiện quái dị. Dọa ta một hồi, người vừa mới đẩy cái gì ra ngoài rồi. Chu Thanh Thọ vỗ nhẹ ngực, chẳng may dẫn đám lôi bằng trở về thì phải làm sao bây giờ. Khương Phàm sửng sốt, ở trong ý thức nhỏ giọng hỏi Đan Hoàng. Sư phụ, xin được nghe ngóng ngài một chuyện. Nơi này là ý thức của ngươi, không cần nói nhỏ như vậy, người khác không nghe được. Đan Hoàng thức tỉnh. Ngài nói cái khiên của Lý Dần như cái gì? Giống như là phiến đại lục. Đại lục gì? Giống như là đại lục thứ 10 đã thất lạc. Đừng để ý, là ta tùy tiện nói thôi. Khương Phàm trầm mặc một lát, thận trọng nói. Nếu như, là thật thì sao? Đan Hoàng an tĩnh một lát, cũng vô ý thức cũng thấp giọng hỏi. Người phát hiện cái gì? Lý Dần vừa mới có phản ứng, vết nứt phía dưới đáy biển bị thánh bằng đảo trà đạp, cũng có phản ứng. Có phản ứng, là có ý gì? Tựa như là đang cảm ứng lẫn nhau. Nhanh để cho ta nhìn. Khương Phàm ho nhẹ vài tiếng, sau đó chào hỏi Lý Dần bên trong thông thiên tháp, lại mời đi ra. Ông! Ánh sáng cường thịnh lần nữa nở rộ. Toàn thân Lý Dần trong suốt, giống như một thế giới hình người, ánh sáng rực rỡ tầng tầng bộc phát, trải rộng ra từng vầng sáng lớn tại đáy biển hắc ám tĩnh mịch. Màn sáng giống như áp xúc lục địa, có núi cao sông lớn, có rừng rậm hoang mộc, càng có cổ thành sinh linh. Cùng lúc đó, càng nhiều cái khe ở phía dưới đều nở rộ lên hào quang nhỏ yếu, 3 cái, 5 cái, 10 cái. Khương Phàm lại nhanh chóng thu Lý Dần vào thông thiên tháp, ánh sáng trong cái khe liên tiếp ảm đạm, chỉ còn lại có một cái, như ẩn như hiện. À, phía dưới có bảo bối. Bọn người Chu Thanh Thọ đều rơi xuống đáy biển bừa bộn, xem xét vết nứt còn đang yếu ớt chớp lóe kia. Sư phụ, ngài thấy thế nào? Khương Phàm hỏi Đan Hoàng. Trước đó ta chỉ là nhìn thấy cái khiên thể hiện ra hình dáng lục địa, liên tưởng đến lục địa đã từng biến mất. Đại lục thứ 10 biến mất lúc nào? Trước thời thượng cổ, là thái cổ hậu kỳ. Khi đại lục thứ 10 sụp đổ, có người còn từng xem như thái cổ đã kết thúc. Lúc ấy làm sao lại sụp đổ? Tình huống cụ thể không rõ ràng, tựa như là sụp đổ thành 5-3 khối, sau đó biến mất. Là biến mất, hay là đắm chìm rồi? Không rõ ràng, không có ghi chép kỹ càng. Đại lục thứ 10 từng ở nơi nào? Là Thương Thiên, đang phía tây Thương Huyền. Nói cách khác chính là thần vực chi hải bây giờ. Chẳng lẽ cái khiên thật sự là rèn đúc từ tàn phiến của đại lục thứ 10? Dưới đáy biển là còn tàn phiến lại. Nhanh nhanh nhanh, đi xuống xem một chút.
Đan Hoàng sốt ruột. Đại lục thứ 10 đã từng biến mất, chẳng lẽ lại muốn thấy lại ánh mặt trời sao? Từ Thái Cổ hậu kỳ đến nay đều đã mấy chục vạn năm. Không biết phạm vi mai táng phía dưới sẽ có bao lớn? Chỉ là vài trăm dặm, hay là hơn nghìn dặm, hay lại là hơn vạn dặm? Chỉ cần phạm vi đủ lớn, bí cảnh, thành trì các loại liền sẽ càng nhiều. Nói không chừng còn có thể đào móc ra thánh cốt, hoàng cốt. Nhưng, hào quang nhỏ yếu này lại là cái gì? Mai táng mấy trăm ngàn năm, còn có cái gì có thể phát sáng? Khương Phàm giới thiệu xong tình huống cùng bọn người Khương qua, sau đó xông về vết nứt phía dưới địa tầng. Đại lục thứ 10, trên đời này còn có đại lục thứ 10. Tiểu lão nhị, người đây là biết được từ chỗ nào vậy? Đầu dự trữ có đủ. Đừng nói nhảm, nhanh, đại lục thứ 10 đó, không biết sẽ mai táng bao nhiêu bảo vật. Chuẩn bị kỹ càng nhẫn chữ vật, nhìn thấy thứ có thể sử dụng thì thu sạch hết. Bọn người Khương qua kích động đi theo Khương Phàm chui vào cái vết nứt kia, kéo xuống dưới thăm dò. Nơi này đã là dưới đáy biển hơn 5.000 mét, vậy mà đi xuống dọc theo khe hở này khe hở lại trọn vẹn hơn 2.000 mét. Vết nứt vẫn lan tràn trong tầng nham thạch, bọn hắn không thể không cưỡng ép đánh vỡ nát, khai phách ra một con đường. Tuy nhiên, càng hướng xuống, ánh sáng càng sáng tỏ, chói lóa đến mức mắt người không mở nổi. Oa a a. Bọn hắn dọc theo đầu nguồn ánh sáng mà đổ xuống tầng đá, hiện ra ở trước mặt lại không phải là lục địa bị mai táng ngủ say, mà lại là bình chướng bảo vệ. Cách bình chướng, có thể tinh tường nhìn thấy rừng rậm mênh mông, giang hà uốn lượn, linh quả thần bí ở bên trong. Sinh cơ bừng bừng. Đây là ảo giác sao? Mặt mũi Chu Thanh Thọ tràn đầy rung động, cực lực muốn xem thấu tình huống bên trong bình chướng, chỉ là bọn hắn bây giờ cực hạn tại trong động khẩu nho nhỏ này. Khó mà nhìn thấy toàn cảnh bình chướng phía mặt. Không phải nói di tích bị mai táng sao? Khương qua cẩn thận đụng vào bình chướng, lại cứng rắn giống như là tảng đá. Không phải ảo giác, là rừng rậm giang hà thật. Chẳng lẽ, di tích không phải là bị mai táng, mà là ai đó đã ẩn giấu tới đây? Khương Phàm chấn kinh. Là ai nó đã ẩn giấu đến nơi này, là ai đang bảo vệ nơi này? Chẳng lẽ năm đó sau khi đại lục thứ 10 sụp đổ, có một vị thái cổ đại năng nào đó bảo vệ một bộ phận lục địa, bí mật giấu đến đáy biển. Đan Hoàng chấn kinh, đây quả thực là kỳ tích. Di tích đại lục thứ 10 yên lặng mấy trăm ngàn năm lại còn tồn tại, nhìn sinh cơ bừng bừng liền mang ý nghĩa vẫn đang tự bản thân phát triển. Nhưng, làm sao có thể chứ? Một không gian hoàn toàn phong bế, diễn biến mấy năm còn có thể, nhưng... mấy vạn năm, mấy trăm ngàn năm, di tích lại yên lặng ở bên trong tầng đất. Triệt để ngăn cách với đời, năng lượng từ đâu tới đây? Chẳng lẽ là hấp thu thổ nguyên lực, kim nguyên lực, hải dương nguyên lực bên trong địa tầng, còn có hỏa nguyên lực trong dung nham? Mộc nguyên lực thì sao? Theo địa tầng kéo dài đến các hòn đảo ở phía trên, cướp đoạt mộc nguyên lực ở trên đảo. Đan Hoàng nhịn không được mà lập tức phỏng đoán, càng như vậy càng rung động. Đây quả thực là ở thế giới mới diễn biến phía dưới thế giới. Quá rung động. Cái này không phải kỳ tích, quả thực là thần tích. Các ngươi nhìn nơi đó. Hàn Ngạo bỗng nhiên chỉ vào một ngọn núi cao bên trong bình chướng. Trong rừng rậm mênh mông, một ngọn núi toa lớn cách bọn họ nơi này rất xa đột nhiên dâng lên kim quang ngập trời, giống như một mặt trời, rọi khắp nơi trên dãy núi. Nhìn kỹ lại, đó lại là một con hoàng kim sư tử, mà là hoàng kim sư tử có được 7 cái đầu. Thất đầu kim sư. Chẳng phải là cảnh giới thánh linh, 7 cái đầu đại biểu đã thức tỉnh 7 loại huyết mạch truyền thừa. Ta, ngọa tào. Chu Thanh Thọ nhìn một chút, thanh âm cường điệu cũng thay đổi. Bởi vì ngay sau đó số lượng lớn kim sư lại phun lên núi cao, 5 cái đầu, 6 cái đầu, số lượng đạt tới trên 100 con, mà toàn bộ lại đều cách bình chướng, tập trung vào bọn hắn nơi này. Bọn hắn đang kinh ngạc nhìn vào bên trong. Hoàng kim sư tử ở bên trong ngạc nhiên nhìn ra bên ngoài. Loại cảm giác này, đối với hai bên mà nói là đều rất kỳ diệu. Khương Phàm nói với bọn hắn. Khu di tích này ngăn cách cùng thế giới mấy trăm ngàn năm, sinh vật bên trong đều là từ thái cổ hậu kỳ truyền thừa xuống, huyết mạch cường đại, thực lực càng cường đại. Bảo vật bên trong. TTT. Bọn người Khương qua toàn bộ đều hít vào một ngụm khí lạnh, tiếp đó là toàn thân nổi lên cơn sóng nhiệt nóng hổi. Nhìn thế giới đóng kín bên trong bình chướng, tựa như là thấy được bảo tàng vô tận. Chúng ta phải đi vào sao?
Hàn Ngạo cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, vẫn khó có thể tưởng tượng lại phát hiện được thế giới mới. Đương nhiên phải đi vào. Khương Phàm khó có thể buông tha cơ hội như vậy. Vậy còn thất thần làm gì, nhanh đi. Chu Thanh Thọ thúc giục. Bên ngoài tất cả đều là tán tu đây, trước tiên hãy trốn đi, chờ bọn hắn rời khỏi, chúng ta lại vào. Khương Phàm dọc theo vết nứt trở lại đáy biển, đánh vỡ nát tảng đá, che đi vết nứt, che đậy lấy ánh sáng. Sau khi đội ngũ của Thánh Bằng Đảo càn quét đi qua, sau khi đội ngũ kiểm tra của Hải Thần Đảo rời khỏi, tất cả đội ngũ cường tộc, đám tán tu theo sát phía sau, cũng liên tiếp đuổi theo. Chỉ là ai cũng không có chú ý mảnh phế tích dưới đáy biển nhìn rất bình thường này. Bọn người Khương Phàm mình giấu ở trong phế tích vùi lấp, ngồi đợi các phương đi qua. Bắt đầu chưa? Chu Thanh Thọ kích động xoa tay, lục địa ngủ say tại thời đại Thái Cổ, bên trong sẽ là có bao nhiêu bảo vật. Hắn muốn đi đến thống khoái thăm dò. Nhịn thêm. Khương Phàm cũng rất kích động, nhưng không dám xúc động. Nhịn bao lâu? Chí ít 3 ngày. Lâu như vậy sao? Chờ Thánh Bằng Đảo rời khỏi mấy trăm dặm, chúng ta lại đi vào. Khương Phàm còn không biết có thể đi vào hay không, lại đi đến như thế nào, nhưng tốt nhất là chờ đến sau khi triệt để an toàn lại thử. Thành thật chờ lấy, mặc dù phía dưới tất cả đều là bảo vật, nhưng cũng khẳng định rất nguy hiểm. Đối với sinh mệnh bên trong mà nói, chúng ta tương đương với người xâm nhập, tránh không được sẽ có ác chiến. Sau khi Khương Qua nhắc nhở bọn hắn liền ngồi xếp bằng điều trị, tăng trạng thái lên tới tốt nhất. 3 ngày sau, rốt cuộc đội ngũ càn quét cũng đã đi xa. Lý Dần, chuẩn bị xong chưa? Ý thức của Khương Phàm giáng lâm đến thông thiên tháp. Chuẩn bị rồi. Lý Dần kích động, thì ra cái khiên thật sự là một mảnh đại lục. Không hổ là hồn thiên linh bảo, lại cô động lục địa mênh mông thành tấm chắn. Ngươi là sinh tử cảnh, lưu ý tình huống thân thể mình, một khi có cái gì không thích hợp, lập tức cho ta biết, ta sẽ thu ngươi vào thông thiên tháp. Chúng ta không cần thiết phải thành công trong một lần, cũng có thể thử thêm vài lần. Khương Phàm xuyên qua vết nứt, lần nữa tới đến dưới đáy bình chướng, mời Lý Dần từ trong thông thiên tháp đi ra. Cơ thể Lý Dần cứng ngắc, trong chốc lát đã nở rộ lên mênh mông ánh sáng, bọn người Khương Qua đều mở mắt không ra, khí thế hùng hậu kia càng ép tới mức để bọn hắn khí huyết không khoái. Ầm ầm, cái khiên vậy mà chủ động rời khỏi Lý Dần thân thể, lơ lửng tại phía trên hắn, nở rộ lên sôi trào mãnh liệt ánh sáng, thao thao bất tuyệt. Bình chướng nhận xúc động, ánh sáng tăng vọt, che mất bọn người Khương Phàm. Bọn hắn rung động, càng khẩn trương lấy, cũng đang mong đợi. Bình chướng bao phủ thế giới mới, còn lớn hơn xa so với những gì mà bọn người Khương Phàm nhìn thấy. Khoảng cách dài nhất chừng 10 mấy vạn dặm, khoảng cách ngắn nhất đều có 10 vạn dặm. Bên trong có rừng rậm rộng lớn, có sông lớn lao nhanh, có dãy núi uốn lượn, còn có vùng đất ngập nước, hoang mạc, nội hải các loại. Bản thân diễn biến mấy chục năm để sinh cơ trong này bừng bừng, càng tự thành sinh thái. Ở bên trong thế giới mới mênh mông này, có 38 tòa cự nhạc lớn tượng trưng cho trụ trời. Bọn chúng chấn áp sơn hà, giơ cao bình chướng, ánh sáng ngập trời, không ngừng liên tục hấp thu lực lượng địa tầng, vững chắc lấy ổn định trên khung trời, càng phóng thích ra nguồn sáng cùng năng lượng, duy trì sự vận chuyển của thế giới. Khi cái khiên thức tỉnh, 38 trụ trời liên tiếp xuất hiện cảm ứng, phun ra ánh sáng càng cường thịnh, phóng thích ra uy thế đinh tai nhức óc. Cự nhạc thay đổi thần kỳ kinh động đến sinh linh bên trong thế giới mới, nhao nhao hiếu kỳ nhìn ra xa, cũng có chút sinh linh sợ hãi mà quỳ xuống đất, hướng thần linh, lễ bái trong nhận thức của bọn chúng. Ngoài 38 tòa trụ trời ra, cũng là vị trí quan trọng nhất của thế giới mới, là một tòa trụ trời thật sự, nguy nga hùng vĩ, phạm vi có hơn 100 dặm, giống như gió xoáy to lớn quay quanh kéo lên trời, lớn đến mức để cho người ta ngạt thở, năng lượng phát tán ra càng làm cho người sợ hãi cúng bái. Đỉnh tòa trụ trời này bao phủ xuống ánh sáng ngập trời, là một gốc đại thụ cổ lão mà cứng cáp, phía trên treo đầy linh quả. Không biết đã sinh trưởng bao nhiêu năm, từ rễ cây đến thân cây, từ vỏ cây đến chạc cây, lại đến lá cây, đều hiện ra ánh sáng rực rỡ. Nếu như Đan Hoàng có thể tới đây, khẳng định sẽ vô cùng chấn kinh. Bởi vì cây này lại là sớm đã tuyệt tích thời gian vô tận, đại đạo thánh thụ. Những linh quả ở phía trên kia, đương nhiên đó là thánh quả truyền thừa. Bên trong mỗi thánh quả đều có uy lực truyền thừa cường hãn.
Năm đó Khương Phàm và Phượng Bảo Nam từng ở ác nhân cốc đấu giá được một miếng vỏ cây. Giờ khắc này, dưới đại đạo thánh thụ, có hai tiểu hài nhi 7, 8 tuổi đang ngồi xếp bằng ở đó. Một hài tử con toàn thân bò đầy đường vân quỷ dị, nhìn tà ác lạnh nhạt, trên thân còn mọc ra thân cảnh tinh tế tỉ mỉ, kết nối cùng sợi đằng đại đạo thánh thụ rủ xuống sau lưng. Một hài tử toàn thân bóng loáng trắng nõn, mang trên mặt nụ cười nhạt ý, nhìn có chút ngây thơ. Khi 38 tòa trụ trời xuất hiện vấn đề, nơi này đồng thời cũng có cảm ứng. Hài đồng tà ác mở ra con mắt âm trầm kia, cách núi lớn ngắm nhìn phương xa. Có người đến sao, rốt cuộc cũng phát hiện được nơi này. Hài đồng tinh khiết nói rất tùy ý. Không phải ngươi ngóng trông có một ngày này sao? Ta muốn dẫn dụ bọn hắn phát hiện, mà không phải chính bọn hắn tới phát hiện. Khác nhau ở chỗ nào sao? Nếu đã tới liền bỏ bọn hắn vào đến đi, đại đạo thánh thụ của ngươi vừa vặn cần máu mới nuôi nấng, tranh thủ thời gian cho ăn no, mang ta rời khỏi. Lúc đầu mang ngươi từ U Minh địa ngục ra, cũng không phải tới đây cùng ngươi ngẩn người. Nam hài ngây thơ nhìn linh quả kết trên đỉnh đầu một chút, tất cả đủ để cho thế nhân điên cuồng, nhưng nó lại không có bất cứ hứng thú gì. Nam hài nhi tà ác đứng dậy, có chút nhíu mày. Không phải xâm lấn, mà là giao hòa. Cái gì giao hòa? Bọn hắn đã tiến vào rồi. Nam hài nhi tà ác rất kinh ngạc. Nếu như nơi này bị cường giả thần vực chi hải phát hiện, hẳn là đã trực tiếp tấn công mạnh, va chạm bình chướng, sau đó khiến cho trụ trời phản ứng. Nhưng, sau khi cẩn thận cảm nhận, bình chướng trên khung trời lại không có chút gợn sóng nào, ngược lại là trụ trời xuất hiện cộng minh mãnh liệt, sau đó khôi phục bình tĩnh. Các ngươi nhìn nơi đó. Bọn người Khương Phàm không thể tưởng tượng nổi mà xuyên qua bình chướng, từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên núi, vừa đứng dậy, lần đầu tiên liền bị một tòa cự nhạc xa xa hấp dẫn ánh mắt. Trong nơi sâu nhất tại rừng rậm mênh mông, cách bên ngoài mấy trăm dặm, có một tòa cự nhạc nguy nga hùng vĩ, so với những ngọn núi cao trùng điệp còn lại kia, lại đặc biệt khổng lồ, giống như là cự linh, trấn thụ ở nơi đó. Toàn thân nó sôi trào ánh sáng cuồn cuộn, dâng lên bầu trời, không ngừng liên tục đụng chạm bình chướng, ánh sáng lại dọc theo bình chướng lan tràn về xung quanh, mang cho rừng rậm ánh sáng. Đó là bình chướng chèo chống pháp trận sao? Nơi này thật đúng là bị thái cổ đại năng che giấu. Các ngươi nói xem nơi này sẽ có người tộc không? Hẳn là có, rất có thể là hậu tự của vị thái cổ đại năng kia. Làm sao ngươi biết vị đại năng kia là con người? Tùy tiện đoán. Bọn hắn đứng ở đỉnh núi, ngắm nhìn rừng rậm. Rừng rậm nơi này vô cùng tươi tốt, có chút cứng cáp như núi, có chút thẳng tắp cao ngất, sợi đằng và cành dài giống như là mạng nhện, tràn ngập rừng rậm cổ lão. Bên trong lá khô thật dày ẩn giấu rất nhiều dược liệu quý giá. Bên ngoài cũng có linh quả tuyệt tích. Ngươi còn hiểu hơn thứ gì? Chu Thanh Thọ nhìn Khương Phàm. Ta chỉ biết nơi này là di tích, chúng ta tới đó nhìn. Ta suy đoán nơi đó hẳn là có người canh giữ. Khương Phàm chỉ đến cự nhạc chèo chống bình chướng nơi xa. Tại lúc bọn người Khương Phàm lặng yên không một tiếng động tiến vào, nhưng lại không biết 38 tòa trụ trời đã có phản ứng được vấn đề, ảnh hưởng đến địa tầng mai táng nơi này, sinh ra ba động vi diệu. Khi tiến tới đã dẫn phát sụp đổ cùng vết nứt mới. Sau đó, gần phân nửa thần dụ chi hải đều đã nhận ra địa tầng có vấn đề, nhưng bọn hắn đầu tiên nghĩ đến chính là thánh bằng đảo tùy ý phá hư, đưa tới địa tầng dung chuyển, đều không có ai đi để ý tới. Nhưng thánh bằng đảo cùng hải thần đảo đang càn quét lại mẫn cảm phát giác được phía dưới địa tầng giống như có cái gì đó. Bọn hắn nhanh chóng dừng thăm dò lại, bắt đầu tập trung lực lượng tấn công mạnh kia đáy biển chỗ của bọn hắn. 100m, 200m, 500m, 800m. Bọn hắn cuồng oanh loạn tạc với đáy biển gập ghềnh, nhấc lên hải triều vô tận, trùng kích mãnh liệt về bốn phương tám hướng. 1000m, 2000m. Rốt cuộc, khi bọn hắn thô lỗ đào ra một cái hố to rộng mấy vạn mét, sâu hơn 3000m tại đáy biển, thì thấy được một màn để bọn hắn rung động mà càng mừng như điên hơn. Bình chướng hoa mỹ bao phủ một mảnh xâm lâm thế giới chôn sâu dưới địa tầng. Đây không phải là ảo giác, đây là thế giới tồn tại đáy biển chân thực. Một thế giới tồn tại độc lập chưa bao giờ bị phát hiện qua. Bọn hắn rung động còn hơn khi phát hiện mộ hải hoàng trước đó. Thật giống như đột nhiên phát hiện, ngoài thế giới bình thường, lại còn có thế giới khác, loại cảm giác này quá kích thích quá rung động. Đó là cái gì, thế giới mới sao?
Số lượng lớn cường tộc tán tu tràn vào đáy biển, vô số hải thú chiếm cứ đáy biển, tranh nhau ngắm nhìn bảo tàng mới mà hải thần đảo khai quật ra. Nhưng tình cảnh trước mắt đã đánh phủ tất cả mọi người. Đây là bảo tàng sao? Lại là một thế giới mới. Phía dưới đáy biển có thế giới khác. Đây là rung động đến cỡ nào? Nếu như truyền đi, nhất định có thể oanh động cửu châu thập tam hải. Nhưng, bọn hắn thật muốn đi đến thăm dò sao? Nếu như đả thông thế giới mới, có thể dẫn phát tai nạn hay không? Cường giả ở bên trong lại là có cảnh giới gì? Bên trong lại sẽ có thứ kinh khủng gì sao? Rất nhiều người thậm chí kiêng kỵ lui lại, không dám tiến về phía trước. Lúc này, xuyên thấu qua bình chứng có thể nhìn thấy rừng rậm phía dưới đang bắt đầu bạo động, số lượng lớn mãnh thú kỳ dị xông ra cánh rừng, leo lên núi cao, ngắm nhìn, bầu trời, trong nhận thức bọn chúng, nhìn thế giới mới lạ bên ngoài. Tiếp tục tấn công thật mạnh cho ta. Đảo chủ thánh bằng đảo phát ra tiếng gáy to mát lạnh, liên hợp toàn bộ lôi bằng, điên cuồng tấn công bình chướng bảo vệ. Lôi triều đại bạo động, cuồng dã tráng kiệt, xé rách hải triều, oanh kích bình chướng. Nhưng, bình chướng lại bộc phát cường quang, mãnh liệt cuồn cuộn, nương theo khí thế hùng hồn, vén lui mảng lớn lôi bằng. Đám yêu thú bên trong bình chướng bị kinh sợ, nhưng rất nhanh đã nổi giận. Mãnh thú gào thét, hung cầm hót vang, bọn chúng tức giận triển khai giằng co, thậm chí kích động muốn giết ra ngoài. Thánh bằng đảo các ngươi không phá nổi, cùng một chỗ tiến công. Các cường giả thiên kiếm thần tông liên tiếp xuất hiện, liên thủ tấn công bình chướng. Nhưng, bên trên trụ trời sâu trong di tích, hai đồng tà ác đang giơ tay lên, chỉ về phương xa. Đại đạo thánh thụ tỏa sáng ngập trời, vung lên toàn bộ sợi đằng, oanh kích bình chướng trên khung trời. Bình chướng nổi lên gợn sóng, cuốn qua ngàn dặm vạn dặm, thẳng tới phương hướng đang bị tấn công. Rầm rầm. Hơn 10 dặm bình chướng đột nhiên sụp đổ, giống như đáy biển mênh mông đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen, trong chốc lát hình thành vòng xoáy khủng bố, kịch liệt cuồn cuộn, lực lượng khủng bố. Bất luận là lôi bằng, hay là cường giả hải thần đảo, lại hoặc là cường giả các tông các phái vọt tới trước mặt, đều liên tiếp bị kéo vào vòng xoáy. Cứ như vậy, khí thế dâng cao các đòn tấn công mạnh còn chưa có chính thức bắt đầu, bình chướng liền, chủ động, phá toái, số lượng lớn cường giả bị cường thế cuốn vào. Các cường giả cách xa hơn một chút lập tức liền muốn chạy trốn, nhưng phạm vi sụp đổ tiếp tục mở rộng, từ mấy chục dặm đến hơn trăm dặm, vòng xoáy khủng bố càng phát ra cường thế, đều kéo mấy vạn cường giả mãnh thú ở xung quanh tiến đến. Sau đó, khung trời nhanh chóng chữa trị bình chướng, phạm vi từ trăm dặm đến mười dặm, tương đương với để lại một con đường, để người bên ngoài tiếp tục đến thăm dò. Đám lôi bằng huy động lôi chiều, dương cánh bay cao, nhanh chóng rời khỏi khu vực sụp đổ. Các cường giả của hải thần đảo, thiên kiếm thần tông thì khẩn trương hỗn loạn, tranh nhau chen lấn tránh khỏi vòng xoáy. Bọn hắn tản mát tại các dãy núi, kinh hồn khó định nhìn qua cửa hang từ từ, rút về, trên khung trời, cảm nhận được bất an rất lớn. Giống như bọn hắn không phải xông vào, mà là bị bỏ vào tới. Chẳng lẽ chủ nhân bên trong thế giới mới có thể hoàn toàn khống chế nơi này? Sẽ là cảnh giới gì? Đảo chủ thánh bằng đảo cao giọng thét lên ra lệnh. Phái người ra ngoài, thông báo toàn bộ các thánh tổ xuất quan. Một con lôi bằng dương cánh trăm mét bay lên không bay lên trời, đánh tới vòng xoáy mãnh liệt, ngạnh kháng áp lực nặng nề, xông ra khỏi con đường sụp đổ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Một màn này để các cường giả tản mát các nơi thoáng thở phào, chỉ cần có thể thuận lợi ra vào, liền không cần khẩn trương. Phó Hành không nhìn rừng rậm mênh mông xung quanh. Lại nhìn phía tòa cự nhạc nguy nga thông thiên kia. Thông báo tông chủ, liên hệ các lão tổ xuất quan. Trưởng lão nội tông của thiên kiếm thần tông bay lên không, từ con đường kia rời khỏi nơi này. Ngay sau đó, bá vương đảo, thủy tổ thâm uyên, các loại hoàng tộc thần vực chi hải, cũng liên tiếp phái ra cường giả, quay trở lại thông báo thánh tổ. Trong thế giới mới lộ ra quỷ dị, khẳng định ẩn núp vô số cường giả, yêu thú cường hãn, bọn hắn ai cũng không dám khinh thường. Tốt nhất là điều toàn bộ các lão tổ tông tới, liên hợp thăm dò. Cường giả của các cường tộc cùng các hòn đảo khác an bài, thế giới mới có cơ duyên vô hạn, tài nguyên nơi này cũng có khả năng sẽ thay đổi cách cục của thần vực chi hải. Sau khi thoáng yên lặng, đám lôi bằng lại dương cánh bay lên không, sôi trào lôi chiều, xông về cự nhạc nguy nga cuối tầm mắt kia. Muốn dò xét thế giới mới, nơi đó hẳn là điểm mấu chốt.
Thiên kiếm thần tông và các cường tộc liên tiếp tản ra đến các hướng khác nhau, dựa theo ý đồ của mình tìm kiếm thế giới mới. Bọn hắn dễ như trở bàn tay liền tiến đến rồi. Bọn người Khương Phàm đứng tại đỉnh núi, quay đầu nhìn qua khung trời bên ngoài mấy trăm dặm, mặc dù cách rất xa xôi, nhưng vẫn mơ hồ có thể nhìn thấy được tình cảnh sụp đổ ở nơi đó. Rất kỳ quái, nơi này không có khó tiến vào như chúng ta tưởng tượng vậy. Khương Qua có một loại cảm giác cảnh giác không nói được. Rốt cuộc là chúng ta đang xâm lấn nơi này, hay là nơi này đang tiếp khách? Chu Thanh Thọ thầm nói. Đừng nói những lời khiếp người như thế. Hàn Ngạo bất mãn nói. Thế giới mới sắp náo nhiệt rồi. Dương Biện nhìn quanh dãy núi, kịch biến ở nơi xa đã khiến cho đám yêu thú trong rừng rậm sao động, số lượng lớn mãnh thú đã ẩn hiện thành đàn, rất nhiều dị thú hiếm thấy xông lên đỉnh núi. À, đó là lôi bằng sao, bọn chúng giống như đang đi đến phía chúng ta nơi này, chẳng lẽ cũng muốn thăm dò ngọn núi lớn kia? Chu Thanh Thọ chỉ vào lôi chiều sôi trào nơi cuối tầm mắt, trên trăm con lôi bằng tập thể hành động, trải rộng ra mênh mông lôi chiều, thanh thế cực kỳ to lớn, tốc độ càng là kinh người. Trước tiên không cần theo chân chúng nó nổi xung đột, chờ thế giới mới triệt để loạn lên, chúng ta lại tìm cơ hội đánh lén. Khương Phàm thả người nhảy xuống núi cao, xê dịch phóng tới giữa sợi đằng trạc cây giống như mạng nhện tạp nhạp. Dương Biện mặc dù muốn điều tra nguyên nhân cái chết của lôi tú, nhưng nhìn qua đám lôi bằng hành động tập thể nơi xa, vẫn phải nhẫn nhịn lại xúc động. Nhanh đuổi theo, thế giới mới vừa mới bị kinh động, còn không có khẩn trương, đúng là thời điểm tốt để chúng ta tìm kiếm bảo vật. Toàn thân Chu Thanh Thọ tỏa ra ánh sao, theo sát Khương Phàm. Hàn Ngạo, Khương Qua, Khương Bân đều theo sát ở phía sau, ánh mắt sáng ngời nhìn ra xa bốn chỗ, tìm kiếm bóng dáng bảo vật, càng cảnh giác nguy hiểm mà không biết ở thế giới mới này. Nhìn nơi đó, Khương Phàm hô to, thả người nhảy xuống trạc cây, xông về cánh rừng mờ tối ở phía trước. Tại sâu trong cánh rừng, lại có một ao nước, xung quanh ao nước tất cả đều là hoa cỏ kỳ dị, bên trong lại là chất lỏng màu vàng. Linh dịch sao? Bọn người Chu Thanh Thọ theo sát tiến lên, Khương Qua chủ động rơi vào phía sau, kích phát ra liệt diễm, tùy thời ứng phó ngoài ý muốn. Bảo vật càng là quý giá, càng có khả năng có yêu vật đang ẩn núp để bảo vệ. Khương Phàm cất bước phóng tới, đang muốn dò xét khả năng nguy hiểm, thì mặt đất đột nhiên lay động lịch liệt. Một con rết toàn thân đen kịt, dài đến hơn 10 mét, mạnh mẽ xông ra mặt đất. Gương mặt nó vô cùng dữ tợn, gáp đen toàn thân lại lấp lóe ý lạnh, chân dài hai bên cứng rắn như cây giáo, đặc biệt chính là nó lại còn mọc ra cái cánh màu đen. Khương Phàm vung mạnh quyền nhấc lên mênh mông chú tước yêu hỏa. Con rết kêu thê lương thảm thiết, bị yêu hỏa tươi sống đốt thành cho bụi. Ầm ầm. Nhưng, mấy chục dặm mặt đất đều đung đưa, lít nha lít nhít con rết khổng lồ lao ra. Gáp đen cứng rắn, chân dài sắc bén, còn có hai cánh, bọn chúng trông vô cùng dữ tợn tà ác, toàn bộ đều từ 10 mét trở lên. Tràng diện hỗn loạn rung động càng khiến người ta rùng mình. A! À, Chu Thanh Thọ hét lên một tiếng, vừa mới rơi xuống đất lại như giật điện luồn lên lại, vững vững vàng vàng rơi xuống trên thân Hàn Ngạo ở phía sau. Hàn Ngạo theo bản năng ôm lấy, tiếp đó lại giận dữ. Ngươi là nam tử sao? Chu Thanh Thọ gắt gao ôm lấy Hàn Ngạo. Ai còn không có vài thứ mà mình sợ, ta chính là sợ những con côn trùng xấu xí này, ôm chặt ta. Ôm đại gia ngươi. Hàn Ngạo muốn hất Chu Thanh Thọ ra, lại càng bị ôm chặt hơn, toàn bộ treo ở trên người hắn, dùng sức rụt đầu lại. Khương Qua lắc đầu, phóng thích thiên cương lôi hỏa muốn thanh lý bọn yêu trùng này. Nhưng đám rết không có tập kích bọn họ, mà giống như là bị kinh sợ, hốt hoảng chạy trốn, có con tiến vào trong cánh rừng, có con bay thẳng lao đến không trung. Giống. Mặt đất sụp đổ, cùng với tiếng gào thét quái dị, mười mấy con hắc giáp ngô công dài đến 20-30 mét vọt ra, mọc ra bốn cái hay thậm chí là sáu cái cánh, tản ra sát khí kinh khủng, nhìn cực kỳ hung hãn. Nhưng, đám rết đều hốt hoảng. Chạy trốn, một khắc đều không có dừng lại. Xảy ra chuyện gì? Khương Phàm đang muốn thả ra yêu hỏa cưỡng ép ngăn chặn, cảnh giác xung quanh cánh rừng. Chớ khẩn trương, hẳn là lục dực ngô công. Đan Hoàng trấn an trong đầu Khương Phàm, nói. Loại rết này lúc ra đời rất yếu đuối, cũng không tính là yêu thú, nhưng sau khi sống qua 10 năm liền sẽ bắt đầu biến đổi, về sau hàng năm đều sinh trưởng 1 mét, lực lượng, độ cứng đều sẽ tăng gấp bội. Sau khi được 10 mét,
sẽ còn mọc ra hai cánh, sau 20 mét sẽ mọc ra 4 cánh, sau 30 mét là 6 cánh. Tứ Dực Ngô Công có thể so với yêu thú Niết Bàn cảnh sơ kỳ, 6 cánh thuộc về Niết Bàn cảnh trung kỳ. Càng lớn, càng cường hãn, cũng càng táo bạo, có can đảm săn giết bất cứ yêu thú khiêu khích gì bọn nó. Nhưng, Lục Dực Ngô Công thì lại vô cùng e ngại thiên địch, chính là mãnh cầm có được huyết mạch Phượng Hoàng. Ngươi là huyết mạch Chu Tước, đương nhiên dọa bọn nó sợ. Khương Phàm giật mình, không còn khẩn trương. Sau khi giới thiệu tình huống cho các huynh đệ, thì lại đi tới bên cạnh bờ ao. Ao nước trong suốt đến thấy đáy, bốc hơi lấy hơi nước, lại có mùi rượu. Đây là sau khi linh quả rơi vào trong, lắng đọng thành rượu thuốc. Khương Qua thưởng thức, toàn thân nổi lên cơn sóng nhiệt. Nhiệt lưu không gần như chỉ lan tràn ở huyết dịch, còn thẩm thấu đến cơ bắp hài cốt thậm chí là nội tạng. Đều nếm thử đi, hiệu quả rất không tệ, có thể so với bảo dược cường thân kiện thể. Hàn Ngạo nghiêm mặt nói. Rót cho Chu Thanh Thọ mấy ngụm, thêm can đảm một chút. Khương Qua lại trêu hai câu khó có được. Ngươi không sợ hắn uống say, trà đạp ngươi. Lão ca, lời này lăng mạ ta. Chu Thanh Thọ phản bác, bất mãn nói. Ta chỉ sợ những yêu trùng xấu xí này, không có nghĩa là ta không can đảm. Làm cái gì cũng không được, chạy trốn lại là nhất, sự can đảm của ngươi thật lớn nhỉ. Hàn Ngạo trợn mắt chừng một cái, từ bên cạnh quơ lấy cái vỏ quả, múc tràn đầy cho Chu Thanh Thọ. Làm đi, tuyệt giao. Chu Thanh Thọ đẩy ra. Bọn hắn sắp xếp gọn rượu thuốc, tiếp tục thám hiểm trong rừng rậm, tìm kiếm bảo vật mà mình ngưỡng mộ trong lòng. Tài nguyên nơi này xác thực rất phong phú, mùi thuốc phiêu đãng, linh tuyền có ở khắp nơi trên đất, nhiều loại linh quả dược liệu cần cái gì cũng đều có. Một chút dược liệu ở bên ngoài hiếm thấy, thậm chí là tuyệt tích, nơi này lại còn có thể nhìn thấy. Nhưng, không có cái chủng loại rất mong muốn kia. Sau khi xâm nhập hơn 200 dặm, bọn hắn tiếp cận cự, khu vực cường quang, bao phủ nhạc nguy nga. Nếu như nơi đó có người canh giữ, phía trước hẳn sẽ tiến vào cái gọi là lãnh địa. Bởi vì sau khi tiến vào phạm vi cường quang, hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng yêu thú, rất có thể là nhiếp tại uy thế lãnh chúa, không dám mạo phạm. Trong núi rừng thâm thúy khắp nơi đều là bảo dược linh quả, phóng tầm mắt nhìn tới tựa như là dược viên, các loại dược liệu gì cũng đều có, mùi thuốc nồng nặc đều ngưng tụ thành linh vụ. Hít sâu một cái, tinh thần thanh thản, toàn thân thư sướng không nói ra được. Đừng có đi gấp, chúng ta đưa đám lôi bằng cao ngạo đến. Khương Phàm không có mạo hiểm xâm nhập vào, bởi vì lôi bằng ở phía sau đang mang theo lôi chiều phóng tới nơi này. Số lượng lôi bằng khổng lồ, lôi chiều nóng nảy giống như những con sông lao nhanh, cường quang chiếu thẳng đến trời, lôi uy bạo động, khi đang nói chuyện liền lướt qua từ đỉnh đầu bọn họ. Xông vào khu vực cường quang thẳng đến cự nhạc nguy nga ở hơn 100 dặm bên ngoài kia. Giống. Giờ khắc này, trong rừng rậm yên lặng lại vang lên rít sắc nhọn, nồng vụ cuồn cuộn, cuồng phong gào thét, mười mấy con đại xà quái dị liên tiếp bay lên không, xông đến đám lôi bằng khiêu khích. Đại xà lại không hề nhỏ hơn bao nhiêu so với lôi bằng, chúng dài 100 mét, thậm chí đến 200 mét, chúng nó mở rộng hai cánh, phát ra tiếng rít gào sắc nhọn. Toàn thân bọn chúng được bao trùm bằng vảy dày đặc, con mắt giống như là hai mảnh huyết hồ. Đằng xa, nơi này lại có đằng xa. Đám lôi bằng phách lối liên tiếp nhấc lên đứng tại không trung, toàn thân bạo động lôi chiều, sôi trào lên cường quan chói mắt. Xà mãng là thiên địch của bọn chúng, vậy mà đều cảnh giác lên. Là đằng xa. Đan Hoàng nhắc nhở Khương Phàm. Một trong 12 yêu tổ, đằng xà sao? Không phải đã mất hẳn tung tích rồi sao? Khương Phàm bất ngờ, trách không được lại có lệ khí lớn như vậy. Tại thời đại của chúng ta kia, đằng xà cũng đã biến mất. Đan Hoàng chỉ gặp qua chân dung đằng xà trên tư liệu lịch sử, không nghĩ tới lại gặp được những con còn sống. Nghe nói bọn chúng rất hung. Không phải hung bình thường, đằng xà là tôn chủ chí cao loại xà mãng, ngay cả long tộc gần huyết mà đằng xà cũng dám khiêu khích. Trừ phi là cự long tộc chân chính, nếu không long tộc khác thật đúng là ép không được nó. Làm không tốt còn có thể bị nó nuốt. Đan Hoàng dung hợp ý thức Khương Phàm, muốn đích thân nhìn thế giới mới lạ này. Ngay cả đằng xà đều có, không biết còn sẽ có sinh vật tuyệt tích gì khác. Đó là yêu vật gì? Khương Bân lòng sinh cảnh giác, đã nhận ra uy hiếp mãnh liệt. Một trong 12 yêu tổ, đằng xà, tổ tông xà mãng. Khương Phàm lưu ý lấy thể hiện của Khương Bân.
Người đây đều biết. Chu Thanh Thọ bắt đầu bội phục Khương Phàm, giống như liền không có thứ gì hắn không biết. Đã được học qua một ít. Khương Phàm ra hiệu bọn hắn ẩn núp tốt, chứ bị đằng xà tiếp cận. TTT. Đám đằng xà sáng chói kim quang, thân thể kéo căng, giống như hoàng kim thiêu thương sáng lên 100 mét, thẳng tắp nằm ngang ở bầu trời, chiếu sáng rạng rỡ, phóng thích ra khí tức kinh khủng. Trên đầu rắn của bọn chúng lại còn tràn ngập từng tia khí tức hỗn độn, mang cho đám lôi bằng áp bách cường đại. Đám lôi bằng sao động một lát, theo một tiếng thét ra lệnh của đảo chủ Thánh Bằng Đảo, bổ nhào đi qua phía trước. Bọn chúng tiến đến chính là săn mồi, bất kỳ cái gì có thể săn giết đồ đều là con mồi. Huống chi trong thân thể đằng xà đều có xà đan, là thánh dược huyết mạch cực kỳ quý giá. Ầm ầm, lôi bằng hành động, toàn thân bọn chúng chói mắt, sôi trào lên lôi chiều dữ dằn, cuồng kích khung trời, uy thế cường hãn giống như là thiên quân vạn mã lao nhanh, mãnh liệt tựa là uy thế hủy diệt táo bạo, che mất đám đằng xà chặn đường ở phía trước. Xoẹt, đám đằng xà giống như thần mâu màu vàng, xé rách hư không, trực tiếp lao thẳng đến đám lôi bằng. Lôi điện rất nhanh, bọn chúng càng nhanh. Đây là thiên phú thần thuật trong huyết mạch đằng xà thuật, phi thiên độn địa, vạn dặm vô tung, có thể xưng là nhanh chóng nhất thiên hạ. Bọn chúng tránh khỏi những lôi bằng mạnh nhất phía trước kia, xông vào lôi chiều, lao thẳng tới những con lôi bằng nhỏ xung quanh. Tràng diện lúc này đang hỗn loạn, đám lôi bằng nhỏ bất luận là thực lực hay là huyết mạch đều tương đối yếu hơn, đối mặt với một trong 12 yêu tộc, đằng xà đánh giết, lại không hề có lực hoàn thủ. Răng rắc, số lượng lớn lôi bằng bị vỡ nát đầu, máu tươi phun trào, từ không trung rơi xuống. Tràng diện thảm liệt để bọn người Khương Phàm đều hít vào từng ngụm khí lạnh. Tản ra, kéo dài khoảng cách. Đảo chủ Thánh Bằng Đảo cao giọng ra lệnh, vỗ mạnh hai cánh, lôi chiều bạo động, xé mở bầu trời, nhào về con đằng xà mạnh nhất phía trước kia. Đằng xà phát giác được nguy cơ, hai cánh bỗng nhiên vỗ mạnh, con mắt lại phun ra hai mảnh cường quang, trong nháy mắt, xung quanh nó hiện ra hình ảnh quỷ bí, giống như núi thây biển máu, khủng bố không gì sánh được. Cường quang trong hai mắt xuyên thủng không gian, thẳng đến đảo chủ Thánh Bằng Đảo. Đáy mắt đảo chủ Thánh Bằng Đảo đại tác hung quang, vỗ cánh gáy to, sóng âm chói tai chấn vỡ nát không gian xung quanh, cường thế ngăn chặn ánh sáng đỏ hồng, lôi chiều toàn thân sôi trào toàn diện, hóa thành 100.000 cái lôi mâu không khác nhau oanh sát đối phương. Đằng xà chớp mắt đã lui lại mấy ngàn thước, tránh khỏi lôi chiều, nhưng không có một khắc nào ngừng lại, nó lách qua đòn chặn đánh của đảo chủ Thánh Bằng Đảo. Lao thẳng đến những con lôi bằng đang tháo chạy khác. Đám lôi bằng tức giận không kiềm chế được, tốc độ mà bọn chúng vẫn lấy làm kiêu ngạo, vậy mà lại không đuổi kịp những yêu xà này. Cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều đằng xà xuất hiện, từ bốn phương tám hướng giết tới, toàn bộ bọn chúng căng cứng thân thể, giống như là những cây giáo 100-200 mét to lớn, xé rách không gian, khuấy động khí tức hỗn độn, sôi trào lên cuồng chiều sát lục, riêng phần mình khóa chặt mục tiêu triển khai đánh giết. Diệt thế thịnh yến. Đám lôi bằng tập thể thét dài, chỉ lên trời vỗ cánh, cao ngạo ngẩng đầu, mỗi con lôi bằng đều giống như biến thành vòng xoáy lôi điện, cướp đoạt lấy lôi điện nguyên lực ở giữa trời, nhanh chóng sáng tỏ. Bọn chúng phân tán các nơi, giống như hợp thành pháp trận thần bí, tương dung lẫn nhau, cùng nhau phát huy. Đám đằng xà phát giác được nguy cơ, quả quyết lui lại. Nhưng, ầm ầm, toàn bộ lôi bằng tập thể bộc phát. Sôi trào lên lôi uy tuyệt thế quét sạch hơn 100 dặm, trên trời dưới đất đều giống như bị lôi chiều vô tận lấp đầy. Núi cao sụp đổ, cây rừng bị chôn vùi, mặt đất bị tạo ra vô số hố sâu, giống như là tận thế. Ngoại trừ vài con đằng xà chạy trốn giải rác ra, thì những con đằng xà còn lại đều bị vô tình oanh sát. Nhưng, lôi chiều bạo động đã đánh thức cự nhạc nguy nga nơi xa kia, từng tiếng gầm vang vọng trời cao, trong thanh âm tràn ngập lệ khí kinh khủng, để cho người ta tuyệt vọng. Xa xa nhìn lại, từng con đằng xà 200 mét, thậm chí là hơn 300 mét đã thức tỉnh, cho dù cách hơn 100 dặm, vẫn có thể cảm nhận được sự khủng bố của bọn chúng. Ầm ầm, một con đằng xà hơn 300 mét, thi triển đằng xà thuật giết tới đây. Tốc độ nhanh, hình thể lớn, tựa như tuyệt thế hung thú vượt qua không gian, nhanh chóng phóng đại trong tầm mắt. Giống, huyết mạch của con đằng xà này đã là thuần huyết, không đợi tới gần liền rít gào sắc nhọn. Kim quang vô tận vừa tôn quý lại càng bạo ngược, hóa thành hư ảnh của hơn ngàn con đằng xà, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhào về phía đám lôi bằng.
Bọn chúng đều giống như đằng xà chân chính, tốc độ nhanh đến kinh người, khuấy động khí tức hỗn độn, cường thế oanh sát. Đây là đằng xà thần thuật, chăm rắn điên cuồng công kích. Đám lôi bằng huy động lôi chiều sôi trào, cường thế chặn đánh. Con đằng xà hơn 300 mét cường thế giết tới, một tiếng rít cao, hai con người lấp lóe huyết quang. Phạm vi khung trời hơn mấy chục dặm đều ù ù lắc lư, xuất hiện tầng tầng lay động, giống như 9 tầng trời đang rơi xuống, lại giáng lâm như tận thế thế giới. Đây là truyền thừa đằng xà thần thuật, tên là xà động cửu thiên. Chỉ có đằng xà chân chính tới gần thuần huyết mới có thể phóng thích, tượng trưng cho cao ngạo đằng xà đứng ở trên 9 tầng trời, trấn áp hết thảy trên thế gian. Đảo chủ thánh bằng đảo phát giác được nguy cơ, nhưng không có chút mập mờ nào, hắn tới gần lôi bằng thuần huyết, có được huyết mạch cao ngạo, cũng có được truyền thừa cường hãn. Toàn thân lôi vũ liên miên bay lên không, mỗi cái đều có dài 20, 30 mét, cứng như sắt thép, mang theo máu tươi, khuấy động lôi uy vô thượng. Lôi vũ kịch liệt xen lẫn, hình thành hai thanh dao lôi rực nhau, giống như là tuyệt thế lôi đao, bao quanh thiên bằng chân lôi, xông lên trời. Cuồng bạo vỡ nát tầng tầng rơi xuống 9 tầng trời khung. Va chạm kịch liệt quét sạch mấy trăm dặm rừng rậm, cự nhạc bị hù dọa nơi xa bên trên càng nhiều đằng xà. Bọn người Khương Phàm đã tránh ra chiến trường thật xa, từ những vị trí khác xông vào lãnh địa, thừa dịp đám đằng xà nhao nhao lúc rời khỏi, tìm kiếm dược viên quý giá. Đây là khí tức gì? Bọn hắn rất nhanh đã dừng lại, ánh sáng đỏ hồng phiêu đáng yêu, cường quang bao phủ trong rừng rậm dị. Kích thích bọn hắn toàn thân máu tươi nổi lên nhiệt ý. Ở phía trước hơn 20 dặm, có tòa sơn cốc thâm thúy, bị năm ngọn núi cao vần quanh, phạm vi vô cùng khổng lồ. Trong u cốc chỉ có một gốc lão thụ tang thương, thân cành tráng kiện cao chừng 100 mét, nhưng tán cây tươi tốt phía trên lại cơ hồ đóng đầy hơn 1000 mét u cốc. Trong tán cây kết lấy mười mấy quả màu hồng hình người, ánh sáng màu hồng chính là từ nơi đó tỏa ra. Huyết linh bồ đề. Linh hồn đan hoàng tương thông cùng ý thức Khương Phàm, nhận ra cây quái thụ kia. Huyết linh bồ đề là dị loại bên trong bồ đề thụ. Quá trình sinh trưởng vô cùng chậm chạp, đầu tiên là không ngừng cắm rễ, chờ rễ cây trải rộng dưới mặt đất ngàn mét, trăm mét sâu mới có thể mọc ra mầm non, sau đó không ngừng cắm rễ không ngừng sinh trưởng. Một gốc chừng 10 thước. Huyết linh bồ đề thụ, sợi rễ có thể trải rộng vạn mét dưới mặt đất, quấn tới 300 mét trở lên. Cần thời gian khoảng chừng 100 năm. Cũng chỉ có đến 10 mét, mới bắt đầu nở hoa kết trái. Trái cây liền gọi huyết linh bồ đề quả, là bồ đề thụ hấp thu tinh hoa địa tầng ngưng tụ thành, từ nở hoa đến kết quả lại đến thành thục, một viên huyết linh bồ đề quả cần hơn 100 năm. Cây bồ đề thụ này vậy mà lại có thể cao đến 100 mét, còn duy nhất một lần kết xuất hơn 10 viên bồ đề quả, không dám tưởng tượng nó đã ở chỗ này đã bao nhiêu năm. Huyết linh bồ đề có công hiệu gì? Sinh trưởng khó khăn như vậy, đương nhiên có công hiệu đặc thù. Người có thể tưởng tượng huyết linh bồ đề thụ sống được lấy luyện lô, nó có thể hấp thu tinh hoa đến trong thân thể địa tầng, chuyển biến thành đại địa mẫu khí, lại ngay thời điểm đang ngưng tụ trái cây, đại địa mẫu khí cô đọng thành. Đan Hoàng ngừng lại, Khương Phàm lại đoán được. Khí tức huyền hoàng. Đan Hoàng nói. Không sai, huyết linh bồ đề, còn được gọi là huyền hoàng quả. Một quả có thể kích phát ra tiềm lực huyết mạch tầng sâu, là linh bảo chân chính. Khương Phàm hít vào một hơi, không hổ là đại lục thứ 10 yên lặng, lại còn bảo vật truyền kỳ tồn lại như thế này. Thế nào? Bọn người Khương qua nhau nhau nhìn về phía Khương Phàm, có biết không? Khương Phàm giới thiệu kỹ càng tình huống, đám người hít một hơi, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt. Khương qua rung động, trách không được đám đằng xà đều mạnh như vậy. Thì ra là ăn huyết linh bồ đề quả kích phát huyết mạch. Mắt Chu Thanh Thọ sáng lên, kích động đến xoa tay. Rốt cuộc cũng gặp được đồ tốt. Hàn Ngạo im lặng nhìn hắn. Ngươi kích động cái gì, ngươi là tinh thần linh văn, lại không cần kích phát huyết mạch. Ta không cần, nại yêu nhà ta cần. Lại phải giữ cảm giác, ngươi đây là tích lũy đủ, chuẩn bị nạp thiếp sao. Ghen ghét. Nếu ngươi có một nửa sự tinh tế của ta đã sớm bắt lấy Lâm Nam sư tỷ, hài tử đều sẽ kêu ta là thúc thúc. Xéo đi. Còn không phục, tiểu phượng đều trợ công cho ngươi, ngươi cũng không thành, thật đúng là ném đi khuôn mặt nam tử. Ngươi cần ăn đòn rồi. Đều nói long tộc sao động, già hổ sư con chim bay con rùa, trên mặt đất chạy trên bầu trời bay bơi trong nước đều từng mấy lần, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Thực sự không được,
Ta đưa ngươi chút thuốc, bắt lấy trước lại nói. Ngươi là cầm thú, ta không giống với hai kẻ tai họa các ngươi. Còn cao thượng, trước tiên bắt lấy sau đó lại bồi dưỡng tình cảm, cùng với bồi dưỡng tình cảm trước lại bắt lấy, khác nhau ở chỗ nào sao? Trình tự xoay chuyển, cuối cùng còn không phải đều là ân ân ái ái thật dài thật lâu. Được rồi, mạo hiểm cái gì, đứng đắn một chút. Dương Biện ngăn lại. Chu Thanh Thọ đả kích xong Hàn Ngạo, kêu một tiếng. Đoàn cướp bóc Hoàng Thất, xuất kích. Cái quái gì? Bọn người Khương Phàm đang muốn đứng dậy, kết quả bị một cuống họng gọi lại. Chúng ta tiến đến không phải ăn cướp sao? Thổ phỉ thật khó nghe, làm cái thân phận tôn quý chút, đoàn cướp bóc Hoàng Thất. Ở đâu ra Hoàng Thất? Vạn thế thần triều đấy, thần hoàng khâm mệnh, đoàn cướp bóc Hoàng Thất. Bản nhân, Chu Thanh Thọ, bộ đoàn trưởng đầu tiên. Chu Thanh Thọ nháy mắt với Khương Phàm, rồi xông vào u cốc đầu tiên. Bọn người Khương Phàm đen mặt lại, cái tên này đơn giản nhân tài. Ai là đoàn trưởng? Hàn Ngạo lắc đầu đi theo vào. Khương Phàm chứ ai, so anh Tuấn phóng khoáng, ta không chịu thua, nhưng bàn về trộm nện đánh cướp, còn không phải không phục. Sau khi Chu Thanh Thọ xác định trong sơn cốc không có nguy hiểm, hắn đi thẳng đến huyết linh bồ đề thụ. Đều nhanh đi, chờ đằng xà trở về, các ngươi liền khóc đi thôi. Hàn Ngạo đả kích nói. Anh Tuấn phóng khoáng, ngươi so với Khương Phàm cũng thiếu chút. Người ta kiếp trước tam cung lục viện, kiếp này top 5 top 3, người đây, trông coi na yêu còn không có hầu hạ thỏa đáng. Nói đùa gì vậy, hắn tam cung lục viện là bởi vì hắn anh Tuấn sao? Nếu ta có thể thành thần, cửu cung 18 viện của ta mỗi ngày không giống nhau. Qua, cái này lớn, thuộc về ta. Chu Thanh Thọ bắt lấy một quả bồ đề liền muốn hái xuống. Dừng tay. Khương Phàm đột nhiên quát bảo ngưng lại, đi đến u cốc. Làm gì? Chu Thanh Thọ thoáng rụt cổ một cái, đánh giá sơn cốc cùng tán cây, thật có đằng xa. Ta bảo ngươi dừng tay. Khương Phàm đi tới. Làm gì, đoàn trưởng hái trước. Đừng trà đạp bảo bối. Khi dễ người, ta hái chính là trà đạp bảo bối. Ta nói, ta đến. Khương Phàm đi đến dưới huyết linh bồ đề thụ, vòng quanh vài vòng, sau đó lại xếp bằng ở phía trước bắt đầu minh tưởng. Chu Thanh Thọ chau mày. Làm cái gì vậy, trước khi ăn cướp, lên tiếng kêu gọi cùng huyết linh bồ đề thụ. Chú ý như thế sao? Ngươi im miệng đi. Dương Biện chịu không được ra hỏa này. Khương Phàm minh tưởng sau mấy phút đồng hồ, liền mở mắt ra nói. Không hổ là bồ đề thụ trăm mét, phạm vi quá lớn. Phạm vi gì? Đám người không hiểu thấu. Khương Phàm xắn tay áo, nói. Đều tản ra, ta muốn nó rời đi. Đám người trừng mắt đến căng tròn. Cái gì? Huyết linh bồ đề thụ chỉ là cắm rễ liền muốn trăm năm, nở hoa kết trái lại là hơn 100 năm. Có thể cao đến bây giờ thật không biết đã trải qua bao nhiêu năm, ta muốn chuyển đến bên trong thế giới ngũ hành bình yên nhà ta, để nó tiếp tục nở hoa, tiếp tục kết quả. Khương Phàm chìm ý thức vào địa tầng, cảm nhận đại địa mẫu khí, địa tầng mênh mông bắt đầu vặn vẹo. Bên trong địa tầng tất cả đều là rễ già của huyết linh bồ đề thụ, phạm vi rất có thể đã lan tràn ra gần trăm dặm, thậm chí càng xa hơn. Khương Phàm không thể nào rút ra toàn bộ. Cho nên hắn chỉ xác định rễ chính bên trong, sau đó cắt đứt từ vị trí hơn 10 dặm, cam đoan huyết linh bồ đề thụ có thể sống tốt. Hàn Ngạo vỗ vỗ bả vai Chu Thanh Thọ. Nhìn người ta xem. Chu Thanh Thọ lắc đầu nói. Nếu không sao có thể là đoàn trưởng. Mặt đất vỡ nát, ngọn núi lay động, Khương Phàm rút toàn bộ huyết linh bồ đề thụ cao trăm mét ra, phía trên chỉ cao có trăm mét, phía dưới lại là rễ già lan tràn hơn 10 dặm. Mau rời khỏi nơi này. Khương Phàm chuyển huyết linh bồ đề thụ đến tầng thứ ba, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này. Lôi bằng đang cùng đằng xà chém giết như lửa, càng ngày càng nhiều đằng xà từ cự nhạc xông lên tới, số lượng lớn đằng xà trốn ở trong rừng rậm săn giết lôi bằng đang vây ở bên ngoài. Lôi bằng không hề nghi ngờ chính là bá chủ hải vực, càng là thiên địch của vô số rắn biển, bọn chúng nương tựa theo ưu thế tốc độ tuyệt hảo, cùng huyết mạch thiên bằng, cơ hồ ở vào đỉnh cao của chuỗi sinh vật ở hải vực. Mà ở trong thế giới mới này, bọn chúng đã gặp phải đối thủ chân chính. Đằng xà thuật của đằng xà có thể thể hiện ra tốc độ cực hạn mạnh hơn lôi đình, độ cường hãn của huyết mạch đằng xà càng là có thể trực tiếp so với huyết mạch côn bằng, hoàn toàn không sợ khí tức thiên bằng của bọn chúng. Hai bên chém giết càng ngày càng kịch liệt,
lôi chiều kinh khủng liên tục được phóng ra, mang cho đám đằng xà tổn thương cực lớn, đánh giết đằng xà, để bọn chúng tổn thất nặng nề. Nhưng, sau đó đội ngũ hải thần đảo giết tới, phối hợp bộ tộc lôi bằng tấn công mạnh, khiến cho chiến trường chuyển rời về hướng cự nhạc. Càn quét rừng rậm xung quanh, siêu tập tất cả bảo vật. Gia chủ Lý Gia Lao của hải thần đảo lao thẳng đến trước cự nhạc, thét lên ra lệnh tộc nhân Niết Bàn Cảnh trở xuống cùng đám lôi bằng đều ở lại càn quét. Nơi đó nguy hiểm, Niết Bàn Cảnh trở xuống thì không nên đi, vừa vặn thừa cơ hội bọn hắn vây công cự nhạc, càn quét bên ngoài lãnh địa. 5 người một tổ, phối hợp lôi bằng triển khai càn quét, bất kỳ bảo vật gì cũng đều không cần buông tha. Các cường giả hải thần đảo trở nên nhiệt tình, không cần nhắc lên nguy hiểm tính mạng trực diện với đằng xa, còn có thể phụng mệnh cướp bóc, đơn giản là quá hoàn mỹ. Nếu nơi này là lãnh địa đằng xa, khẳng định nuôi rất nhiều bảo vật quý giá, nói không chừng còn có thể phát hiện trứng đằng xa. Qua, đây là xông vào ổ rắn rồi. Bọn người Khương Phàm chui vào trong động sâu, phát hiện trọn vẹn 5 quả trứng đằng xà lóng lánh. Mỗi quả đều lớn như cối xay vậy, mặt ngoài còn có chút hoa văn phức tạp, tại không ngừng liên tục hấp thụ uy lực tự nhiên, bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy đằng xà non nớt đang chuyển động. Chu Thanh Thọ rung động nói, không hổ là huyết mạch của một trong 12 yêu tổ, chính là chăm chỉ liền bắt đầu tu luyện từ lúc ở trong trứng, trách không được người ta có thể xưng vương xưng bá, khiêu khích long tộc. Hàn Ngạo tiến đến trước vỏ trứng, quan sát đằng xà ở bên trong. Chúng ta cứ mang đi như vậy, thích hợp không? Chu Thanh Thọ im lặng. Có chút tố dưỡng đoàn cướp bóc được không? Ngươi nhìn đoàn trưởng chúng ta, đã bắt đầu chuyên chở hàng hóa rồi kìa. Khương Phàm bên cạnh trứng đằng xà sau đó thu vào thông thiên tháp, đẩy nhẹ Hàn Ngạo ra, quả này cũng thu vào. Kiếp trước thiên hậu mong ước gom góp 12 yêu tổ, kiếp này có tổ kỳ lân, có kim hống, ta lại tìm được cho nàng đằng xà. Không biết trong thế giới mới này có huyết mạch yêu tổ khác hay không? Hai người này, bọn người Chu Thanh Thọ lắc đầu rung động, nhanh nhẹn dũng mãnh thật. Khương Phàm chào hỏi bọn hắn rời khỏi, tiếp tục tìm kiếm bảo bối mới, muốn trước khi lôi bằng rút lui, càn quét sạch sẽ, dược viên của đằng xa. Ầm ầm, bên ngoài, lôi chiều vẫn mãnh liệt, những tiếng oanh minh kịch liệt truyền vào cửa hang, thuận theo con đường sâu thăm thẳm, thẳng tới dưới đáy. Bọn người Khương Phàm thoáng cảnh giác, sau đó chào hỏi lẫn nhau trốn đi. Chỉ sau chốc lát, 5 vị cường giả hải thần đảo thuận theo con đường đi tới dưới đáy huyệt động. Trên vách tường cao tới 100 mét treo đầy nhiều loại linh quả quý giá, lóe ra hào quang sáng chói, hang động được chiếu ánh với những màu sắc rực rỡ. Nơi này hẳn là sào huyệt của đằng xa. Thật nhiều linh quả, tranh thủ thời gian hái đi thôi. Đừng có gấp, xem trước một chút có trứng đằng xa hay không. Nếu như ấp ra đằng xà, bồi dưỡng từ nhỏ, rất có thể tương lai sẽ trở thành yêu thú bảo vệ hải thần đảo chúng ta. Sau khi 5 vị cường giả của hải thần đảo nhìn xung quanh liền kích động chạy đến cái tổ, xây lên tại nơi cao sâu trong hang động, nơi đó có năng lượng mênh mông đang khuấy động, rất có thể là giường ấm ấp trứng. Nhất định có, nhất định có. Đằng xà đẻ trứng sẽ sinh mấy quả? Khẳng định một tổ. Ngươi coi đằng xà là rắn bình thường sao? Loại yêu thú đỉnh phong này, sinh sản vô cùng khó khăn, một lần có thể sinh một quả cũng là không tệ rồi. Hang động này rất lớn, có thể là chuyên môn dùng để sinh sản, nói không chừng còn có rất nhiều. Bọn hắn một bên cầu nguyện một bên thảo luận, tranh nhau chen lấn leo lên tổ rắn, nhưng cảnh tượng trước mắt lại để bọn hắn khẽ giật mình, nụ cười kích động đều cứng ở trên mặt. Người! Bên trong vậy mà có người đang đứng đấy. Chờ chút! Nơi này không phải là sào huyệt đằng xà sao? Chẳng lẽ là đằng xà nuôi nhân nô sao? Rất có thể, yêu thú giống như vậy, nuôi nhân nô cũng không có gì mới. Dương Biện đứng ở trong sào huyệt, trong tay cầm đồ thần chiến kích, toàn thân tràn ngập khí tức sát lục như máu. Ánh mắt sau mặt nạ dần dần lăng lệ, nhìn chằm chằm 5 người một cái. Lý Hoán, đã lâu không gặp. Sắc mặt nam tử bị gọi là Lý Hoán hơi biến đổi. Ngươi là ai? 4 người lập tức cảnh giác, người này biết Lý Hoán. Còn đã lâu không gặp. Dương Biện nắm chặt đồ thần chiến kích, chậm rãi nhấc ngang, khí tức sát lục đột nhiên mãnh liệt. Có nghe nói chuyện tại Kim Bảo Đảo không? Lý Hoán bỗng nhiên biến sắc. Dương Biện, hắn ở chỗ này. 4 người còn lại ớn lạnh toàn thân, cái chân trượt đi, từ bên trên sào huyệt cao cao ngã xuống dưới.
Ngươi đến từ lúc nào? Lý Hoán muốn giữ vững ổn định, nhưng bây giờ hắn làm không được. Mấy ngày trước hắn vừa biết được chuyện phát sinh tại Kim Bảo Đảo. Nam tử chết tại 10 năm trước kia, không chỉ có trở về từ địa ngục, mà còn trở nên mạnh hơn. Niết bàn cảnh, viễn cổ kình hồn, thánh vương thiên phẩm. Lúc đó còn cảm giác chấn kinh, cũng suy đoán khẳng định Dương gia sẽ tận hết sức lực diệt trừ Dương Biệt, không nghĩ tới cái tên gia hỏa kinh khủng này cứ không thể tưởng tượng nổi mà đứng ở trước mặt hắn như vậy. Trước khi các ngươi tới, Dương Biệt cầm kích, bỗng nhiên chấn động, sát khí, tử khí cuồn cuộn, giống như là âm binh xô ra từ địa ngục vô tận, mang theo khí thế thảm liệt đánh bay Lý Hoán. Lý Hoán cảm giác như cơ thể mình là tượng đá bị đánh nát, hắn kêu thảm tung bay ra ngoài, nện xuống đất. Lý Hoán, bốn người khác đều là tử đệ Lý gia, sợ hãi kêu lên bổ nhào qua. Khụ khụ, Lý Hoán ho khan kịch liệt, miệng đầy máu tươi, hắn giãy giụa đứng lên, muốn chạy trốn, kết quả trong góc liên tiếp đi ra mấy bóng người, ngăn cản đường đi. Bọn hắn là huynh đệ kết nghĩa của Dương Biệt. Bốn người còn lại tê cả da đầu, nghe nói đều là chí tôn thánh phẩm, còn có thiên phẩm. Mẹ nó, đây là thiên tài cấp cao nhất của thần vực chi hải tập kết cùng với nhau sao? Làm thế nào Dương Biện làm được? Ngươi muốn làm gì? Ngươi là do Dương Thiên Hữu hại chết, không liên quan tới Lý gia chúng ta. Lý Hoán tóc tai bù xù gầm thét. Ta hỏi ngươi, Lôi Tú chết thế nào? Dương Biện mang theo chiến kích nhảy xuống từ tổ rắn, trực tiếp rơi xuống trước mặt bọn hắn, khí thế cường hãn, như uy thế đại dương, mang cho bọn hắn áp bách giống như ngạt thở. Lý Hoán khẽ cắn môi, hé mồm nói. Ta không biết. Bành. Dương Biện nhấc ngang chiến kích, vô tình đánh vỡ nát người bên phải hắn, máu tươi thịt nát phun tung tóe. Người điên rồi. Bành. Lại là một kích, lại là một mạng. Dương Biện, Lý gia chúng ta. Bành. Kích thứ ba, mệnh thứ ba. Đệ tử còn lại của Lý gia trực tiếp quỳ xuống, hoảng sợ thét lên. Tự sát, là tự sát. Bành. Thứ tư kích, trong nháy mắt đã đánh chết tên đó. Dương Biện nhấc ngang chiến kích, chống đỡ ở trước mặt Lý Hoán. Nói. Lý Hoán ớn lạnh toàn thân, gương mặt dữ tợn. Dương gia cho ra tin tức chính là tự sát, thánh bằng đảo nơi đó cũng đã tiếp nhận. Dương Biện kích phát chiến kích hiện ra vằn đen quỷ dị, giống như nguyền rủa, để cho người ta sợ hãi tuyệt vọng. Thánh bằng đảo có chấp nhận hay không, không giống với sự thật. Là Dương gia cho điều kiện là có thích hợp hay không, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, rốt cuộc là Lôi Tú chết thế nào? Lôi Tú là mấu chốt thông gia của hai đảo, lại chết ngoài ý muốn, Dương gia không thể nào để lộ ra nguyên nhân cái chết thật sự. Ta biết, chỉ có hai chữ, tự sát. Tại sao Lôi Tú phải tự sát? Dù sao Dương gia cũng phải cho Hải Thần đảo một lời giải thích đơn giản. Giải thích, ha ha, ngươi rời khỏi quá lâu. Đã quên mất phong cách làm việc bá đạo của Dương gia rồi. Hắn nói tự sát, chính là tự sát, ai lại đi hỏi nguyên nhân. Dương Biện dùng sức nắm chiến kích. Sau khi Lôi Tú thành thân cùng Dương Thiên Hữu, trải qua như thế nào? Nàng là Lôi Bằng, là yêu thú, Dương Thiên Hữu cảm giác buồn nôn, lười nhác đụng vào nàng. Nhưng, Dương Duy chết không rõ ràng tại Tang Thi Đảo, mẫu thân hắn cực kỳ bi thương, vì để tra ra chân tướng. Nên đã giết sạch tất cả những người thân mật, liên quan với người trước đó, cuối cùng là mang Lôi Tú ra. Lôi Tú gặp cái gì, ta không biết, nhưng mẫu thân của Dương Duy là hạng người gì, người so với ta lại rõ ràng hơn. Lý Hoán vừa dứt lời, đồ thần chiến kích đã bắn ra sát khí, nổ đầu hắn ngay tại chỗ. Chu Thanh Thọ nhỏ giọng hỏi. Mẫu thân Dương Duy mạnh như vậy, lại còn có thể tùy ý bắt người giết người. Khương Phàm nói. Mẫu thân Dương Duy, chính là mẫu thân Dương Thiên Hữu, bọn hắn cùng phụ thân cùng phụ mẫu. Chu Thanh Thọ giật mình, nhà đầu đáng thương rơi xuống trong tay bà sao. Dương Ngọc Trân. Đôi mắt của Dương Biện lộ ra hung quang, hai hàm răng ma sát, phát ra âm thanh két két khiếp người. Tự sát sao? Không phải là bị tiện nhân Dương Ngọc Trân kia hành hạ chết, thì chính là Lôi Tú đã triệt để tuyệt vọng, kết thúc bản thân. Thân thể hùng tráng của Dương Biện nhẹ nhàng run rẩy, trái tim hắn thắt chặt, đau nhức. Lôi Tú đã từng cô độc nhỏ yếu, ở Thánh Bằng Đảo nhận hết nhục nhã, sau khi gặp được hắn rốt cuộc cũng đã lộ ra nụ cười, nhưng hắn chết, lại nàng vô tình đẩy đến vực sâu, vốn cho là hắn có thể trở về cứu vớt nàng, ôm nàng, để nàng lần nữa lộ ra nụ cười, thế nhưng...
Dương Biện nhắm mắt lại, nàng chết rồi, tim của hắn cũng đã chết. Đối với Hải Thần Đảo, hắn đã không còn bất luận sự mong mỏi nào nữa. Báo thù. Hắn phải báo thù tất cả mọi người của Hải Thần Đảo. Hắn phải thấy, Lôi Tú chết, nơi đó không ai có thể không đếm xỉa đến. Dương Ngọc Trân, đều nhớ kỹ cái tên này, tương lai giết đến Hải Thần Đảo, giải quyết nàng đầu tiên. Khương Phàm nhẹ giọng nhắc nhở ở hai bên. Nàng, đã nằm trong danh sách sinh tử. Hàn Ngạo, Chu Thanh Thọ đều nghiêm chỉnh lại. Khương qua rời khỏi động sâu, đi ra bên ngoài bắt lấy Lôi Bằng không có chút phòng bị nào, thô lỗ kéo trở về, đóng đinh ở bên trên tổ rắn, giá hỏa tội danh chứng đằng xà biến mất đến trên thân Lôi Bằng. Khương Phàm triệu ra tàn đao, đáy mắt bắn tung tóe hung mang. Bên ngoài hẳn là còn có rất nhiều đệ tử Hải Thần Đảo, giết. Sau đó không lâu, đệ tử cùng Lôi Bằng đang cướp bóc ở bên ngoài đã bị đồ sát, không một ai may mắn thoát khỏi. Ngọn lửa tức giận trong lòng Dương Biện không có chỗ phát tiết, dùng đầu tử đệ Hải Thần Đảo, bày ra năm chữ lớn đẫm máu tại phế tích trong rừng rậm, trận chiến báo thù thứ hai. Sau đó không lâu, trận chém giết kịch liệt tại cự nhạc nơi đó đã đánh thức lão tổ đằng xà đang ngủ say. Thân hình khổng lồ dài đến hơn 500 mét, chậm rãi duỗi ra từ đỉnh chóp cự nhạc. Lệ khí vô tận giống như hải dương, bao phủ khung trời, Lôi Bằng hồi hộp. Cái đầu to như một ngọn núi dữ tợn đáng sợ, hai cái con mắt đỏ ngầu càng giống như hai cái hổ máu thật sâu. Đám Lôi Bằng quả quyết chờ đội ngũ Hải Thần Đảo rút lui. Cự yêu như thế này quá kinh khủng, cần chờ viện quân của Hải Thần Đảo cùng Lôi Bằng đuổi tới, mới có thể vây bắt được. Nhưng, khi bọn hắn rút lui ra khỏi lãnh địa của đằng xà, lại thấy được một màn thảm liệt trong phế tích biên giới kia. Từng cái đầu máu me đầm đìa, từng đôi mắt, chết không nhắm được. Hai chữ báo thù, càng là nhìn thấy mà giật mình. Dương Biện ở nơi này. Lôi Bằng cùng Hải Thần Đảo đều muốn điên rồi, các tử đệ ở lại bên ngoài đều bị giết. Thông báo Dương ra tới xử lý chuyện nhà. Đảo chủ của Thánh Bằng đảo tức giận không kiềm chế được, cự nhạc không thể đánh hạ, Lôi Bằng lưu thủ lại còn đều đã chết, bọn hắn tổn thất quá lớn. Lúc ấy Dương ra nên trực tiếp chém hắn, nhất định phải tạo sự kiện ngoài ý muốn gì đó. Tộc trưởng Lý gia càng tức giận, Lý Hoán là tiểu nhị tử mà hắn thương yêu nhất. Bọn hắn chật vật rút lui, chờ đợi viện quân, nhưng sau khi đám đằng xà đang kiểm tra, dược viên, bên trong lãnh địa của mình, lại triệt để tức giận. Không chỉ có dược liệu đã nuôi trong thời gian vô tận bị trừ tận gốc, ngay cả năm cái trứng sắp phá xác đều bị cuốn đi. Lão tổ đằng xà hét lên đầy giận dữ, thân lệnh đằng xà triển khai đuổi bắt Lôi Bằng. Nơi đó lại còn có cự nhạc núi lớn. Bọn người Khương Phàm đã thoát xa khỏi lãnh địa đằng xà, sau khi phóng tới ngàn dặm, lại thấy được một tòa cự nhạc nguy nga đột ngột nhảy lên tại cuối tầm mắt, cũng nổi lên ánh sáng vô tận chiếu thấu tới bầu trời, giống như là, mặt trời, trong thế giới mới, ánh sáng chiếu xa vạn trượng, mang cho dãy núi xung quanh đầy ánh sáng, bảo hộ lấy phiến lãnh địa kia. Chẳng lẽ cách mỗi mấy ngàn dặm liền có một tòa cự nhạc? Trong thế giới mới có bao nhiêu tòa cự nhạc? Nếu như 10 tòa 8 tòa còn có thể tiếp nhận, mười mấy 20 liền khoa trương. Mỗi tòa cự nhạc đều có kẻ canh giữ, chẳng phải đều là cùng loại với đằng xà như thế này sao? Thế giới mới so ta mong muốn còn cường đại hơn nữa. Nếu như so sánh pháp trận hoàn chỉnh tại thế giới mới, mỗi tòa cự nhạc tương đương với một trận tâm. Bọn người Chu Thanh Thọ phát tán tư duy, đều có loại cảm giác mãnh liệt, quy mô cùng thực lực thế giới mới đều cao siêu hơn tưởng tượng của bọn hắn. Khương Phàm nói, nếu quả thật pháp trận có thể bao phủ mấy vạn dặm cương vực trong thế giới mới, vậy thứ chúng ta nhìn thấy bây giờ hẳn chỉ là xung quanh trận tâm, trong sâu nhất khẳng định còn có chủ trận tâm, nơi đó hẳn cũng có người canh giữ, rất có thể là chủ nhân của thế giới mới. Kẻ khống chế chủ trận tâm mang ý nghĩa khống chế thế giới mới. Còn nhớ rõ tình cảnh Thánh Bằng đảo bọn hắn xông vào không? Quá dễ dàng, ta cảm giác bị chủ trận tâm phát hiện, sau đó cố ý mở ra bình chướng. Bỏ bọn hắn vào đến. Hàn Ngạo cảnh giác nói. Đột nhiên cảm giác nơi này rất nguy hiểm. Mặt mũi Chu Thanh Thọ lại tràn đầy hưng phấn. Tinh lực chủ yếu của thế giới mới sẽ bị đám hoàng tộc hoàng đạo thần vực chi hải kia ngăn chặn. Chúng ta chỉ là những nhân vật nhỏ, tiến đến càn quét bảo bối. Gặp nguy hiểm, bọn hắn ngạnh kháng. Bảo bối tốt, chúng ta đoạt. Nơi này càng khổng lồ, càng cường đại, nói rõ bảo bối càng nhiều. Đoàn trưởng. Ta đề nghị,
nhìn thấy ai tiến công cự nhạc nơi nào, chúng ta liền xông đến chỗ đó, thừa dịp loạn tẩy sạch. Đừng gọi ta là đoàn trưởng. Khương Phàm phiền muộn, cái gì đoàn cướp bóc hoàng thất, quá bị hư hỏng hình tượng của hắn. Đề nghị của ta không tốt sao? Mỗi tòa cự nhạc đều là nơi có năng lượng dồi dào nhất, lại là nơi các bá chủ khống chế, khẳng định tài nguyên rất phong phú. Chúng ta là đoàn cướp bóc hoàng thất, phải tìm núi lớn nhất, quét bảo bối tốt nhất. Cảm xúc của Chu Thanh Thọ tăng vọt, chỉ về phía phương xa. Đoàn cướp bóc hoàng thất, xuất phát. T, đó là Thao Thiết sao? Bọn người Khương Phàm đi theo đội ngũ hoàng tộc, đi tới gần một tòa cự nhạc. Cự nhạc nguy nga che trời, nở rộ ánh sáng ngập trời. Những nơi ánh sáng đi tới, lít nha lít nhít, tất cả đều là chút hung thú sao động. Ở trên sườn núi cự nhạc cao mấy ngàn mét, vài con Thao Thiết toàn thân đen kịt, giống như là như lỗ đen khổng lồ, đang đứng đó gào thét, thanh âm cứ như đang lan tràn trong không gian, rõ ràng truyền khắp vài trăm dặm núi rừng. Khương qua đều cảnh giác. Phía trước là đằng xà, nơi này là Thao Thiết, đại năng ẩn tàng khu di tích năm đó này, chẳng lẽ là yêu tộc sao? Ta bắt đầu hoài nghi, rốt cuộc nơi này có người hay không rồi. Dương Biện nói. Chúng ta giữ vững cảnh giác, hơi có gì bất bình thường, lập tức rút lui. Khương Phàm trấn an mọi người. Chúng ta có lý dần, nếu như nơi này thật sự là bẫy, chúng ta chỉ ít còn có con đường lui. Đấy là các tổ tông đó, các ngươi ngược lại tiến công đi. Thao Thiết nho nhỏ liền dọa các ngươi sợ rồi, đúng là làm nhục tên hoàng tộc. Chu Thanh Thọ nhìn chằm chằm người xâm nhập chiếm cứ không trung, thủy tổ Thâm Uyên. Không trung là biển xanh mênh mông, thủy triều giống như những đám mây che trời, từ trên trời lao nhanh xuống, bao phủ dãy núi, sương trắng cuồn cuộn, thủy triều cuồn cuộn. Tại sâu trong biển xanh, có mấy trăm con quái ngư đang chìm nổi. Bọn chúng to béo cường tráng, miệng mở rộng, đầu mọc sừng nhọn, vây lưng như kiếm, toàn thân tỏa ra ánh sáng màu xanh lam hoa mỹ, cộng minh cùng hải triều ở xung quanh. Bọn chúng là bá chủ tồn tại trong vực sâu, thủy tổ ngư. Bọn chúng được xưng là tổ tiên của loài cá, đồng thời cùng Huyền Vũ, Côn Bằng sinh ra tại Hải Dương Hồng Hoang ban sơ, có được huyết mạch cực kỳ nguyên thủy, cũng có được thực lực vô cùng khủng bố. Bọn chúng còn từng theo Huyền Vũ, Côn Bằng tranh đoạt bá quyền tại Hải Dương, cuối cùng thảm bại, trầm luân đến trong vực sâu. Bởi vì hoàn cảnh sinh tồn bí ẩn, lại kiêng kỵ lấy Huyền Vũ Côn Bằng săn giết, sau này đã rất ít chủ động lại lộ diện. Cứ như vậy, bọn chúng tại vực sâu vô tận vượt qua Hồng Hoang, Viễn Cổ, Thái Cổ, Thượng Cổ, cho đến bây giờ. Không có ai biết số lượng cụ thể, thực lực chân chính của Thủy Tổ Ngư bây giờ, nhưng tuyệt đối không có người nào dám chất vấn bọn chúng. Bởi vì tung tích của Thủy Tổ Ngư khắp thập Tam Hải. Các tộc đàn điệu thấp, đều được tôn là hoàng tộc, tộc đàn cường thế thì trực tiếp chính là hoàng đạo. Cho nên tại thần vực Chi Hải, ngay cả Thiên Kiếm Thần Tông từ trước tới giờ đều không trêu chọc bọn chúng. Biển xanh cuồn cuộn, Thủy Tổ Ngư quan sát đám Thao Thiết sao động ở phía trước. Sau đó, bầy Thủy Tổ Ngư đột nhiên mở ra miệng rộng, phát ra tiếng gầm to sắc nhọn, toàn thân tăng vọt ánh sáng, rọi khắp nơi trên các dãy núi. Những nơi ánh sáng đi tới, mặt đất nhanh chóng khô cạn, toàn bộ cây rừng khô héo, ngay cả tảng đá đều sa hóa. Toàn bộ thủy nguyên lực trong phạm vi hơn trăm dặm đều nhận hiệu triệu, bốc hơi đến không trung, hội tụ đến bên trong hải triều. Quá đột nhiên, Khương Phàm kinh ngạc, quả quyết khống chế tầng đất, nuốt hết tất cả bọn hắn, chạy đến dưới mặt đất, nhưng cho dù như thế, ánh sáng vẫn chiếu thấu mặt đất, quét đến trên người bọn họ. A! À, tiếng kêu đau đớn thảm thiết quanh quẩn địa tầng. Những chỗ trên cơ thể bọn hắn bị đào qua trong nháy mắt đã khô cạn, từ da thịt đến cốt tủy, cứ như vậy mà triệt để đã mất đi sức sống, đau nhức kịch liệt khó nhịn. Giống. Thủy Tổ Ngư khởi xướng chiến tranh hào giác, khống chế lấy hải triều cuồn cuộn nhào về phía bầy Thao Thiết. Giống. Thao Thiết trong rừng rậm mở ra cái miệng to như chậu máu, tiến lên nghênh hướng Thủy Tổ Ngư. Bọn chúng hung tàn táo bạo, dữ tợn đáng sợ, cái miệng lớn mang đầy răng nanh, yết hầu càng giống một cái như lỗ đen khuấy động uy lực thôn phệ kinh khủng. Hơn mấy ngàn vạn con Thao Thiết liên hợp, hình thành triều dâng thôn phệ, giống như đều muốn kéo vùng thiên địa này đi đến. Ầm ầm, hai loại thú triều giống như sóng lớn lao nhanh đối diện va chạm nhau, bọt nước ngập trời, huyết nhục văng tung tóe, nổ lên tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Thủy Tổ Ngư,
sinh mệnh được biển cả hồng hoang thai nghén vào thời ban sơ, tương đương với đứa con của biển. Bọn chúng không chỉ có thể khống chế đại dương mênh mông, càng có thể pháp lệnh thủy nguyên lực. Thủy triều va chạm thao thiết trong chốc lát liền cướp đoạt hơi nước trên toàn thân bọn chúng, hóa thành thây khô. Thao thiết là một loài hung thú hồng hoang, gần với 12 yêu tổ. Bọn chúng có thể nuốt vạn vật, hấp thu năng lượng bên trong, thủy triều trước tiên liền triển khai nuốt, cưỡng ép luyện hóa. Ngươi cướp đoạt ta, ta nuốt ngươi. Hỗn loạn, thảm liệt lại càng điên cuồng hơn. Thủy tổ ngư nương theo ưu thế thiên phú, hoành hành tiến lên, những chỗ thủy triều tràn qua, khắp nơi trên đất đều là thây khô. Nhưng đám thao thiết lại bằng vào ưu thế số lượng, lấp đầy thủy triều, liên hợp thôn phệ, để phạm vi hải triều chợt hạ xuống. Mười mấy con thao thiết nhanh nhẹn dũng mãnh, toàn thân khuấy động động đen thôn phệ, đạp trên thao thiết hỗn loạn trong thủy triều, giết tới trước mặt thủy tổ ngư. Thủy tổ ngư há mồm phun ra phù văn màu lam hoa lệ, ầm vang dẫn bạo, mỗi mảnh phù văn đều nổ lên 100.000 tấn sóng lớn, trong chốc lát liên hợp phóng thích, giống như là hải triều vô tận liên miên bất tuyệt đụng tới. Thao thiết bị đánh bay ra ngoài, theo hỗn loạn thủy triều kịch liệt cuồn cuộn. Ngay sau đó, số lượng lớn phù văn bên trong thủy triều tiếp tục hoành hành, thừa dịp sông loạn tiến vào trong cơ thể của bọn nó. Những tiếng gào thét thảm thiết khắp trời. Toàn bộ hơi nước trong thân thể thao thiết đều bị phù văn cướp đoạt, thân thể cao lớn trực tiếp hóa thành thây khô, đã mất đi sức sống. Ầm ầm, thủy triều cuồn cuộn, ù ù điếc tai, chiến trường địa cung chỉ có mấy ngàn mét lại như đại dương mênh mông. A a a, đồ khỉ da vàng, người chọc giận ta rồi. Con rùa đen tức giận hét lớn, cơ thể cực lớn, tốc độ cũng rất nhanh, nó lay động ra mấy tàn ảnh bên trong thủy triều hỗn loạn, xuất hiện ở phía trên Khương Qua. Há mồm phun ra bốn viên cốt châu sáng long lanh, cùng nhau phát sáng, ánh sáng chiếu xa vạn trượng, hóa thành bốn cái mai rùa, chấn áp tới phía Khương Qua. Đây là mai rùa nó biến đổi trong quá trình tăng cảnh giới lên xuống, nuốt đến trong thân thể luyện hóa thành cốt châu, sau đó cùng một chỗ trưởng thành, cùng một chỗ mạnh lên. Bốn cái mai rùa, tương đương với bốn cái cảnh giới biến đổi, càng tương đương với bốn nó. A, à, bá thiên yêu hoàng. Hài cốt toàn thân Khương Qua run rẩy, răng rắc giòn vang, hóa thành bá thiên yêu hoàng, uy thế tăng vọt, chiến ý sôi trào, dương cánh hơn 50 mét, mỗi sợi lông vũ đều giống như sắt thép đổ bê tông, lấp lóe ý lạnh, lực lượng kinh khủng phun trào khắp toàn thân, móng vuốt bén nhọn càng giống như là có thể xé rách khung trời. Ầm ầm, yêu hoàng vỗ cánh, vật lộn giữa trời. Nương theo tiếng vang đinh tai nhức óc, bá thiên yêu hoàng lập tức bạo kích, đánh tan bốn cái mai rùa. Giống như đánh tan bốn khung trời, sôi trào lên yêu hỏa bá đạo, xuất hiện ở trước mặt nó. Ngọa tào, con khỉ biến thành phượng hoàng. Nói đùa gì vậy? Sắc mặt rùa đen kịch biến, nó nhấc lên thủy triều cuồn cuộn, quay người liền muốn chạy trốn. Bá thiên yêu hoàng vỗ cánh cuồng kích, mang theo uy thế cường đại trong phút chốc đã cầm giữ vùng thiên địa này. Rùa đen ngưng tụ con ngươi, trước tiên liền lùi đầu cùng tứ chi về. Răng rác. Bá thiên yêu hoàng dương cánh đánh giết, móng vuốt sắc bén hung hăng giữ lại mai rùa, đè ép đánh tới địa cung. Đừng giết ta, đừng giết ta, có chuyện từ từ nói. Đều là đại yêu có mặt mũi, không cần thô lỗ như thế. Trong nháy mắt con rùa đen này đã trở nên nhu thuận, toàn thân phun trào ra thủy triều cuồn cuộn, đuổi đi yêu hỏa của phượng hoàng muốn thiêu chết nó. Ngươi có thể nói chuyện thật dễ. Khương Qua lạnh nhạt, không có buông lỏng cảnh giác. Có thể, đương nhiên có thể. Rùa đen ở bên trong kêu lên. Đừng có đùa lừa dối. Bản vương tôn quý, há có thể dở trò lừa bịp. Khương Qua tản ra yêu hỏa, nhưng không có buông móng vuốt ra, tiếp tục đè ép nó. Chúng ta vô ý mạo phạm, chỉ là đi qua nơi này. Bọn người Khương Phàm từ bên ngoài đi tới, xoa cái lỗ tai, thể hiện đau đớn. Chỉ là đi qua, dỡ nhà là thuận đường. Rùa đen quơ cái đầu ở trong mai rùa, đánh giá những con khỉ da vàng ở phía ngoài. Là ngươi tập kích chúng ta trước. Ai bảo các ngươi vô sỉ rình coi. Chúng ta, chỉ là ngoài ý muốn. Các ngươi là cái giống loài gì, chưa thấy qua. Chúng ta là con người. Con người, a, à, con người trong truyền thuyết. Cái gì gọi là con người trong truyền thuyết, nơi này không có con người sao? Ta chỉ nghe nói qua có loại cùng loại giống như con khỉ. Nhìn không có lông không có móng vuốt, nhưng rất nguy hiểm. Hôm nay xem như đã thấy được, lại có thể biến thành đại phượng hoàng.
Rùa đen thò đầu ra, cẩn thận từng ly từng tí ngắm nhìn Phượng Hoàng ở phía trên, tranh thủ thời gian rụt về lại. Thì ra con người có thể biến thành yêu thú, thêm kiến thức. Bọn người Khương Phàm trao đổi ánh mắt, nơi này lại thật sự không có con người. Là ai thống trị nơi này? Dương Biện cảnh giác mà hỏi. Thao Thiết, ta nói chính là, thống trị toàn bộ thế giới kẻ. Là, a, các ngươi là con người, không phải đã hoàn toàn biến mất rồi sao? Lúc này rùa đen mới kịp phản ứng. Chúng ta là từ bên ngoài tiến vào. Khương Phàm giới thiệu sơ lược tình huống ở bên ngoài. Rùa đen thò đầu ra, trong mắt chừng đến căng tròn, trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận được. Nơi này là di tích bị mai táng. Bên ngoài mới thật sự là thế giới. Nơi này đã biến mất mấy trăm ngàn năm. Bên ngoài đã phát hiện nơi này, bắt đầu xâm lấn. Biên cố sự sao? Khương Phàm nói. Ta đã nói tình huống của ta cho ngươi biết, ngươi giới thiệu tình huống nơi này. Rùa đen vẫn trừng tròng mắt, trực nhìn Khương Phàm, đầu đang gian nan vận chuyển để hiểu lấy tin tức đột nhiên xuất hiện. Sau khi Khương Phàm nháy mắt cùng Khương qua, lại nói. Chúng ta là giao lưu thật tốt, hay là tiên lễ hậu binh? Đương nhiên là giao lưu nha, ta không thích nhất chính là chém chém giết giết, vị điểu huynh này. Vị phượng hoàng này, chuyển chuyển móng vuốt. Rùa đen lung lay thân thể, dịch chuyển khỏi móng vuốt Khương qua. Khương qua vặn vẹo hài cốt, một lần nữa trở lại thân người. Mặt mũi rùa đen tràn đầy sợ hãi và thán phục. Thật thần kỳ, có thể lại biến mấy lần hay không, để cho ta mở mắt một chút. Khương Phàm ho nhẹ vài tiếng. Ta đang chờ. Rùa đen tiếp cận bọn người Khương Phàm. Các ngươi đều có thể biến thành Phượng Hoàng. Ánh mắt Khương Phàm dần trở nên lạnh lẽo. Ta, đang chờ. Rùa đen chuyển đến trên tảng đá bên cạnh, bắt đầu giới thiệu cặn kẽ tình huống nơi này. Thế giới mới vậy mà thật sự là thế giới yêu tộc tinh khiết. Ngoại trừ đằng xà, thao thiết gia, còn có kỳ lân, cung kỳ, toan nghê, trụ yếm và các loại yêu tộc cường hãn, phân tán tại 38 vùng đất, tổ nguyên. Cũng chính là cự nhạc mà bọn người Khương Phàm nhìn thấy. Thế giới mới tổng cộng có 38 tổ nguyên, tượng trưng cho 38 trọng địa yêu tộc. Mỗi tổ nguyên đại nhạc đều ảnh hưởng mấy ngàn dặm, vài trăm dặm xung quanh là nơi có tài nguyên phong phú nhất, càng là ra bên ngoài, ánh sáng càng ảm đạm, tài nguyên càng là cằn cỗi. Nơi thật sự ảnh hưởng toàn thế giới, chính là vùng đất, giới nguyên, cũng chính là ngọn núi cao nhất, khổng lồ nhất ở trong sâu nhất của thế giới kia. Từ xưa đến nay, cách mỗi khoảng trăm năm, 38 tổ nguyên yêu chủ đều sẽ mang theo truyền nhân huyết mạch thuần chính nhất, đưa đến nơi đó tế điện. Nhưng bắt đầu từ 3.000 năm trước, chủ nhân giới nguyên giống như đã biến mất, lại không còn yêu cầu tế phẩm. 38 tổ nguyên yêu chủ có thể bảo tồn huyết mạch, tăng thực lực lên, tiếp tục lớn mạnh, thậm chí bộc phát qua mấy trận chiến tranh tranh đoạt vị trí chủ nhân giới nguyên. Chỉ là ai cũng không thể thật sự trèo lên sơn giới nguyên. Cuối cùng, 38 yêu chủ đều từ bỏ, riêng mình lưu thủ lãnh địa mình, tu luyện trưởng thành, cũng đều trở nên vô cùng cường thịnh. Cho đến một năm trước, núi giới nguyên đột nhiên chiếu ánh sáng ra xa vạn trượng, một lần nữa khống chế 38 núi tổ nguyên, tựa như là chủ nhân giới nguyên đã thức tỉnh. Bên trên giới nguyên sơn là yêu vật gì? Khương Phàm hiếu kỳ, yên lặng dòng dã 3.000 năm, là luân hồi trùng tu sao? Không có kẻ nào leo lên tới giới nguyên sơn được, cũng không có ai từng thấy chủ nhân của giới nguyên. Cũng không có truyền thuyết gì lưu truyền tới sao? Không có. Dù sao ta cũng không biết. Bọn người Khương Phàm trao đổi ánh mắt, đều rất nghi hoặc. Nếu chủ nhân giới nguyên cần đám yêu thú mang dòng dõi thuần huyết tiến hành tế hiến, hẳn là yêu vật, nhưng yêu vật gì lại cách mỗi trăm năm đến ăn một lần? Vì sao lại không lộ diện? Hắc hắc, bọn người xâm nhập các ngươi đây tới quá là đúng thời điểm. Trong mấy trăm năm gần đây, 38 yêu chủ đều ngừng chiến tranh, từ bỏ tranh đoạt vị trí chủ nhân giới nguyên, đều dùng sức phát triển lớn mạnh. Bây giờ chính là thời điểm cường thịnh nhất. Bọn người Khương Phàm giật mình, trách không được mỗi tòa cự nhạc đều có thánh linh, xem ra thánh linh yêu chủ còn chưa hết. Thế giới này quả nhiên còn khủng bố hơn so với mong muốn. Tuy nhiên ngẫm lại cũng đúng, dù sao diện tích địa lý cũng bày ở nơi này, từ đầu đến cuối lại không có gặp phải qua tai nạn kéo dài như thế giới bên ngoài. Ngươi là Huyền Quy. Dương Biện giống như nhận ra thân phận của con rùa đen này. Huyền Quy. Khương qua dò xét nó một lần nữa.
Thế nào, không giống sao? Tổ tiên chúng ta đã từng là một trong 38 yêu chủ, tại thời điểm hơn 2.000 năm trước lần đầu tiên yêu chủ đại chiến xuống dốc. Đám lão tổ tông kia đều trách ta, Thái Bình quá lâu, vậy mà đều ngủ như chết qua, chờ đến lúc phát hiện, Thái Thản Cự Viên cùng Bạch Ngọc Long Tượng đã giết tới đỉnh núi. Bộ tộc Huyền Quy chúng ta thật đáng thương, cứ bị diệt tộc như vậy. Rùa đen bi thống tiếc hận. Ngươi thật sự là Huyền Quy. Dương Biện Khương qua đều lặp đi lặp lại đánh giá nó. Địa vị của Huyền Quy bên trong yêu tộc cực cao, tương đương với Chi Thiên Bằng trong Côn Bằng, Chi Hỏa Kỳ Lân trong Tổ Kỳ Lân, bọn chúng chảy xuôi huyết mạch yêu tộc chí tôn Huyền Vũ, thậm chí có khả năng lột xác thành Huyền Vũ chân chính. Cho nên dù sao bộ dáng bên trên cũng hơi tương tự, ví dụ như mai rùa gập ghềnh, ví dụ như cái đầu dữ tợn, phía trước hơi nhọn, lại ví dụ như toàn thân đen kịt, nhìn cực kỳ oai hùng. Nhưng gia hỏa này đầu tròn, mai rùa tròn, ngay cả móng vuốt đều nhìn rất dịu dàng, chớ nói chi là mai rùa dưới bụng, lại là màu trắng. Cái thứ này thấy thế nào cũng đều giống như một con rùa. Nhưng, rùa đen có thể phóng xuất ra trọng thủy, đây là thực lực đặc thù của Huyền Quy, còn có thể phóng thích 4 tầng quy giáp thuẫn, cũng là truyền thừa của Huyền Quy. Rùa đen đột nhiên cảm thấy đau lòng. Không phải ta đã nói rồi sao, bộ tộc Huyền Quy chúng ta bị diệt tộc. Chỉ còn lại có vài lão quy may mắn tránh thoát được một mạng, cũng đều là được. Sau này không có cách, vì để kéo dài truyền thừa, bọn chúng liền cùng rùa đen. Ai? Bọn người Khương Phàm giật mình. Các ngươi đây là ánh mắt gì đây? Xem thường lão tử, lão tử mặc dù không phải Huyền Quy, nhưng có huyết mạch Huyền Quy thật sự. Sức một mình lão tử, ai cũng không bằng, bước vào cao giai niết bàn cảnh, chính là biểu tượng thiên phú. Ngươi lớn bao nhiêu? Xuân Xanh 130. Bọn người Khương Phàm ngưng nghẹn im lặng, 130 tuổi. Còn Xuân Xanh, rùa đen nói, các ngươi đến nơi khác mà trà đạp đi, ta chỗ này không có đồ tốt gì, tha cho ta đi. Khương Phàm cười, nơi này có, nơi này trừ ta ra, chính là tảng đá, các ngươi muốn gặm tùy tiện gặm. Ta không muốn tảng đá, vậy thì cũng không có đồ tốt gì. Có. Sao ngươi lại cưỡng cầu như thế? Rùa đen bỗng nhiên cảnh giác, đầu móng vuốt vội lùi về mai rùa. Ta còn quá nhỏ, thịt quá non, không thể ăn. Ai muốn ăn ngươi, ngươi hiểu rõ tình huống nơi này, dẫn đường cho chúng ta tìm tới đồ tốt thì chia với ngươi. Coi ta là đồ đần sao? Sau khi xong việc, các ngươi đi, ta ở lại nơi này, đám yêu chủ có thể tha cho ta. Ngươi theo chúng ta. Đi đâu? Rời khỏi nơi này sao, chẳng lẽ người muốn ở chỗ này đợi cả một đời? Nó bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, chỉ sau chốc lát liền cẩn thận đưa cái đầu ra đến. Các ngươi có thể ta mang đi ra ngoài. Cửa hang là ở chỗ này, người muốn rời khỏi thì đi bây giờ là được rồi. Tuy nhiên người không hiểu rõ với thế giới bên ngoài, rất dễ dàng gặp phải nguy hiểm, có chúng ta bồi tiếp, không đến mức bị săn giết, làm trao đổi, người cùng chúng ta đi dạo 4 chỗ, giới thiệu tình huống. Thuận tiện. Kiếm chút bảo bối. Bây giờ Khương Phàm thiếu kẻ dẫn đường, mà con rùa đen này nhìn rất hoạt bát, có thể sẽ dùng được. Thế giới bên ngoài sao? Con mắt của nó chợt sáng rực lên, nhưng rất nhanh lại do dự. Trước lúc này, nó cũng không biết thế giới bên ngoài còn có thế giới càng lớn, càng không biết bọn chúng đời đời kiếp kiếp sinh tồn tại một nơi mà cũng chỉ là di tích. Thế giới bên ngoài khẳng định rất đặc sắc, rất kích thích, mà còn vô cùng mênh mông. Đầy đất đều là rùa cái nhỏ nũng nịu. Nhưng, nó đều không hiểu rõ đám con người kia, nếu như ra ngoài liền bị bán thì sao? Chu Thanh Thọ kích thích nói. Bên ngoài có Huyền Quy thật sự, rất nhiều Huyền Quy, những rùa cái kia tư vị cũng không phải có thể so sánh với ba cái. Ánh sáng trong mắt nó lập tức sáng lên thêm mấy phần. Chu Thanh Thọ lại nói. Người ở chỗ này sống uất ức. Ra đến bên ngoài đi theo chúng ta ăn ngon uống say, muốn rùa cái có rùa cái, muốn địa vị có địa vị. Rùa đen đảo mắt đi lòng vòng. Các ngươi rất có địa vị. Sắc mặt bọn người Hàn Ngạo hơi biến đổi, đưa tay muốn ngăn chặn miệng Chu Thanh Thọ, Chu Thanh Thọ thì đã bước về phía trước mấy, ưỡn ngực ngẩng đầu. Vạn thế thần triều, đoàn cướp bóc hoàng thất. Bọn người Hàn Ngạo run rẩy khóe mắt, mặt đen lại. Chúng ta rõ ràng muốn trọng trấn nhân vật anh hùng thần triều. Nhất định phải làm như thổ phỉ. Oa a, hai mắt rùa đen lại tiếp tục tỏa ánh sáng. Cái tên này nghe rất oách nha. Đó là đương nhiên,
bản nhân là phó đoàn trưởng đoàn cướp bóc hoàng thất, Chu Thanh Thọ. Chu Thanh Thọ kiêu ngạo giới thiệu, càng ngày càng ưa thích cái tên này. Chờ tương lai thần triều thành lập, hắn nhất định phải làm một đoàn cướp bóc, sau đó phụng chỉ cướp bóc, đoạt tiền đoạt bảo đoạt đồ đệ đoạt nữ tử, từ đây đi đến đỉnh phong nhân sinh. Rùa đen càng kích động. Thần triều là thế lực đẳng cấp gì? So với yêu chủ chúng ta đây thì ví dụ như gì? Thần triều, đương nhiên là cấp cao nhất, yêu chủ các ngươi đều không đủ nhìn. Nói cho ngươi như thế để ngươi đi ra bên ngoài tùy tiện đến một vương quốc, lãnh địa đều là mấy ngàn dặm, phía trên vương quốc, có hoàng triều, quy mô hoàng triều cũng là cương vực vạn dặm. Phía trên hoàng triều, là chí tôn hoàng triều, phía trên chí tôn chính là thần triều. Thần triều có cương vực 10 vạn dặm, quân đội ngàn vạn, thành quách lớn nhỏ có mấy vạn dân chúng, phía trên thánh linh có thánh vương, phía trên thánh vương có thánh hoàng. Uy chấn thiên hạ, tám phương đến chúc. Chu Thanh Thọ càng nói càng kích động, mặc sức tưởng tượng về một tương lai tươi đẹp. Gia gia ta, tương lai chính là đỉnh cấp đại tướng của vạn thế thần triều, Chu phó đoàn trưởng. Oa oa, tốt tốt tốt. Rùa đen hưng phấn mà xoa tay. Cử động quái dị này để bọn người Hàn Ngạo nhíu chặt mày hơn. Những động tác này, những ngôn ngữ này, đều là học từ chỗ nào? Ngươi nên có biểu hiện tốt nhất, chờ đi ra, ta xin cho ngươi một cái chức vị trong đoàn cướp bóc, có thân phận, tuyệt đối không có người nào dám khi dễ ngươi, rùa cái nhỏ đứng xếp hàng bò trên giường ngươi. Thật, đó là đương nhiên, ngươi nhìn khuôn mặt chân thành này của ta đi. Vậy nửa đời sau ta liền trông cậy vào ngươi. Trước tiên không nên gấp gáp, chúng ta muốn nhìn biểu hiện của ngươi. Rùa đen đang muốn biểu lòng mình, nhưng lại bỗng nhiên híp híp mắt. Ngươi là phó đoàn trưởng, cảnh giới của ngươi giống như có chút thấp nhỉ. Chu Thanh Thọ đột nhiên nói. Ngươi là không hiểu, ta là thân phận thế tập, sinh ra đã tôn quý. Cảnh giới bây giờ thấp, nhưng tương lai nhất định có thể thành thánh linh. Nhìn thấy vị bá thiên yêu hoàng này không? Đây cũng chỉ là thị vệ. Khương Qua im lặng, không chấp nhặt với hắn. Hàn Ngạo lắc đầu, con rùa này rất xứng với Chu Thanh Thọ. Theo một trận lừa dối của Chu Thanh Thọ, con rùa đen này đã luân hãm, từ bỏ hết thảy mọi thứ ở nơi này, chở bọn người Khương Phàm rời khỏi động quật. Ngươi tên là gì? Chu Thanh Thọ ngồi ở phía trước, nháy mắt mấy cái với bọn người Khương Phàm, bắt được. Tên sao, Đại Vương? Tùy ý như thế sao? Cái này gọi là mục tiêu. Cái này gọi là lý tưởng, ta chính là vương của bộ tộc chúng ta, vương duy nhất. Bộ tộc của các ngươi chỉ còn mỗi ngươi, không phải duy nhất thì là gì? Cũng không thể nói như vậy, bây giờ ta chỉ là một mình, nhưng tương lai chính là một đám. Bây giờ ta đang khổ luyện kỹ thuật, liền chờ tương lai chính thức khai chiến. Ngươi cũng đã 130 tuổi, còn phải đợi tương lai. Ta còn chưa trưởng thành đâu, còn phải đợi thêm 50 năm nữa. 180 tuổi sao? Còn thiếu 50 năm, rất nhanh. Nhất định phải đợi đến 180 tuổi sao? Không nói thử trước một chút. Khó mà làm được, thân thể ta còn không có phát dục thành thục đâu. Khụ khụ. Khương Phàm tranh thủ thời gian ho khan vài tiếng, chặn ngang cái cuộc đối thoại quái dị này. Mang bọn ta đi chỗ tốt, cướp được bảo bối chia 28. Đi lãnh địa của Thái Thản Cự Viên, bảo đảm các ngươi hài lòng. Đại vương nghĩ đến đầu tiên chính là kẻ thù diệt tộc. Nơi đó có cái gì? Bọn người Khương Phàm nhíu chặt mày lên, Thái Thản Cự Viên sao, đây chính là siêu cấp chiến thú, hung tàn điên cuồng hơn. Đám ngốc kia đoạt bảo bối bảo vệ đời đời của tộc Huyền Quy chúng ta, Bất Lão Tuyền. Bên trong có huyền bí trưởng thọ cùng kiên cố của Huyền Quy nhất tộc chúng ta. Cái gì là Bất Lão Tuyền? Mệnh căn tử. Đan Hoàng giải thích với Khương Phàm, nói. Bất Lão Tuyền là biểu tượng của bộ tộc Huyền Quy, là căn cơ phát triển, nói là mệnh căn tử cũng không quá phận. Mỗi tộc đàn Huyền Quy đang trong phát triển kích thước nhất định đều sẽ dùng máu tươi của bọn nó bồi dưỡng được Bất Lão Tuyền. Nhưng quá trình bồi dưỡng vô cùng khó khăn, không chỉ cần phải rộng lượng dược liệu, còn cần hoàn cảnh hà khắc, càng cần Lão Quy đời đời kiếp kiếp tế hiến hơn. Muốn bồi dưỡng được một vịnh Bất Lão Tuyền chân chính, chỉ ít cần tích lũy ngàn năm. Muốn Bất Lão Tuyền ổn định lại. Phát huy hiệu quả tốt hơn, còn cần liên tục mấy ngàn năm không ngừng tầm bổ. Bất Lão Tuyền phản hồi cũng rất phong phú, có thể bảo đảm tộc đàn ổn định sinh sôi, cũng có thể cam đoan huyết mạch truyền thừa, càng có thể tại thời điểm tộc đàn gặp được nguy cơ, để kẻ mạnh nhất trong tộc hiện ra uy lực huyền vũ ngắn ngủi.
Lúc Đan Hoàng giới thiệu cho Khương Phàm, Đại Vương cũng đang thổi chuyện cùng bọn người Chu Thanh Thọ, khoa trương cực hạn về hiệu quả của bất lão tuyền, để Chu Thanh Thọ kích động đến mức quên mất sự nguy hiểm của Thái Thản Cự Viên, tràn đầy phấn khởi muốn đi qua nhìn tình huống. Đại Vương càng kích động hơn, vậy mà đụng phải trộm cướp chuyên nghiệp, nhất định phải dây vào tìm vận may. Cứ như vậy, Đại Vương chở bọn người Khương Phàm đi ngang qua hơn 5.000 dặm địa tầng, đi tới lãnh địa Thái Thản Cự Viên. Mặc dù vẫn luôn di chuyển dưới mặt đất hắc ám, không có phương hướng, nhưng Đại Vương lại như xe nhẹ đường quen, không ngừng rẽ ngoặt xoay quanh, chính xác tránh khỏi các lãnh địa nguy hiểm trên mặt đất, giống như đã sớm nghiên cứu qua địa hình rất nhiều lần. Bất lão tuyền, đó chính là bất lão tuyền của tộc Huyền Quy chúng ta. Đại Vương nằm nhoài trên đỉnh núi hắc ám, ngắm nhìn cự nhạc phương xa. Dưới cường quang bao phủ của cự nhạc còn có một mảnh hào quang màu vàng vô cùng đáng chú ý, giống như con sóng lớn màu vàng, liên miên bất tuyệt. Có kế hoạch gì? Khương Phàm rất chờ mong, dựa theo Đan Hoàng giới thiệu, bất lão tuyền có thể khỏe mạnh gân cốt, tăng cường lực bộc phát, đối với hắn, Khương Qua, Dương Biệt, Hàn Ngạo mà nói, đều là đồ bổ. Đại Vương trơ mắt nhìn phía trước, mắt đầy hưng phấn, trong hưng phấn còn mang theo chút yêu thương. Đó là bất lão tuyền các tổ tông tẩm bổ 100.000 năm, lại bị đám ngốc kia chà đạp, không biết bây giờ còn thừa lại bao nhiêu, lại có bao nhiêu hiệu quả. Làm gì ngẩn ra vậy, đang hỏi ngươi đấy. Khương Phàm vỗ vỗ đầu Đại Vương. Hỏi cái gì rồi? Có kế hoạch gì? Đang hỏi ta sao? Không hỏi ngươi còn có thể hỏi ai? Nói đùa gì vậy, nếu ta có kế hoạch, ta đã sớm trộm đi, còn phải đợi các ngươi. Vậy ngươi chúng ta mang theo tới nơi này làm gì? Các ngươi là đoàn cướp bóc mà, các ngươi chuyên nghiệp, các ngươi lên đi. Bọn người Khương Phàm ngưng nghẹn đến im lặng. Đây là biểu tình gì? Trên đường các ngươi ba ba thổi một trận cùng ta, cái gì Di Sơn Đảo Hải, Trích Tinh Lộng Nguyệt, Thiên Lão Đại Địa Lão Nhị các ngươi sắp xếp Lão Tam, bây giờ đã tới đây, sợ rồi. Đại Vương ngược lại không vui. Chu Thanh Thọ lúng túng giật nhẹ khóe miệng, thổi hơi quá một chút. Khương Phàm nhìn qua cự thú hùng vĩ như ẩn như hiện xung quanh cự nhạc, bất đắc dĩ nói. Nơi đó là Thái Thản Cự Viên, một con mấy trăm mét, một quyền ngàn vạn cân, một cuống họng đều có thể chấn vỡ sơn hà, chúng ta cao nhất là niết bàn cảnh bát trọng thiên, có thể có biện pháp nào? Vậy không được, các ngươi không giúp ta lấy bất lão tuyền, sao ta hợp tác với các ngươi được? Đại Vương dùng sức đong đưa đầu. Sứ mệnh mà nó gánh vác chính là phải cướp bất lão tuyền về, tái tạo tộc Huyền Quy. Trước lúc rời khỏi, nhất định phải mang bất lão tuyền đi. Khương Phàm tự định giá một lát, nói. Thái Thản Cự Viên nơi đó rất mạnh sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Bọn hắn chính là Thái Thản Cự Viên, là Thái Thản đó. Ý của ta là, nơi đó có bao nhiêu Thái Thản, cảnh giới như thế nào, phân tán ở nơi nào, tính cảnh giác như thế nào? Số lượng Thái Thản không nhiều, hẳn là 20 con. Nhưng cảnh giới rất cao, thực lực rất mạnh. Tình huống bình thường đều là 3 năm con đi săn ở bên ngoài, 3 năm con trấn thủ lãnh địa, còn lại thì đi ngủ. Đi ngủ, xác định sao? Đương nhiên xác định, bọn chúng đã là yêu chủ, cũng không có ai dám khiêu khích bọn chúng, không có chuyện làm chỉ có thể đi ngủ. Ngươi biết vị trí cụ thể của bất lão tuyền không? Chính ngươi không nhìn ra sao? Chính là nơi kim quang kia đấy, nhìn ra, cách núi Tổ Nguyên chừng trăm dặm. Khương Phàm trầm ngâm thật lâu, lại nói với Dương Biện. Ta có nắm chắc di chuyển được bất lão tuyền, nhưng vấn đề ở chỗ sau khi làm tỉnh Thái Thản Cự Viên thì đào vong. Dương Biện nhíu mày. Nhìn ta làm gì, ta cảm giác vấn đề lớn nhất ở chỗ di chuyển bất lão tuyền, không ở chỗ chạy trốn. Chu Thanh Thọ nói. Chỉ cần có thể rời đi bất lão tuyền. Long Lân Lôi Mã ngày đi mấy vạn dặm, hất ra Thái Thản Cự Viên còn không nhẹ mà dễ nâng. Khương Phàm nói, Thái Thản Cự Viên là siêu cấp bá chủ nơi này, nếu ai đụng phải đồ của bọn chúng, khẳng định không tiếc cái giá để lấy về. Trừ phi chúng ta trực tiếp mang theo bất lão tuyền rời khỏi thế giới mới, nếu không phải đề phòng Thái Thản Cự Viên lùng bắt trong mọi thời khắc. Ý của ngươi là, Dương Biện khẽ nhíu mày, nhìn ta chằm chằm làm gì? Ta có một ý tưởng. Khương Phàm thoáng hạ giọng, nói ra kế hoạch của mình. Đám người có chút ngẩng đầu, nhìn Khương Phàm thật sâu, lại vừa nhìn về phía Dương Biện. Đủ hung ác. Đại Vương tiến đến phía trước, đưa cái đầu trần trùng trục lên. Thật có nắm chắc di chuyển bất lão tuyền.
Nơi đó xem chừng có hai con thái thản cự viên đang tự mình trông coi, trực tiếp giết qua, bọn chúng tùy tiện một bàn tay đã có thể đập nát các ngươi, xuất kích từ trên trời, bọn chúng chỉ lên trời một cuống họng, có thể phun các ngươi mảnh đến xương vụn đều không còn thừa. Từ dưới đất càng không được, hai cái chân thô của thái thản cự viên kia tựa như là rễ cây, có thể rõ ràng cảm nhận tình huống sâu trong địa tầng. Không phải ngươi nói bọn chúng đang ngủ sao, ta cẩn thận một chút là được. Khương Phàm nói xong, tiến vào dưới mặt đất, lặng lẽ hướng về tới gần cự nhạc. Đại vương khoa trương trừng to mắt. Thật sự đi như thế, không làm chút chuẩn bị khác. Nếu như đánh thức thái thản cự viên, bọn chúng một chân liền có thể chấn vỡ sơn hà, để hắn vỡ nát mất. Chu Thanh Thọ sờ sờ đầu của nó, kiêu ngạo nói. Không cần khẩn trương, chút lòng thành nha. Đều liều mạng, cái này còn nhỏ. Đây không phải liều mạng. Đây là chơi mưu kế, tôn chỉ của đoàn cướp bóc chúng ta chính là, đánh thắng được liền đánh chết đến bên trong, đánh không lại liền tìm cách hố. Tóm lại, đồ chúng ta để mắt tới, không có gì lấy không được. Nghe rất chuyên nghiệp nha. Đó là đương nhiên, đoàn cướp bóc hoàng thất, đại biểu cho mặt mũi hoàng thất, không chuyên nghiệp sao có thể đi. Hàn Ngạo nghe được thì lắc đầu, người cũng đừng để cho hoàng thất mất mặt. Các ngươi rút lui trước, Dương Biện, chúng ta đi. Sau khi Khương Phàm hành động, Khương Qua cũng mang theo Dương Biện tiến vào dưới mặt đất. Rút lui. Chu Thanh Thọ gọi Hàn Ngạo và Đại Vương rời khỏi, thẳng đến rừng rậm xa xa. Bất lão tuyền tỏa kim quang hừng hực, hào quang tràn ngập xung quanh rừng rậm đều bị che mất, để hai con thái thản cự viên canh giữ ở trước mặt đều nhìn không rõ ràng, chỉ có hình dáng vặn vẹo. Bên trong hồ suối mười mấy thước, linh khí mờ mịt bốc hơi, cường quang sáng chói như sấm mang. Thấy không rõ cụ thể chất lỏng ở bên trong, lại có cơn sóng sinh mệnh mạnh mẽ, giống như là sinh linh thật sự. Khương Phàm chìm ở bên trong địa tầng, người khoác đại địa mẫu khí, lặng yên lén lút di chuyển. Cứ việc rất có nắm chắc dung hợp hoàn mỹ cùng địa tầng, che giấu tung tích, nhưng phía trước là thái thản cự viên, đứa con của đất, siêu cấp chiến thú, bất luận là sức chiến đấu hay là lực phá hoại đều vô cùng khủng bố, hắn không thể không cẩn thận. Khương Phàm không có liều lĩnh. Vừa đi vừa nghỉ, tiếp tục duy trì giao hòa cùng đại địa mẫu khí. Con đường hơn 100 dặm, trọn vẹn đi được 7 giờ. Hẳn là ở chỗ này. Khương Phàm chìm ngàn mét ở dưới mặt đất, trong ý thức hiện lên xung quanh tất cả đều là hư ảnh năng lượng. Hô hô! Khương Phàm sau khi liên tiếp hít một hơi liền cẩn thận từng ly từng tí vận chuyển sơn hà bí thuật, khống chế được địa tầng xung quanh. Hai con thái thản cự viên đều là thân cao hơn 500 mét. Ngồi ở chỗ đó giống như một ngọn núi cao thẳng tắp, tản ra khí tức khủng bố làm cho người hồi hộp. Hai tay tráng kiện khuấy động lực lượng cuồng bạo, phảng phất trong nháy mắt liền có thể kích phát lực lượng hủy diệt ngàn vạn cực cảnh. Tùy ý hiện ra móng vuốt cũng đều tỏa ra kim quang, cũng không phải sắc bén cỡ nào, mà lại tùy tiện có thể xé rách cự thú, chém giết thiên long. Đây tuyệt đối là siêu cấp chiến thú có thể bá chiếm lục địa, ngay cả bỉ mông cự thú với danh xưng lục chiến vương đều muốn tránh né mũi nhọn. Tuy nhiên, lúc này hai con siêu cấp chiến thú lại đang buông thõng đầu, nhắm mắt lại, ngủ gật. Tựa như đại vương nói như vậy, bọn chúng quá cường đại, thật sự không có người nào dám đến nơi này khiêu khích, cũng không có bao nhiêu cảnh giác. Mà khung trời sụp đổ lại cách nơi này rất xa xôi, nơi này tạm thời còn chưa biết. Ầm ầm, trong mặt đất bình tĩnh lúc bất chợt mãnh liệt nhấc lên giống như những con sóng cả, đẩy đến bốn phương tám hướng. Hai con thái thản cự viên đang ngồi lấy ngủ gật lại theo mặt đất cuồn cuộn, nhanh chóng rút lui về phía sau hơn 20-30 dặm, đụng phải trên ngọn núi ở bên ngoài cánh rừng. Hai con thái thản cự viên bừng tỉnh, con mắt bỗng nhiên to lớn trợn tròn, vừa hay nhìn thấy bất lão tuyền ở xa xa lại đang trầm xuống. Khương Phàm khống chế bất lão tuyền, bỗng nhiên hạ xuống hơn ngàn mét, chuyển tiến vào bên trong thông thiên tháp. Giống, hai con thái thản cự viên ầm vang đứng dậy. Toàn thân lao nhanh, hai tay giơ cao, ngẩng đầu lên trời hét lớn. Cuồn cuộn sóng âm giống như sóng lớn chân thực, chồng chất, cuồng bạo. Đại địa lay động, dãy núi sụp đổ, uy thế kinh khủng rung động lòng người. Đám thái thản cự viên ở xung quanh bên ngoài cự nhạc hơn 100 dặm đều liên tiếp bừng tỉnh, ầm vang đứng dậy, nhìn ra xa xung quanh tìm kiếm nguồn âm thanh. Hống hống hống. Hai con thái thản cự viên kia vung lên trọng quyền, hung hăng đánh tới mặt đất. Cánh tay tráng kiện cuồng lực cuồn cuộn, lực bộc phát vượt qua ngàn vạn cực cảnh, hung hăng xông vào dưới mặt đất.
phạm vi mấy chục dặm trong nháy mắt đã vỡ nát, lực trùng kích kinh khủng xuyên thấu địa tầng. Khương Phàm mặc dù đã dùng tốc độ cao nhất thoát khỏi, nhưng vẫn bị lực lượng lớn tác động đến, để cơ thể muốn vỡ nát, suýt chút nữa đã đau đến ngất đi. Đám thái thản cự viên xung quanh cự nhạc nhìn qua nơi xảy ra bạo tạc, đều giận tím mặt. Chỗ kia là bất lão tuyền, chẳng lẽ là ai đang mưu đồ bất lão tuyền của bọn chúng? Trong chớp mắt, mười mấy con thái thản cự viên bất luận trên núi hay là dưới núi, toàn bộ đều gầm thét giận dữ, thanh chiều cuồn cuộn, để màn trời đang yên lặng lên sôi trào, để không gian bạo động chồng chất. Bọn chúng đột ngột nhảy lên, đập ầm ầm tại mặt đất. Ầm ầm, đại địa lay động, vết nứt cuồng dã lan tràn, dãy núi xung quanh đều đang lay động. Bọn chúng cất bước phóng tới, phát tán ra khí lãng cuồn cuộn, khuấy động chiến uy vô tận, giống như là chiến thần đang nổi giận, mang đến khí thế khủng bố hít thở không thông. Cho dù là Khương Phàm đã hãm sâu vào trong địa tầng, nhưng vẫn có thể xuyên qua địa tầng kịch liệt nhất lên, cảm nhận được uy lực hủy diệt đang nhanh chóng bao phủ tới. Trong chớp nhoáng này, hắn tựa như muốn rơi vào vòng xoáy vô tận, lúc nào cũng có thể sẽ bị hủy diệt. Sắc mặt Khương Phàm tái nhợt, mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng vẫn cảm nhận được sợ hãi, trước tiên liền kích thích bát hoang chiến trụ bảo vệ toàn thân, càng triệu ra cửu hoàng luyện thiên đỉnh bao mình lại. Ầm ầm, mười mấy con thái thản cự viên tức giận phân tán đến xung quanh, thổ triều toàn thân như thác nước, chiến uy nóng nảy, bọn chúng vung cánh tay tráng kiện lên, muốn liên thủ lật tung vùng núi này, đào ra tên chuột đất đã trộm cắp bất lão tuyền. Nhưng đúng vào lúc này, trong mặt đất hơn 100 dặm bên ngoài lại bất chợt sụp đổ, ù ù điếc tai, sóng lớn cuồn cuộn. Nương theo hải triều dâng trào, một con cá voi màu đen dài đến hơn 200 mét xuất hiện. Đá vụn bắn tung trời, dãy núi lay động. Cá voi mang theo thủy triều cuồn cuộn, phát ra tiếng kình minh hùng hậu vang vọng đất trời. Đại kình ngư. Đám thái thản cự viên đang giơ cao cánh tay liên tiếp dừng lại, toàn bộ ánh mắt đều bị hấp dẫn đi. Nơi này là rừng rậm, ở đâu ra cá voi? Làm sao cá voi lại xuất hiện từ dưới đất? Chẳng lẽ, chính là cá voi cuốn bất lão tuyền đi? Giống. Toàn bộ thái thản cự viên cất bước phóng tới, đuổi hướng về phía con cá voi phách lối kia. Hống hống hống. Những tiếng giống cuồng liệt nhấc lên cuồng phong cùng gợn sóng vô tận, bao phủ đất trời, giống như là biển động đang sôi trào, muốn vài trăm dặm sơn hà xung quanh đều triệt để chôn vùi. Dương biển rõ ràng đã cách xa nhau hơn 100 dặm, nhưng khí huyết vẫn sôi trào, suýt chút nữa liền chết ngất. Những siêu cấp chiến thú này quá kinh khủng. Khương Qua, đi mau. Dương biển gào thét, nhanh chóng khôi phục hình người, rơi xuống bên trên long lân lôi mã. Khương Qua thét lên một tiếng ra lệnh, long lân lôi mã huy động lôi chiều, biến mất tại bầu trời. Phương hướng, trực chỉ khung trời sụp đổ tạo thành lối vào đến thế giới mới. Đám thái thản cự viên đều nóng nảy tức giận, gầm thét đuổi bắt, nhưng sao có thể đuổi kịp long lân lôi mã ngày đi vạn dặm, sau khi đuổi theo hơn 200 dặm, lại không nhìn thấy bất cứ bóng dáng gì. Đúng vào lúc này, nơi xa nở rộ cường quang, sóng lớn cuồn cuộn, đại kình ngư lại xuất hiện, thét dài khiêu khích bọn chúng. Thái thản cự viên gầm thét, lần nữa khởi xướng đuổi bắt. Đại kình ngư mãnh liệt nhấc lên, khống chế thủy triều phóng tới phía trước, sau khi chạy đi mấy chục dặm. Mắt thấy đã khoảng cách rút ngắn, lại lần nữa trở về hình người, cưỡi long lân lôi mã đi xa. Cứ như vậy, Dương Biện chạy ở phía trước, thái thản cự viên đuổi theo ở phía sau. Mỗi lần thái thản cự viên không thấy được, đại kình ngư kiểu gì cũng sẽ xuất hiện ở phương xa, dẫn dắt bọn chúng, kích thích bọn chúng. Đám thái thản cự viên gần như phát điên, triệt để bạo tẩu. Thái thản cự viên cao ngạo đã lúc nào gặp phải khiêu khích như vậy. Ở đâu ra một con cá voi lại đến trêu đùa bọn chúng như thế? Mười mấy con thái thản cự viên không quan tâm đến bất cứ cái khác nữa gì, bọn chúng hất ra hai chân, đạp tan núi cao, điên cuồng đuổi bắt. Mặt đất vỡ nát, núi cao sụp đổ, rừng rậm dọc đường đều bị hủy diệt phá hư, số lượng lớn yêu thú mãnh cầm đều hốt hoảng chạy trốn. Khương Phàm xuất hiện từ bên trong địa tầng bừa bộn, muốn thừa cơ tẩy sạch lãnh địa của thái thản cự viên. Nhưng cự viên ngủ say bên trên núi Tổ Nguyên đều thức tỉnh, nhảy xuống núi cao, nện bước nặng nề bước chân tuần sát lãnh địa. Khương Phàm không còn dám mạo hiểm, lặng lẽ chìm vào địa tầng, chạy thẳng đến chỗ lối vào khung trời sụp đổ, chờ đợi trò hay trình diễn. Bên ngoài thế giới mới, thần dụ chi hải đã triệt để sôi trào. Càn quét bí cảnh,
vậy mà lại quét ra một thế giới dưới đáy biển. Đây quả thực là thần tích. Thiên kiếm thần tông, hải thần đảo, thánh bằng đảo, thủy tổ thâm uyên, bá vương đảo các loại, tất cả cường tộc các đảo lớn đều khi lấy được tin tức, sau đó liền tỉnh lại thánh tổ đang ngủ say, triệu tập đội ngũ mạnh nhất, cũng đều mang tới vũ khí chấn tộc của bọn hắn. Nếu như không phải cân nhắc đến tông địa cần lưu thủ, bọn hắn thật hận không thể động đến lão tổ tông, đều ném đi qua toàn bộ. Dù sao trận này ngoài ý muốn đơn giản là đã đổi mới nhận biết của bọn hắn. Thế giới thần bí yên lặng bên trong tầng đất. Sinh cơ bừng bừng, tự bản thân diễn biến. Phạm vi chỉ ít 1 vạn dặm. Lại còn có các loại yêu vật như đằng xà đã biến mất trong thời gian vô tận. Thế giới mới như thế này tương đương với cơ duyên đột nhiên bày ở trước mặt tất cả thế lực, lúc này không chia cắt còn phải đợi lúc nào. Nhất là các tổ tông hải thần đảo thậm chí còn sợ hãi thán phục đây là ông trời đang ban ân cho bọn hắn, đặc biệt mở ra bảo tàng như vậy, trợ giúp bọn hắn trùng kích hoàng đảo. Hôm nay, đội ngũ hải thần đảo đã đi đến đáy biển. Hai đại gia tộc chiến đấu là Dương gia, Lý gia, từ sơ giai niết bàn cảnh đến bán thánh, lại đến thánh linh cảnh, có tộc trưởng tiền nhiệm càng có thánh tổ đã ngủ say mấy trăm năm. Còn có hòn đảo thứ tư vừa mới xây dựng, được hai vị tán tu bán thánh dẫn đầu xuống, cũng đều trình diện toàn bộ. Các cường giả cùng hải thú tụ tập dưới đáy biển đều nhao nhao tránh lui, nhường ra một con đường. Đương kim thần dụ chi hải không có người nào dám khiêu khích hải thần đảo như mặt trời ban trưa, dù sao ai cũng không dự đoán được bọn hắn có thể lại về hoàng đạo hay không. Mấy trăm vị cường giả của hải thần đảo liên tiếp xuyên qua cửa vào, giáng lâm đến trong thế giới mới hỗn loạn. Bọn hắn ngắm nhìn rừng rậm mênh mông, trên mặt viết đầy rung động. Cho dù là đã có chuẩn bị, nhưng vẫn khó mà tin được địa tầng bên trong lại chôn giấu lấy một thế giới sinh cơ bừng bừng linh khí như biển như vậy. Đây không thể nghi ngờ chính là đổi mới nhận biết của bọn hắn đối với thế giới. Là ai đã mai táng một thế giới như thế này? Là ai có thể duy trì thế giới vận chuyển bên trong tầng đất? Phạm vi nơi này rất có thể còn lớn hơn so với chúng ta mong muốn. Đầu tiên là hải hoàng cổ mộ, sau đó lại là thế giới mới bị mai táng. Đây là ông trời đang trợ giúp chúng ta hải thần đảo. Nơi này là của chúng ta. Chúng ta, tất cả đều là của chúng ta. Các thánh tổ hải thần đảo đều hưng phấn, mặt đều nóng bừng bừng đến đỏ lên. Tìm được Dương Biện chưa? Dương Thiên Hữu đi theo trong đội ngũ, trong lòng cũng chỉ có Dương Biện. Tộc lão Dương gia chờ ở chỗ này nghênh tiếp nói. Từ sau khi Dương Biện đánh lén đội ngũ của chúng ta liền không có xuất hiện nữa. Dương Thiên Hữu cầm hải hoàng tam xoa kích trong tay, tản ra mênh mông chiến ý. Hắn không xuất hiện, các ngươi liền không tìm. Tộc lão lắc đầu nói. Đằng xà đang đuổi giết chúng ta cùng thánh bằng đảo, chúng ta càng chưa quen thuộc địa hình nơi này, cho nên. Không hề có một chút tin tức nào. Thực sự thật có lỗi, chúng ta hữu tâm vô lực. Dương Thiên Hữu nhíu mày, vô cùng bất mãn. Chuyện Dương Biện giao cho Dương gia các ngươi xử lý. Chúng ta đi trợ giúp Lôi Bằng. Thánh tổ Lý gia mang theo các tộc nhân rời khỏi, các cường giả đảo thứ tư cũng đều đuổi theo. Dương Tuyệt, Dương Lam, các người bồi tiếp Thiên Hữu lùng bắt Dương Biện. Nhớ kỹ, chỉ cần gặp được cũng đừng lưu tình, toàn giết. Thánh tổ Dương gia để lại một câu nói, theo sát Lý gia rời khỏi. Nhiệm vụ hàng đầu bây giờ của hải thần đảo chính là càn quét thế giới mới, tận hết khả năng vơ vét thật nhiều bảo vật. Về phần Dương Biện, mặc dù rất khó giải quyết, nhưng không cần thiết phải để toàn tộc bọn hắn xử lý. Đội ngũ hải thần đảo để lại Dương Thiên Hữu sau đó rời khỏi, bây giờ trong lòng bọn hắn chỉ có nghĩ đến tài nguyên cùng bảo vật của thế giới mới. Ngay cả Dương Tuyệt bị lưu lại đều rất không cam lòng. Hắn cũng không phải người bình thường, mà là phụ thân của Dương Ngọc Trân, ông ngoại của Dương Thiên Hữu. Chí tôn thánh phẩm, thượng cổ kinh hồn, cảnh giới bán thánh. Trên đường đi Dương Tuyệt đều đang mong mỏi thăm dò thế giới mới, khiêu chiến yêu thú thần bí, không nghĩ tới vừa mới tiến đến liền bị thánh tổ điểm danh ở lại, trong lòng rất không thoải mái. Nhưng, ai bảo Dương Thiên Hữu là cháu trai của hắn chứ, hoàn cảnh thế giới mới lại nguy hiểm, xác thực cần một cường giả đáng để phó thác làm bạn. Dương Lam nói, Thiên Hữu, đi thôi, chọn một phương hướng, chúng ta từ từ tìm, nếu Dương Biện đã đến, liền sẽ không tùy tiện rời khỏi. Lần này, chỉ cần gặp được hắn, chúng ta liền có thể bắt lấy. Dương Thiên Hữu lại thờ ơ, chân đạp hải triều, nhìn núi cao xa xa rừng rậm xung quanh.
Dương Lam nghĩ là Dương Thiên Hữu có lo lắng, nên trấn an nói. Thiên Hữu không cần sợ, tin tưởng mình. Dương Biện mặc dù là Thánh Vương Thiên Phẩm, nhưng những năm này hắn khẳng định đã trải qua rất khó, mà ngươi là được Hải Thần Đảo chúng ta dùng toàn bộ tài nguyên bồi dưỡng ra được, chỉ cần toàn lực ứng phó, đủ để thắng hắn. Dương Biện, đang kề bên này. Dương Thiên Hữu ngừng tụ linh lực hội tụ hai con ngươi, cẩn thận tìm kiếm mục tiêu. Ngươi phát hiện cái gì rồi? Dương Lam lập tức cảnh giác. Hắn đã dùng đầu tích tụ ra báo thù hai chữ liền muốn ở chỗ này bắt đầu trận chiến thứ hai. Hắn sẽ không rời khỏi quá xa, rất có thể sẽ ở gần đó chờ ta. Dương Thiên Hữu tin tưởng Dương Biện hẳn là đang núp trong bóng tối. Hắn thực sự có can đảm ở chỗ này. Ánh mắt Dương Tuyệt trở nên âm lãnh, liếc nhìn dãy núi. Nếu thật sự là ở chỗ này, vẫn còn tốt, tranh thủ thời gian giải quyết, nói không chừng còn có thể đuổi kịp đội ngũ Hải Thần Đảo, cùng một chỗ thăm dò thế giới mới. Không chừng đấy. Dương Lam tỉ mỉ tìm tòi. Trong gia tộc, người hiểu rõ Dương Biện nhất, thật đúng là chỉ có Thiên Hữu, nếu hắn nói ở chỗ này, Dương Biện có khả năng liền núp trong bóng tối. Đến rồi. Khương Phàm đứng ở trong núi rừng đằng xa, tại thời điểm Hải Thần Đảo giáng lâm liền tập trung vào. Đó là Dương Thiên Hữu sao? Hắn lại đơn độc ở lại, hẳn là muốn khiêu chiến Dương Biện. Chu Thanh Thọ đưa cổ nhìn ra xa. Khương Bân, liên hệ Khương Qua, mục tiêu đã xuất hiện. Để bọn hắn đừng lại vòng vo, trực tiếp xông đến nơi này. Trên mặt Khương Phàm lộ ra nụ cười tàn nhẫn, trò hay chính thức trình diễn. Dương Biện hẳn là đã chờ rất gấp rồi. Khương Bân nhanh chóng rời khỏi, hóa thân thành yêu thú, giống như một mũi tên rời cung, xông về khung trời xa xa. Ở bên ngoài hơn 1.000 dặm, Dương Biện đang hóa thân thành cự kình hơn 200 mét, hải triều cuồng dã lao nhanh, tiếng kình minh mát lạnh truyền khắp dãy núi rừng rậm, cố ý hấp dẫn lấy Thái Thản Cự Viên chú ý. Thái Thản Cự Viên xa xa tiếp cận đến, bọn chúng lên tiếng gào thét, cất bước phóng tới. Thân thể vài trăm mét nhảy lên là 20-30 dặm, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Dương Biện thấy lại phải đuổi theo, lập tức trở về người về thân, cưỡi lên Long Lân Lôi Mã, lôi chiều sôi trào sông về nơi xa, cưỡng ép kéo dài khoảng cách. Tình cảnh như vậy không ngừng trình diễn, từ đầu đến giờ, đã 5 ngày. Khẩn trương cao độ, kéo dài tiêu hao, đã để bọn hắn gần như sụp đổ. Nhanh bổ sung năng lượng, Hải Thần Đảo cũng đã sắp đến. Khương Qua khống chế lôi mã dùng tốc độ cao nhất phóng tới, không dám có chút lười biếng. Đây chính là Thái Thản Cự Viên, chỉ cần không khống chế tốt khoảng cách liền có thể bị tiếng gầm làm trọng thương, chỉ cần trọng thương liền có khả năng bị bắt lại. Đám cự viên kia đã nổi điên, nếu như bị bắt lại, hậu quả khó mà lường được. Bọn hắn nên đến sớm, chết ở đâu rồi? Khương Phàm ra chủ ý ngu ngốc, xem kịch trước mặt hắn, chúng ta liều mạng chạy. Long Lân Lôi Mã mở miệng nói tiếng người, muốn mệt mỏi tê liệt, nhưng vẫn cắn răng tiếp tục phóng tới. Hống hống hống. Ngoài trăm dặm, Thái Thản Cự Viên đang điên cuồng gào thét. Bọn người Dương Biện muốn điên rồi, bọn cự viên này đã thật sự điên rồi. Thái Thản Cự Viên cao ngạo, lại bị một con đại kình ngư đùa nghịch xoay quanh. Từ lãnh địa đến nơi đây, bọn chúng đã không nhớ ra được mình đã chạy bao lâu, chạy bao xa, bây giờ đã vô cùng tức giận. Hai mắt sung huyết, toàn thân run rẩy. Không bắt lấy con kia cá voi, quyết không bỏ qua. Bọn hắn đã người đuổi ta đuổi như thế này mấy ngày, cũng đã mang cho thế giới mới trùng kích cực lớn. Đám yêu thú trong thế giới mới đều sợ hãi, chưa từng thấy Thái Thản Cự Viên như vậy nổi giận điên cuồng. Từ bên ngoài đến người xâm nhập càng là chấn kinh, nơi này vậy mà phụ mẫu nó còn có Thái Thản Cự Viên. Sau đó không lâu, Khương Bân xẹt qua trời cao. Xôi trào liệt diễm, tìm được Long Lân Lôi Mã đang phóng tới. Người của Hải Thần Đảo đã đến. Dương Thiên Hữu đang chờ ở lối vào. Chết tiệt, rốt cuộc cũng đến rồi. Long Lân Lôi Mã thở phào, kết quả suýt chút nữa đã bất tỉnh. Đệ tốt của ta, lại không đến chỉ không thấy được ta. Sắc mặt Dương Biện tái nhợt, khí tức lộn xộn. Dương Biện, nhanh biến thành cá voi, để cho chúng ta chậm rãi. Khương Qua tranh thủ thời gian nhét đan dược vào miệng lôi mã. Dương Biện cắn răng, hải triều sôi trào, lần nữa hóa thân thành cá voi, nhấc lên giữa trời, kích thích Thái Thản Cự Viên. Ầm ầm, Thái Thản Cự Viên mạnh mẽ đâm tới, đạp nát cây rừng, sụp đổ núi cao, loạn thét lớn lên đuổi bắt cá voi.
Dương Biện không thể kiên trì quá lâu, sau mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, lại một lần nữa trở về hình người. Long Lân lôi mã chở hắn cùng Khương Qua lao thẳng đến lối vào ở ngoài ngàn dặm. Dương Thiên Hữu vẫn không có rời khỏi, chân đạp hải triều, cố chấp tìm kiếm. Dương Tuyệt chờ đến không kiên nhẫn, đột nhiên lên tiếng giống to, chấn động dãy núi. Dương Biện, đi ra, ngươi muốn khiêu chiến, ngươi đã đến, ngươi ở đâu? Ta cam đoan không nhúng tay vào, chỉ cần ngươi có thể thắng Dương Thiên Hữu, ngươi có thể rời khỏi. Sự cao ngạo trước kia của ngươi đâu, bây giờ sẽ chỉ sống trong bóng tối, không dám quanh minh chính đại đi ra rồi. Đi ra, ở trước mặt tất cả mọi người, bắt đầu trận chiến thứ hai của ngươi. Đi ra đi chứ, đừng để Dương Tuyệt ta xem thường ngươi. Dương Tuyệt giống lên như núi hồ biển động, oanh minh cả dãy núi, truyền khắp trăm dặm. Khí thế của cảnh giới bán thánh, nương theo uy thế thượng cổ kinh hồn cường đại, mang cho những cường giả giáng lâm nơi xa kia uy thế lớn lao. Rất nhiều cường giả sau khi thấy cảnh này đều lộ ra hứng thú, nhưng nhìn lại thế giới mới mênh mông, bọn hắn đều lần lượt xoay người rời khỏi, không có người nào ở lại xem kịch. Tìm kiếm bảo vật quan trọng, chuyện nhà của các ngươi tự mình xử lý đi. Dương Thiên Hữu nắm chặt chiến kích, cẩn thận quan sát đến nơi xa. Hắn tin tưởng Dương Biện khẳng định đang tiềm phục tại chỗ tối, nếu như bây giờ không tìm ra hắn, rất có thể sẽ sau này hắn sẽ lặng lẽ theo dõi, tìm cơ hội đánh lén. Không cần kêu nữa, Dương Biện coi như thật ở đây nhìn thấy ngài cũng sẽ không xuất hiện. Chúng ta không ngại rời khỏi nơi này, tìm nơi phù hợp làm bẫy, kích thích hắn đi ra. Dương Lam lắc đầu, cảm giác Dương Biện hẳn là sẽ không đi ra. Trước đó tại Kim Bảo Đảo, Dương Biện đã sớm làm xong bố cục, kích thích Thiên Kiếm Thần Tông lộ diện, mới dám làm càn khiêu chiến. Nơi này không có người nào áp trận cho hắn, hắn sẽ không dễ dàng đi ra chịu chết. Nhưng đúng vào lúc này, nơi xa lại lấp lóe lôi chiều, đất trời oanh minh, một con Long Lân lôi mã phát ra tiếng long ngâm mát lạnh, xuất hiện ở trong tầm mắt bọn hắn. Long Lân lôi mã, tòa kỵ của Khương Qua, bọn hắn quả nhiên ở chỗ này. Không, là bọn hắn tới. Dương Tuyệt tinh thần đại chấn, thật sự quá tốt rồi, không cần lại lùng bắt khắp nơi, trực tiếp liền có thể giải quyết ở chỗ này, sau đó liền có thể đuổi theo đội ngũ hải thần đảo. Đại ca, trận chiến thứ hai mà ngươi muốn, ta đã đến rồi. Dương Thiên Hữu nhấc lên hải triều dưới chân, dâng lên cuồn cuộn thủy triều, nghênh hướng Long Lân lôi mã. Thiên mệnh chiến giới sôi trào lên cường quang, va chạm khung trời, lan tràn về bốn phương tám hướng, tạo thành một phạm vi trận vực chiến giới hơn 30 dặm. Lấy thực lực của hắn bây giờ, có thể kích phát mức độ áp chế lớn nhất là niết bàn cảnh sơ kỳ. Kỳ thật tam trọng thiên vẫn có thể miễn cưỡng chút, nhưng dưới nhị trọng thiên tuyệt đối có thể cưỡng ép đến cùng cảnh giới với hắn. Thu thập Dương Biện, đầy đủ. Thiên Hữu, người cứ việc ra tay, ta ứng phó ngoài ý muốn. Dương Lam kích phát linh văn, đuổi kịp Dương Thiên Hữu. Ngoài ý muốn, ta sẽ không thể để ngoài ý muốn xuất hiện. Dương Tuyệt theo sát ở phía sau, đáy mắt hiện lên từng tia sắt lạnh. Dương Biện không lo được mỏi mệt, lập tức thả người từ bên trên Long Lân lôi mã vọt lên, nhấc lên hải triều cuồn cuộn, hóa thành cự kình màu đen hơn 200 mét, đường cong hoàn mỹ khuấy động lực lượng mênh mông, tiếng gào thét hùng hậu vang vọng khắp dãy núi. Dương Thiên Hữu, trận chiến thứ hai này để cho ta thử tạo nghệ võ pháp của ngươi một chút. Như ngươi mong muốn. Dương Thiên Hữu thu hồi hải hoàng tam xoa kích, kích hoạt linh văn mà hắn kiêu ngạo, sau đó hóa thân thành cự kình màu đen trong thủy triều ngập trời, khổng lồ nặng nề, uy mãnh hung hãn. Viễn cổ kình hồn thức tỉnh, khí thế cổ lão đặc biệt tràn ngập ra khắp nơi, mang cho Dương Lam, thậm chí là Dương Tuyệt áp bách cường đại. Ầm ầm ầm. Hai con cự kình khống chế hải triều, vượt qua trời cao, thanh thế kịch liệt, ánh sáng ngập trời, mang đến hình ảnh đánh vào thị giác kinh động tâm phách. Số lượng lớn cường giả cũng lập tức dừng lại, tranh nhau nhìn ra xa. Đó là Dương Biện và Dương Thiên Hữu sao? Hai con viễn cổ cự kình đã vậy còn quá nhanh liền gặp nhau. Đây nhất định sẽ là một trận tranh đấu liều mạng. Khương Qua, hành động. Khương Phàm lên tiếng, bay lên không rơi xuống trên thân Dương Biện, kích ra mê quang tinh thần, chuẩn bị hình thành lỗ đen. Khương Qua cưỡi Long Lân lôi mã, phóng tới trong rừng rậm ở phía dưới, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng bọn người Khương Phàm rút lui. Hết thảy, dựa theo kế hoạch mà tiến hành. Bọn hắn có chủ ý gì? Dương Lam theo sát phía sau Dương Thiên Hữu,
tập trung vào thân ảnh trên lưng Dương Biện, cùng Long Lân Lôi Mã ở trong cánh rừng, trong lòng sinh ra một dự cảm không tốt. Người quản bọn họ ý định gì? Bắt lấy lại nói. Dương Tuyệt đột nhiên phát ra tiếng gào thét hùng hồn, toàn thân tỏa đầy ánh sáng chiếu rọi khắp nơi, hài cốt run rẩy, thú uy cuồn cuộn, hắn trực tiếp hóa thân thành thượng cổ cự kình. Dài hơn 500 mét, nặng đến hơn 100.000 tấn. Trong thân thể dựng dục nội hải mênh mông, bên ngoài lại sôi trào sóng lớn mãnh liệt, âm thanh sóng chiều ù ù kinh thiên động địa. Dương Lam cùng Dương Thiên Hữu còn không có kịp phản ứng đang xảy ra chuyện gì, Dương Tuyệt lại đột nhiên mở ra miệng rộng, bỗng nhiên khẽ hấp, kéo toàn bộ bọn hắn vào trong bụng, sau đó tự mình lao thẳng đến Dương Biện. Ầm ầm ầm, sóng lớn ngập trời, không gian chấn động. Cự kình hơn 500 mét như muốn đè sập vùng trời kia, tiếng kình minh to rõ càng truyền khắp dãy núi. Xa xa, các cường giả đều bị một màn này làm cho kinh đến. Thật sự quá lớn, để cho người ta ngạt thở, tuyệt vọng, khó mà sinh ra dũng khí khiêu chiến. Nhưng, con cự kình kia là ai, làm sao lại nuốt Dương Thiên Hữu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ông ngoại, ngài làm gì vậy? Thả ta ra ngoài, đây là trận chiến đấu của ta, chính ta xử lý. Dương Thiên Hữu tức giận gào thét ở trong nội hải của Dương Tuyệt. Ta sẽ đích thân đưa hắn đến trước mặt ngươi, để cho ngươi đánh đủ. Nhưng ngươi, không thể lại mạo hiểm. Dương Tuyệt lay động thân thể hơn 500 mét, khống chế sóng lớn cuồn cuộn, lao thẳng đến Dương Biện. Thiên Hữu, nghe ông ngoại ngươi. Dương Lam khống chế Dương Thiên Hữu đang tức giận lại. Mặc dù rất bất ngờ trước hành động của Dương Tuyệt, nhưng như vậy cũng tốt. Dù sao nơi này cũng là thế giới mới, không biết có gì nguy hiểm hơn, Dương Biện còn có thể có tính toán đặc thù, vẫn cẩn thận một chút mới tốt. Nơi xa đột nhiên xuất hiện một màn kinh động như thế để bọn người Khương Phàm đều quá sợ hãi. Kế hoạch của bọn hắn là kích thích Dương Thiên Hữu hóa thân thành cự kình, tại thời điểm đụng vào nhau, cưỡng ép rời Dương Biện đi, rời khỏi thật xa, để lại Dương Thiên Hữu ở trên trời hấp dẫn Thái Thản cự viên ánh mắt. Không nghĩ tới tộc lão Dương gia này lại tới một chiêu như vậy. Nhưng, giống như càng tốt. Đi. Khương Phàm lập tức phóng thích lực lượng tinh thần, ngưng tụ lỗ đen, bao phủ hắn cùng Dương Biện, lỗ đen khép kín, trong nháy mắt đã biến mất, lần nữa xuất hiện đã là giữa không trung vài trăm mét ở phía dưới. Dương Biện trở lại hình người, Khương Phàm cùng Lăng Thiên Thuật, cùng một chỗ xông về rừng rậm. Nắm chặt ta. Long Lân Lôi Mã ngẩng đầu lên trời hét lớn. Chờ ở bọn người Khương Phàm, vọt tới hướng Thái Thản cự viên. Nhưng không phải phóng tới ở trên trời, mà mạnh mẽ đâm tới trong rừng rậm, ẩn giấu đi tung tích. Muốn chạy trốn, muộn rồi. Dương Tuyệt không để ý Dương Thiên Hữu đang gầm thét ở trong bụng, hắn tiếp tục khống chế chiều dâng, dã man đong đưa thân thể, đuổi bắt Long Lân Lôi Mã đang chạy trốn. Ầm ầm, bầu trời nhấc lên thủy triều, đinh tai nhức óc, thác nước vẩy xuống đầy trời. Bao phủ dãy núi, tràng diện cực kỳ chấn động. Dương Tuyệt biến thành cự kình dài hơn 500 mét hoành hành bên trong thủy triều cuồn cuộn, không ngừng nhấc lên sóng lớn, mãnh kích núi rừng ở trước mặt. Lúc này, nơi xa truyền đến tiếng vang ù ù, đất rung núi chuyển, dãy núi tuôn rơi, vô số mãnh thú chạy trốn tứ tán trong rừng rậm. Trọn vẹn 13 con Thái Thản cự viên xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Thái Thản cự viên. Trong thế giới mới lại còn có yêu vật như thế. Rất nhiều người hít vào từng ngụm khí lạnh, bọn họ chưa bao giờ thấy được quái vật khổng lồ táo bạo như thế. Bọn chúng khôi ngô hùng tráng, to như núi cao, táo bạo đến cực hạn, để cho người ta dù cách mấy chục dặm nhưng vẫn đều có thể cảm nhận được uy lực hủy diệt đập vào mặt. Đại kình ngư. 13 con Thái Thản cự viên ở xa xa nhìn thấy con cá voi to lớn ngao du giữa trời kia, đôi mắt lập tức đỏ ngầu cả lên. Khi thấy con cá voi kia lại còn khí thế hung hăng xông tới bọn chúng nơi này, thì bọn chúng đã triệt để không còn kiểm soát. Quá phách lối. Quá hỗn đản. Không sống xé ngươi, đều có lỗi với cái sự kích tình tìm đường chết này của ngươi. Hống hống hống. Một con Thái Thản cự viên với cảnh giới thánh linh đột ngột nhảy lên ngọn núi lớn cao mấy ngàn mét ở phía trước. Ầm ầm, núi cao sụp đổ, nó lại lần nữa bay lên không, nhảy lên hơn 20 dặm. Xông về cự kình xa xa. Mười mấy con Thái Thản cự viên theo sát phía sau, gào thét chạy đến, miệng đầy răng nanh, cuồng lực cuồn cuộn. Thái Thản cự viên thật hung hung hãn, là ai đã trêu chọc bọn chúng? Dương Tuyệt chú ý tới đám quái vật khổng lồ đang tung hoành xê dịch nơi xa,
rất sợ hãi thán phục, tranh thủ thời gian rời sang bên cạnh mấy chục dặm. Hắn nhìn ra được đám cự viên kia rất táo bạo, hẳn là bị cái gì đó chọc cho giận, vẫn tận lực tránh khỏi thì tốt hơn. Nhưng, thái thản cự viên cuồng dã bước lên, dẫm đạp núi cao rừng rậm, xông lại phía hắn nơi này. Dương Tuyệt khống chế hải triều, lại đổi vị trí, thái thản cự viên nhảy vọt cũng thay đổi phương hướng. Dương Tuyệt không hiểu thấu, lại đổi vị trí, thái thản cự viên lại chuyển hướng theo. Sẽ không phải là coi ta là con mồi đấy chứ? Dương Tuyệt sửng sốt một chút, ớn lạnh toàn thân, nhanh chóng phun bọn người Dương Thiên Hữu ra, rút về hình người, rơi xuống trên đỉnh núi trước mặt. Thái thản cự viên. Dương Thiên Hữu đang muốn chất vấn ông ngoại, lại bị khí tức khủng bố đập vào mặt kia làm cho kinh đến. Hống hống hống. Thái thản cự viên tới gần, ánh mắt đỏ ngầu gắt gao tiếp cận bọn người Dương Tuyệt. Trước đó khoảng cách rất xa, từ đầu đến cuối không thể thấy rõ ràng rốt cuộc là ai đang gây hấn với bọn chúng, chỉ nhìn thấy một con cá voi khi thì xuất hiện, khi thì biến mất, thời điểm biến mất liền mơ hồ nhìn thấy hai con khỉ không có lông. Bây giờ tới gần, rốt cuộc cũng thấy rõ ràng. Cá voi, còn có hai con khỉ không có lông. Không sai, chính là bọn hắn. Hống hống hống. Thái thản cự viên phía trước nhất đột nhiên dừng lại, toàn thân căng cứng, há miệng gào thét. Sóng âm bắn nổ trong nháy mắt, thế như vạn con sóng triều, lại như lôi triều đầy trời, cách mấy chục dặm liền cuồn cuộn đánh tới. Dương Tuyệt bỗng nhiên biến sắc, thật đúng là hướng tới bọn họ. Hắn bất chấp cái gì khác, trước tiên nhấc lên thủy triều cuồn cuộn, hóa thành trăm ngàn con sóng lớn, tiến hành chặn đánh. Ầm ầm, u u. Thanh triều bá liệt, liên miên bất tuyệt, đánh vỡ nát hải triều dễ như trở bàn tay, vô tình che mất bọn người Dương Tuyệt. Dương Tuyệt đã bảo vệ được Dương Thiên Hữu cùng Dương Lam ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài. Dương Thiên Hữu và Dương Lam hôn mê tại chỗ, thất khiếu rớm máu. Đáng chết, xảy ra chuyện gì? Dương Tuyệt điên rồi, hắn gầm lên giận dữ, một lần nữa hóa thành cự kình, nuốt Dương Thiên Hữu vào sau đó nhảy vọt lên, khống chế triều dâng, chạy trốn về nơi xa. Đại kình ngư, đám thái thản cự viên lại tiếp cận nó, lên tiếng gào thét. Phóng tới đuổi bắt. Cứu mạng, thánh tổ, cứu mạng. Dương Tuyệt ngực bụng nhấc lên, phát ra tiếng gào thét hùng hậu. Tiếng oanh minh kéo theo sóng âm cuồn cuộn, truyền rất rất xa. Hắn điên cuồng phóng thích hải triều, nhấc lên ở phía trước, trải rộng ra con đường, thân thể cao lớn vặn vẹo bỏ mạng chạy trốn. Hắn ở trên trời nhanh chóng chạy đi, đám thái thản cự viên ở trên núi cao phía dưới đuổi theo càng chặt. Khoảng cách hai bên nhanh chóng rút ngắn. Một màn rung động càng khoa trương này đã triệt để chấn kinh, những người xâm nhập xa xa. Nhất là những kẻ vừa mới tiến tới kia, bị hù suýt chút nữa lui về. Hung tàn như vậy sao? Ngay cả hải thần đảo đều bị con khỉ đuổi chạy khắp núi đồi. Thánh tổ, cứu mạng, cứu mạng. Dương Tuyệt muốn hỏng mất, chỉ là phụ trách bảo vệ cháu trai mà thôi, làm sao lại bị bầy thái thản cự viên để mắt tới rồi. Bọn súc sinh này quá lâu không có ăn mặn sao? Hay là bên trong có cái hiểu lầm gì? Thánh tổ, thánh tổ. Tiếng kình vang hùng hậu truyền khắp mấy trăm dặm dãy núi. Dương Tuyệt không quan tâm mà phóng xuất ra thủy triều cuồn cuộn, trải rộng ra tuyến đường cho mình, cũng tiếp tục chặn đánh thái thản cự viên đang đuổi bắt. Nhưng, nơi này cuối cùng vẫn không phải hải dương thật sự, mà là sơn lâm, là thuộc về chiến trường của thái thản cự viên, Dương Tuyệt muốn hất ra, khoảng cách lại càng bị kéo gần. Mà Dương Tuyệt có chiều cao 500 mét, thái thản cự viên lại cao vài trăm mét, đều là tùy tiện khẽ động đã hơn 10 dặm, cho nên trận đuổi bắt oanh oanh liệt liệt tiếp tục kéo dài hơn nghìn dặm, tương đương với người khác chạy hơn trăm dặm. Rốt cuộc, thái thản cự viên thánh linh cảnh cũng nhào vào bên trong hải triều trên không trung, lật tung sóng lớn, một tay bắt lấy cái đuôi, cuồng lực cuồn cuộn, bỗng nhiên kéo một cái. Dương Tuyệt bỗng nhiên dừng lại, bị vô tình quăng lên. Giờ khắc này, Dương Tuyệt bỗng nhiên ngưng tụ con ngươi, tuyệt vọng. Giống. Thái thản cự viên hét lớn, ôm đồm cái đuôi cự kình, vồ một cái về phía đầu cự kình, miệng mở lớn, đầy răng nanh, gặm tới vây lưng. Dương Lam, Thiên Hữu, chạy đi. Dương Tuyệt đột nhiên ngẩng đầu, trước một khắc thái thản cự viên xé nát hắn, hắn đã gào thét thê lương, điên cuồng dẫn nổ mình. Ầm ầm. Cảnh giới bán thánh tự bạo đủ để thương tới thánh linh. Huống chi còn là bá chủ hải vực, thượng cổ cự kình. Mà, Dương Tuyệt không chỉ là nổ tung mình,
còn có nội hải thai nghén hơn 100 năm trong thân thể của hắn. Năng lượng kinh khủng trong chốc lát đã nổ bay Thái Thản Cự Viên, nội hải phong cấm trong thân trong cơ thể càng được phóng thích toàn diện, vén trời lên mấy vạn mét, tuôn ra tám phương mấy trăm dặm. Không gian lay động, dãy núi sụp đổ, giống như biển động ngày tận thế đột nhiên giáng lâm. Cuồn cuộn hải triều nhấc lên sóng lớn kinh khủng, phá hủy núi cao, bao phủ rừng rậm, những nơi đi qua, không một sinh linh nào may mắn thoát khỏi. Số lượng lớn yêu thú vô tội, cường giả xâm lấn, đều bị biển động đập vào mặt bao phủ cuốn đi. Bọn người Khương Phàm đã cách rất xa, lại không nghĩ rằng con cự kình kia lại đột nhiên bạo tạc, tất cả đều bị vô tình nuốt hết. Khương Phàm, Dương Biện, kịp thời triệu ra hải linh, bảo hộ bọn hắn. Đại vương thì kéo bọn người Chu Thanh Thọ vào bên trong mai rùa của mình, theo sóng lớn nhấc lên về phía trước. Tại đầu nguồn bạo tạc, Dương Tuyệt dùng thượng cổ kình hồn bảo vệ Dương Lam cùng Dương Thiên Hữu, nhưng quá mệt mỏi, mang theo bọn hắn xông về phía trước mấy chục dặm liền hoàn toàn biến mất. Dương Lam thức tỉnh bên trong thủy triều, cực kỳ bi thương, ôm lấy Dương Thiên Hữu chật vật chạy trốn. Bên ngoài mấy trăm dặm, đội ngũ hải thần đảo liên tiếp dừng lại, nhìn qua nơi xa đột nhiên bạo tạc. Mặc dù khoảng cách xa xôi, nhưng vẫn có thể nghe được cái thanh triều để cho người ta sợ hãi kia, cũng mơ hồ có thể nhìn thấy sóng lớn mãnh liệt ngập trời, ngay cả bình chướng trên khung trời đều nổi lên gợn sóng, tráng quan càng kinh khủng. Dương Thiên Khuyết đi đến phía sau đội ngũ, đưa mắt nhìn ra xa, vẻ mặt hắn trở nên nghiêm trọng, có loại dự cảm không tốt. Ta đi qua nhìn một chút. Có tộc lão Dương gia khống chế hải triều, xông về nơi xa. Lý gia không tiếp tục rời khỏi. Bồi tiếp Dương gia ở lại chờ đợi. Sau đó không lâu, vị tộc lão Dương gia kia trở về, mang theo Dương Lam chật vật, còn có Dương Thiên Hữu hôn mê bất tỉnh. Đại ca! Dương Lam rên rỉ, nước mắt lăn xuống. Đám người Dương gia đều có, Dương Lam cùng Thiên Hữu đều ở đây, Dương Tuyệt đâu? Chẳng lẽ trận bạo tạc vừa rồi kia là Dương Tuyệt? Xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Dương Thiên Khuyết âm trầm khó coi. Dương Lam đau thương nói. Chúng ta bị Thái Thản Cự Viên truy sát, Dương Tuyệt bị ép tự bảo, liều mạng bảo vệ chúng ta. Các cường giả hải thần đảo bỗng nhiên biến sắc. Thái Thản Cự Viên, nơi này lại còn có Thái Thản Cự Viên, Thánh Linh Cảnh sao? Hết thảy 13 con, dẫn đầu rất có thể chính là Thánh Linh Cảnh. Tại sao Thái Thản Cự Viên muốn truy sát các ngươi? Lúc ấy chúng ta đang truy sát Dương Biện, không có làm chuyện khác, bọn chúng từ đằng xa xuất hiện liền chạy đến chỗ chúng ta. Đến bây giờ Dương Lam cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Dương Thiên Khuyết chau mày. Truy sát Dương Biện, bọn chúng đang ngăn cản. Chẳng lẽ? Tất cả mọi người đều nghĩ đến điểm ấy, chẳng lẽ Dương Biện cùng Thái Thản Cự Viên hợp tác rồi? Dương Biện, Dương gia nuôi ngươi 30 năm, vậy mà ngươi phản hồi Dương gia như thế này. Hai vị thánh tổ Dương gia nổi giận, hắn lại thông đồng xúc sinh, ép bán thánh Dương gia tự bảo, không thể tha thứ. Giết, để xúc sinh trong này kiến thức được thực lực của hải thần đảo chúng ta. Dám săn giết cự kình chúng ta, chán sống rồi. Thái Thản Cự Viên thì như thế nào, giết không tha. Đám người Dương gia tức giận gào thét, liên tiếp hóa thành cự kình, chiều cao từ trăm mét đến mấy trăm mét. Sóng lớn ngập trời, bao phủ thiên địa, thanh âm ù ù vang vọng mấy trăm dặm dãy núi. Săn giết Thái Thản Cự Viên, bắt sống Dương Biện. Các thánh tổ Dương gia cao giọng ra lệnh, tự mình hóa thân cự kình, xông về phương xa. Hống hống hống. Hơn 80 con cự kình giận dữ điên cuồng hét lớn, chấn động dãy núi, giống động thiên hải, huy động thân hình khổng lồ, đuổi kịp thánh tổ. Ai, mất mặt xấu hổ thật, một chút chuyện nhà lại náo thành như thế này. Lý gia lắc đầu, không cùng đi lên, mà là lao tới chiến trường càng xa xôi hơn, tiếp viện thánh bằng đảo. Bên ngoài vài trăm dặm. Thái Thản Cự Viên Thánh Linh Cảnh bị bạo tạc đến huyết nhục mơ hồ, vô cùng chật vật, nhưng thân thể tráng kiện khôi phục rất nhanh, lông tóc không tổn hao gì. Những Thái Thản Cự Viên khác theo tới, lửa giận vẫn chưa giảm. Rốt cuộc cũng bắt được Đại Kình Ngư, vậy mà tự bảo. Bất Lão Tuyền đâu? Bất Lão Tuyền ở đâu? Bọn chúng đạp trên thủy triều, tìm kiếm vết tích Bất Lão Tuyền khắp nơi. Kim dịch bên trong Bất Lão Tuyền đối với bọn chúng mà nói. Có ý nghĩa trọng đại, không chỉ có thể tôi thể luyện thân, tăng cường lực bộc phát, còn có thể biến đổi huyết mạch, thức tỉnh truyền thừa, càng có thể làm cho bọn chúng kéo dài tuổi thọ hơn. Đây là bảo bối trong bảo bối. Nhưng,
không tìm được Bất Lão Tuyền, lại thấy được một tràng diện rung động khác. Sóng lớn cuồn cuộn che khuất bầu trời, bao phủ dãy núi, nghiền ép đến nơi này. Mà sâu trong thủy triều đang cuộn trào mãnh liệt, số lượng lớn cự kình như ẩn như hiện, thanh thế dọa người. Cường giả dọc đường hốt hoảng chạy trốn, đều để bọn hắn cảm nhận được khí thế tuyệt vọng áp bách. Đại kình ngư, thật nhiều đại kình ngư, đến báo thù rồi. 13 con thái thản cự viên run run cơ thể, sôi trào lên chiến ý vô tận. Bọn chúng mở ra cái miệng to lớn đầy răng nanh, cứ như có thể cắn xé cự long, cánh tay tráng kiện khuấy động cuồng lực, cứ như có thể xé rách khung trời. Bọn chúng phát ra tiếng gào thét hùng hồn, đón đám cá voi kia giết tới. Chính là bọn chúng. Dương Lam biến thành cự kình theo sát ở phía sau thánh tổ, xác định thân phận. Giống. Hai vị thánh tổ phát ra tiếng kình minh mát lạnh, chấn động sóng lớn cuồn cuộn, giống động dãy núi khung trời, tốc độ tăng vọt, dẫn đầu nghênh đến thái thản cự viên. Giết, giết giết giết, để thế giới mới thấy thực lực Dương gia chúng ta, để thần dụ chi hải chứng kiến Dương gia chúng ta cường đại. Đám cự kình mang theo sát ý vô biên, nhao nhao khống chế sóng lớn, tranh nhau chen lấn bổ nhào qua. Một trận hỗn chiến chém giết dã tính giữa cự viên và cự kình trình diễn tại thế giới mới hỗn loạn. Một bên là siêu cấp chiến thú, một bên là bá chủ hải vực, dã man đối kháng dã man, điên cuồng chém giết điên cuồng, man lực kinh khủng, thánh uy sôi trào, cơ hồ muốn phá hủy cả vùng đất trời này. Dương gia mang theo hai vị thánh linh, năm vị bán thánh, 30 vị cao giai niết bàn cảnh, toàn chi đội đều kéo lên phía trước, trực diện với thái thản cự viên. Những cự kình khác thì phân tán ở nơi xa, kéo dài phóng thích thủy triều, chế tạo ra một chiến trường hải vực bao phủ mấy trăm dặm, ngăn cách thái thản cự viên liên hệ cùng vùng núi. Nhưng, loại siêu cấp chiến thú như thái thản cự viên này vẫn quá cường đại, cho dù đang ở bên trong thủy triều cuộn trào mãnh liệt nhưng bọn chúng vẫn càng đánh càng cuồng, thân thể cứng rắn, chiến kỹ quả thực là đã gánh vác được các thánh tổ Dương gia vây bắt. Cuối cùng, sau khi cuồng chiến trọn vẹn nửa ngày, thái thản cự viên đã để lại 7 bộ thi thể, giết ra hải triều. Dương gia thương vong thảm trọng, thực sự ngăn không được bọn chúng, trừ phi hai vị thánh tổ liều mạng. Nhìn thái thản cự viên be bét máu thịt dần dần biến mất trong rừng rậm, vẻ mặt của các cao tầng Dương gia vẫn rất nghiêm trọng. Không hổ là thái thản cự viên, quá nhanh nhẹn dũng mãnh, quá kinh khủng. Bọn hắn rõ ràng có ưu thế gấp hai, lại còn không thể vây khốn. Nếu như thế giới này còn có càng nhiều thái thản cự viên, bọn hắn phải coi chừng. Bọn người Khương Phàm trốn ở chỗ rất xa, ngắm nhìn chiến trường dã man. Kích thích, quá kích thích. Mặc dù không có thể bắt được Dương Thiên Hữu, nhưng bọn hắn có thể làm được trình độ này, đã là khó có được. Bây giờ Dương gia đã triệt để chọc giận thái thản cự viên, tiếp theo khẳng định là thái thản cự viên sẽ muốn trả thù bọn đại kình ngư này. Các ngươi nói. Tiếp theo thái thản cự viên có thể xuất động toàn tộc, săn giết đại kình ngư hay không? Đáy mắt Khương Phàm lóe ra vẻ hưng phấn. Thái thản cự viên có tính khí nóng nảy, hung mãnh hiếu chiến, lại là yêu chủ cao ngạo, chưa bao giờ có ai dám khiêu khích bọn chúng, bây giờ đã ném đi Bất Lão Tuyền, lại hao tổn 7 con, rất có thể sẽ vô cùng tức giận, xuất động toàn tộc. Chu Thanh Thỏ cùng Khương Phàm nghĩ như nhau, nếu như điều động toàn bộ. Hắc hắc, trong lãnh địa liền trống không? Khương Phàm nói, chúng ta đuổi theo thái thản cự viên, nếu như bọn chúng xuất động toàn tộc, chúng ta liền thừa cơ càn quét. Tuy nhiên trước lúc này, chúng ta phải chiếu cố cho đám đằng xa. Nếu viện quân của hải thần đảo đến, tiếp đó hẳn là sẽ vây bắt tổ nguyên sơn của đằng xa, coi như tổ nguyên sơn có pháp trận bảo vệ đặc thù, cũng gánh không được hải thần đảo cùng thánh bằng đảo vây công. Nếu như hải thần đảo chu diệt đằng xa, không chỉ có thể đạt được những xà đan quý giá kia, còn có thể cổ vũ ý chí, tiếp tục vây bắt tổ nguyên sơn khác. Khương Phàm phải nghĩ biện pháp, kéo bọn hắn tại chỗ đằng xa nơi đó, một mực chờ đến lúc đám thái thản cự viên đuổi tới. Khương Qua nói tin tức cho Thiên Kiếm Thần Tông, thuyết minh sơ qua tình huống, bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu nên làm như thế nào. Khương Phàm nói, cầm thú, nhiệm vụ này giao cho ngươi. Tại sao lại là ta yếu đuối như thế? Chu Thanh Thọ đang tính toán tẩy sạch thái thản cự viên. Ngươi nên làm chút chuyện đi. Hàn Ngạo nhịn không được. Ta động chính là đầu óc, chuyện của loại người chạy việc này giao cho Long Lân Lôi Mã. Ngươi phải mệt chết nó sao? Nó chịu không được giày vò. Ngươi là tinh thần linh văn, tốc độ nhanh,
có thể ẩn nấp, ngươi lại thông minh linh hoạt, càng có thể thuyết phục Thiên Kiếm Thần Tông. Ngươi, thích hợp nhất. Thế nhưng, đi, chính ngươi, nếu như tập thể Thái Thản Cự Viên hành động, chúng ta càn quét đồ không thể thiếu ngươi, nếu như Thái Thản Cự Viên có lưu thủ, chúng ta liền không coi thường vọng động, ở nơi đó chờ ngươi tụ hợp. Chu Thanh Thọ bất đắc dĩ mà hạ miệng. Được thôi, để Đại Vương đi theo ta. Nó quen thuộc hoàn cảnh, có thể chỉ dẫn cho ta. Đại Vương ở bên cạnh dùng sức lắc đầu. Không đi. Ngươi đến dẫn đường cho ta. Không đi. Ngươi có còn muốn cùng ta lăn lộn hay không? Không đi. Ta lấy thân phận phó đoàn trưởng mệnh lệnh ngươi. Không đi. Ngươi đây là như thế nào? Ta không đi, ta muốn trông coi Bất Lão Tuyền của ta. Đại Vương nương tựa ở bên cạnh Khương Phàm, đã không kịp chờ đợi muốn nhìn mệnh căn tử mà tổ tông để lại. Chu Thanh Thọ rất bất đắc dĩ, chỉ có thể tự mình hành động. Hắn kích hoạt cánh tay Thái Võ Nhân Hoàng, nắm chặt tinh thần kiếm, mở ra không gian, rời khỏi nơi này. Bọn người Khương Phàm lặng lẽ đuổi theo Thái Thản Cự Viên, về tới lãnh địa. Thánh linh Thái Thản Cự Viên lưu thủ giận dữ, tự mình rời khỏi Tổ Nguyên Sơn, cùng đám cự viên trở về kêu oanh oanh liệt liệt rời khỏi. Còn để lại 5 con. Khương Phàm nhìn đến nhíu chặt mày lên, lại còn có thể giữ vững chút lý trí, nói rõ bên trên Tổ Nguyên Sơn hẳn là còn có bảo vật rất quan trọng. Bên trong hẳn là có bán thánh. Khương Qua lắc đầu, loại siêu cấp chiến thú này quá nóng nảy, xem như Khương Quỳ tới, hẳn là cũng không quá nguyện ý trực tiếp đối mặt. Ai, sao bọn chúng lại đi đến hướng đó? Khương Phàm chỉ vào hướng rời khỏi Thái Thản Cự Viên, không phải đi tìm Hải Thần Đảo báo thù, mà là chạy tới những hướng khác. Hẳn là tìm Bạch Ngọc Long Tượng, ở giữa tất cả yêu chủ đều có quan hệ thân sơ, Thái Thản Cự Viên cùng Bạch Ngọc Long Tượng không tệ. Tốt, nếu như thế này coi như viện quân của Thánh Bằng Đảo đuổi tới, cũng không sợ. Hai mắt Khương Phàm tỏa sáng, Bạch Ngọc Long Tượng cũng là yêu tộc chiến thú cường đại danh chấn. Không nói một con hơn hai, hai con hơn ba là khẳng định không có vấn đề. Đại Vương duỗi cái đầu, nịnh nọt cười nói. Nếu Thái Thản Cự Viên lưu thủ Tổ Nguyên Sơn, chúng ta không có hy vọng, có phải đã có thể lấy Bất Lão Tuyền ra rồi hay không? Khương Phàm nhìn qua Tổ Nguyên Sơn nơi xa nói. Năm con cự viên đều lưu thủ Tổ Nguyên Sơn, bên ngoài lãnh địa hẳn không có trông coi. Trong lãnh địa không có vật gì tốt, vẫn là xem Bất Lão Tuyền trước một chút đi. Bây giờ Đại Vương chỉ muốn nhìn Bất Lão Tuyền, nếu như có thể, bây giờ nó liền muốn thử hiệu quả một chút. Thái Thản Cự Viên khổng lồ, khẳng định sức ăn kinh người, trong lãnh địa hẳn là có linh quả đặc biệt. Bọn chúng còn cần khỏe mạnh gân cốt, tôi luyện huyết mạch, khẳng định ngoài Bất Lão Tuyền thì sẽ còn có bảo địa khác. Khương Phàm nói xong, quay đầu nhìn về phía Đại Vương. Dẫn đường. Đại Vương bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo Khương Phàm lặng lẽ chui vào rừng rậm. Trong lãnh địa Thái Thản có rất nhiều bảo dược, quan trọng nhất chính là địa hoàng đào thụ. Nghe nói tại thời điểm thế giới sinh ra liền có gốc cây kia, dùng bây giờ lời nói mà nói, hẳn là tồn tại trước khi mảnh di tích đại lục này lún xuống. Bọn người Khương Qua sợ hãi thán phục. Chẳng lẽ còn có thể ngược dòng tìm hiểu đến thời đại Thái Cổ? Lại có thể sống mấy trăm ngàn năm? Đại Vương nói, nghe nói đã chết qua mấy lần, nhưng không ngừng liên tục dựa vào năng lượng của Tổ Nguyên Sơn. Luôn có thể một lần nữa nảy mầm sống lại. Lúc mới bắt đầu, địa hoàng đào thụ mọc trên Tổ Nguyên Sơn, sau này trùng sinh mấy lần, rễ cây đã vươn ra khắp xung quanh hơn trăm dặm, cho nên vài cọng cây mới từ mặt đất, trước đó ta đã dò xét qua, tổng cộng có 3 cây mới, trẻ tuổi nhất đều có trên vạn năm. Hàn Ngạo lắc đầu rung động, không hổ là di tích yên lặng trong thời gian vô tận, linh bảo đều động một tí là vạn năm mười mấy vạn năm. Đan Hoàng lại giới thiệu cho Khương Phàm. Địa hoàng đào thụ và huyết linh bồ đề thụ thuộc về cùng một vấn đề, cũng là hấp thu tinh hoa đại địa, nhưng không phải diễn biến khí tức huyền hoàng, mà là lắng động ra hoàng kim dịch dùng để luyện thể, chất lỏng cực kỳ bá đạo, hiệu quả luyện thể trực tiếp có thể so với thánh đan. Địa hoàng đào thành thục chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là màu nâu đen, cần ngưng tụ trăm năm, hiệu quả tương đương với chuẩn thánh đan. Nếu như tiếp tục treo ở trên cây ngàn năm liền sẽ từ từ biến thành màu vàng óng. Hiệu quả có thể so với thánh đan. Nếu như có thể treo 2.000 năm trở lên, địa hoàng đào liền sẽ hiện ra màu đỏ như máu, hiệu quả có thể đạt tới thượng phẩm thánh đan, không chỉ đơn giản là luyện thể, mà còn có thể kích phát tiềm lực huyết mạch. Nếu như để nó tùy ý tiếp tục sinh trưởng,
địa hoàng đào còn có thể trực tiếp sinh ra linh trí, khi đó ăn hết, sẽ có 6 phần hy vọng, trợ giúp lục phẩm linh văn bước lên thánh phẩm, thậm chí có hy vọng đẩy thánh phẩm đến thiên phẩm. Khương Phàm nghe được thì lập tức có phản ứng, đây là lần đầu tiên nghe được có linh quả có thể biến đổi linh văn. Đan Hoàng nói, rất nhiều thánh thụ đều có hiệu quả truyền kỳ, nhưng đều cần thời gian rất dài, nở hoa kết trái động một tí đều là trên 100 năm, thậm chí mấy ngàn năm. Hiệu quả của bọn chúng, đương nhiên phải dùng thời gian lắng đọng. Đại vương mang theo bọn hắn lặng lẽ chui vào lãnh địa. Lúc bình thường, địa hoàng đào thụ trong ngoài lãnh địa đều là có thái thản cự viên bảo vệ, bây giờ chúng lại khí thế hung hăng rời khỏi, những dược viên quan trọng này lại trống rỗng. Toàn đào đi. Hàn Ngạo đứng dưới địa hoàng đào thụ cứng cáp, mặt mũi tràn đầy rung động. Đây là đào cây sao? Vậy mà lại giống như là lão long quay quanh. Cao tới 200-300 mét, bao la hùng vĩ. Thân cây trắng kiện, vỏ cây như sắt, tán cây tươi tốt khổng lồ, phía trên treo 7 quả đào to lớn, bị sợi đằng quấn quanh, giống như là trái tim bành trướng đang nhảy lên, nhìn vô cùng yêu dị. Đào không nổi. Khương Phàm rất muốn mang đi, nhưng sau khi tra xét rõ ràng, rễ cây phía dưới đều kết nối với núi Tổ Nguyên xa xa. Nếu như nơi này động, nơi đó nhất định có thể cảm giác được. Không hổ là đoàn cướp bóc, nhìn thấy bảo vật lần đầu tiên chính là muốn đào đi. Đủ chuyên nghiệp. Đại vương rung động, mình cách cục nhỏ thật mà, vừa rồi còn muốn nói tranh thủ thời gian hái mấy quả đây. Khương Phàm thả người nhảy lên địa hoàng đào thụ, hái toàn bộ quả đào đi. Đi mau, tiếp theo đến nơi lớn hơn. Đại vương mặc dù là con rùa, nhưng hành động lại linh hoạt, thỉnh thoảng còn đứng thẳng người lên, hai cái móng vuốt chạy từ từ. Cây thứ hai cao tới hơn 500 mét, cơ hồ nhồi vào cả tòa sơn cốc, phía trên ngoại trừ có 10 quả đào màu nâu đen, lại còn có một quả màu vàng óng. Màu vàng, treo ngàn năm, tương đương với thánh phẩm đan dược. Ngay cả Khương Phàm đều chợt nóng người lên. Thánh đan, ở bên ngoài luyện một viên thánh đan có bao nhiêu khó? Dược viên thứ ba cách núi Tổ Nguyên chừng 50 dặm, nơi này chiếu ánh giống như ban ngày. Đại thụ cao tới ngàn mét, phía trên lại có hơn 20 quả đào, 5 trái bắt đầu nổi lên kim quang, 2 trái hoàn toàn màu vàng óng. Đây là cây đầu tiên dọc theo cây mẹ, cũng từng chết qua mấy lần. Bọn hắn thừa dịp thái thản cự viên không chú ý, lặng lẽ hái đi. Tuy nhiên trước khi đi, Khương Phàm lại chui vào dưới mặt đất, dọc theo rễ chính nghiên cứu một lát. Lấy xuống một đoạn rễ già. Nếu cây mẹ có thể sống chết qua mấy trăm ngàn năm, sinh mệnh lực của rễ già khẳng định vô cùng thịnh vượng, mang về để bên trong thế giới ngũ hành của An Nhiên hẳn là có thể tỉnh lại. Hàn Ngạo nhìn mà lắc đầu, gia hỏa này là làm cái gì cũng đều không quên tiểu kiều thê của hắn. Mà thế giới ngũ hành đã rất nghịch thiên, người lại nhét vào chút lão yêu thụ mấy vạn năm, tương lai muốn biến thành cái dạng gì? Kích thích, thật kích thích. Bọn hắn rời khỏi lãnh địa cự viên, đại vương kích động mà đập thẳng, bộ ngực. Khương Phàm càng kích động, đầu tiên là huyết linh bồ đề quả, sau đó lại là địa hoàng đào tử, lại phối hợp bất lão tuyền, bọn hắn hẳn là đã có thể đến một trận đột phá tập thể. Đại vương nhìn xung quanh, sau khi xác định không có nguy hiểm, liền thao túng thổ triều bao phủ bọn hắn, rèn đúc ra một tòa địa quật ngàn mét dưới đất. Hàn Ngạo nói, lần đầu tiên nhìn thấy con rùa đào hang. Đại vương bất mãn nói, ta là huyền quy, tuy nhiên là lăn lộn chút huyết mạch lục quy, tiểu gia ta hải lục song tê chiến thú. Khương Phàm sờ lấy thông thiên tháp, cảm nhận bất lão tuyền ở bên trong. Chúng ta đã nói xong, chia 28, ngươi 2, chúng ta 8. Đại vương hạ miệng, cái này, Khương Phàm nói, thế nào, muốn chơi xấu sao? Đại vương đảo tròn mắt, nói, các ngươi đều biết. Bất lão tuyền là linh tuyền truyền thừa tổ tông chúng ta dưỡng dục vài vạn năm, không chỉ là quý giá, còn có ý nghĩa đặc thù. Các ngươi trực tiếp chiếm đoạt như thế này, không tốt lắm nha. Như vậy đi, ta có một đề nghị, lấy bất lão tuyền ra, các ngươi trực tiếp uống, uống đủ, nước suối cùng bất lão tuyền còn lại, đều thuộc về ta. Khương Phàm hồ nghi nhìn nó. Hồ suối bên trong giống như không có nhiều nước, thật sự để cho chúng ta uống đủ. Đại vương hết thân thể. Hào khí mà nói. May mắn mà có các ngươi, ta mới có thể thu hồi đồ của tổ tông lại, các ngươi là ân nhân của ta, là ân nhân của bộ tộc Huyền Quy, đương nhiên muốn để các ngươi uống đủ. Đám người trầm mặc, ngay cả Khương Qua đều nhíu mày, gia hỏa này thật hảo tâm như vậy.
không có vấn đề gì đấy chứ. Đại vương xoa xoa móng vuốt, trừng mắt mắt to, một mặt chân thành. Khương Phàm rời Bất Lão Tuyền từ trong Thông Thiên Tháp đi ra. Hồ suối khoảng mười mấy mét, linh dịch màu vàng bên trong lại giống như là nước sôi, kim quang bành trướng, năng lượng mãnh liệt. Một người một ngụm, chậm rãi thưởng thức, còn lại đều là của ta. Đại vương tiến đến phía trước, kim quang chói mắt chiếu ánh để nó cuồng nhiệt, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập. Bất Lão Tuyền, thật sự đã lấy lại được. Đúng là giống như nằm mơ. Ta thử trước một chút. Khương Qua dẫn xuất một ít kim dịch, giống như là hòa tan hoàng kim, nóng hổi sao động, kim quang lóng lánh, không chỉ có thể bành trướng, còn khuấy động sinh mệnh ba động cường thịnh. Từ từ hưởng dụng. Đại vương thích tụ ra vẻ mặt tươi cười. Khương Qua liếc mắt nhìn đại vương, há miệng nuốt vào. Nhưng, dấu bé. A. À. Khương Qua lập tức kêu thảm, toàn thân cứng ngắc, gân xanh nổi cao. Kim dịch thuận yết hầu chảy xuống, lại giống như là muốn để yết hầu cùng nội tạng đều tan chảy, mang đến đau nhức khó có thể chịu được. Ngươi che giấu cái gì? Sắc mặt Khương Phàm kinh biến, một tay bóp lấy cổ đại vương. Đừng kích động, đừng kích động. Đại vương tranh thủ thời gian đong đưa móng vuốt, hô. Bất Lão Tuyền có dược hiệu rất bá đạo, có thể để người tươi sống hóa thành chất lỏng, nhưng chỉ cần có thể chịu được đau đớn, cưỡng ép luyện hóa, liền có thể hoàn toàn hấp thu, sẽ không để lại tai họa ngầm. Xác định. Ta đương nhiên xác định. Chúng ta là huynh đệ, ta có thể hại các ngươi sao? Khương Qua chịu đựng đau nhức kịch liệt, ngồi xếp bằng trên mặt đất, toàn thân sôi trào thiên cương lôi hỏa, luyện hóa chất lỏng màu vàng óng chảy xuôi trong thân thể. Chất lỏng nóng hổi như nước thép, trong mạnh mẽ đâm tới cơ thể, rõ ràng chỉ là một ngụm nhỏ, lại giống như là nuốt một mảng lớn, thuận huyết nhục kinh mạch tùy ý lan tràn, đau nhức kịch liệt khó nhịn. Đại vương đẩy ra tay Khương Phàm, lộ ra nụ cười xảo quyệt. Bất Lão Tuyền có thể kéo dài tuổi thọ, rèn luyện gân cốt. Nhưng, hắc hắc, hiệu quả tốt bao nhiêu, đau đớn liền lớn bấy nhiêu, mà nếu ngươi không luyện hóa nó hoàn toàn, đau đớn sẽ không biến mất. Hàn Ngạo tức giận. Đại vương bát, ngươi đùa bỡn chúng ta. Gọi ta đại vương, bát thì bỏ đi, ta sao có thể là đùa nghịch các ngươi. Ngươi tùy tiện uống, chỉ cần ngươi có thể gánh vác được. Đại vương không có thể nghiệm qua loại cảm giác này, nhưng qua truyền thuyết tổ tiên lưu lại, loại đau khổ này tựa như là luyện lô, tra tấn người đến chết, nếu như gánh không được, thực sẽ từ từ nóng chảy thành nước. Dương Biện nói, huyền quy các ngươi uống sao? Đại vương cười nói, đối xử như nhau, tuy nhiên nha, mai rùa của chúng ta sẽ chủ động hấp thu loại này kim dịch, mà cảm giác mai rùa đau đớn là kém hơn rất nhiều, cho nên nha, hắc hắc. Ô ô. Khuôn mặt Khương Qua vặn vẹo, trong cổ họng lăn ra tiếng gào thét đau đớn, cả người cứng ngắc trở nên nóng hổi đỏ bừng, giống như thật sự muốn bị đốt sống chết tươi. Bọn người Khương Phàm nhìn đến đều nhíu chặt mày lên, người như Khương Qua lại đau thành như thế này, có thể tưởng tượng được cảm giác này là dày vò cỡ nào. Nếu không, phun ra một chút. Đại vương xấu xa thổi cái huýt sáo. Khương Qua gian nan mở mắt ra, lườm nhìn đại vương, đột nhiên một tay luồn vào Bất Lão Tuyền. Lấy một bàn tay, mở lớn miệng nuốt vào. Đại vương kinh hô. Người điên rồi, thực sẽ người chết, ta không phải nói đùa. A. À, Khương Qua đau đớn gào thét, trong thân thể lại phát ra tiếng răng rắc giòn vang, để cho người ta dùng mình. Đại vương luống cuống. Nhanh phun ra, một chút xíu thôi, ta không cướp với ngươi. Các ngươi thất thần làm gì, nhanh khuyên nhủ đi, nếu quả thật xảy ra mạng người, cũng không liên quan gì tới ta. Bọn người Khương Phàm nhíu mày nhìn một chút, sau đó chào hỏi lẫn nhau. Uống. Khương Phàm, Dương Biện, Hàn Ngạo, Khương Bân, đều ngồi vây quanh đến phía trước Bất Lão Tuyền, dẫn xuất linh dịch, há miệng nuốt vào. Cho dù đã có chuẩn bị, nhưng bọn hắn vẫn trợn tròn cặp mắt, kêu gào thảm thiết. Một ngụm kim dịch giống như một ngụm nước thép, yết hầu, răng, xương cốt đều giống như muốn tan chảy. Loại cảm giác thảm liệt kia dội thẳng đầu. Suýt chút nữa đã hôn mê. Toàn thân Khương Phàm căng cứng, đè ép linh dịch thuận chảy xuống, cảm giác đau đớn ăn mòn yết hầu, nội tạng, huyết nhục, chỉ sau chốc lát toàn thân đều giống như muốn bốc cháy. Hắn cũng coi như là trải qua các loại đau đớn, duy chỉ có cái cảm giác đau đớn huyết nhục tinh túy này đã để cho hắn suýt chút nữa liền muốn xin tha. Nhưng, càng như vậy, càng nói rõ bảo bối có hiệu quả.
dù sao cũng là linh tuyển truyền thừa được tộc Huyền Quy dùng vài vạn năm thai nghén. Dương Biện, Hàn Ngạo, Khương Bân, đều suýt chút nữa sụp đổ, nhưng đều gắt gao cắn chặt răng, kích phát linh văn, vận chuyển công quyết, cưỡng ép luyện hóa. Long Lân Lôi Mã đều tê minh vài tiếng, tiến đến phía trước nếm thử một miếng, kết quả. Ầm ầm, Long Lân Lôi Mã sôi trào năng lượng, hóa thành lôi chiều kinh khủng, trong nháy mắt đã bao phủ động quật, suýt chút nữa đánh nát bọn người Khương Phàm. Cũng may giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc một móng liền vòng trên thân đại vương, nằm ngang ở trước mặt ngăn trở lôi chiều bọn người Khương Phàm phóng tới. Đại vương vội vàng không kịp chuẩn bị bị vô tình đánh ra ngoài, tức giận đến hắn chửi ầm lên. Long Lân Lôi Mã cực lực áp chế lôi chiều, cuộn nằm ở bên cạnh đau đớn luyện hóa. Đại vương buồn bực run run người, đi đến phía trước Bất Lão Tuyền, hít một hơi thật sâu, hưởng thụ lấy hương vị kim dịch. Trước đó hoành đồ bá nghiệp của hắn là sinh em bé lại sinh em bé, sinh ra hơn mấy ngàn vạn em bé, tộc đàn lớn mạnh, sau đó chờ cơ hội giành lại Bất Lão Tuyền, trọng trấn bộ tộc Huyền Quy. Không nghĩ tới, kế hoạch vậy mà lại trái ngược. Tuy nhiên như thế này càng tốt hơn, chờ hắn lột xác thành Huyền Quy, mới có thể bảo dưỡng Bất Lão Tuyền, sau đó có thể thoải mái nhàn nhã sinh dưỡng tiểu Huyền Quy. Bọn người Khương Phàm nhẫn nhịn lấy đau đớn dày vò, cố gắng luyện hóa linh dịch. Rốt cuộc cũng, khổ tận cam lai. Sau trọn vẹn nửa canh giờ, kim dịch đã được luyện hóa sạch sẽ, huyết nhục sau khi đau nhức kịch liệt thì khuấy động lực lượng mênh mông, nhất là xương cốt, giống như trở nên đặc biệt cứng cỏi. Đồ tốt! Bọn hắn trao đổi ánh mắt, toàn thân giống như là thông thấu, có loại cảm giác sảng khoái dị dạng. Lại uống! Nương theo đau đớn kêu rên, một vòng luyện hóa mới bắt đầu. Sau đó, một ngụm, lại một ngụm. Đại vương mới đầu còn cười trên nỗi đau của người khác, nhưng sau đó sắc mặt liền từ từ thay đổi. Không sai biệt lắm, đừng quá khó xử mình. Không đáng, thật không đáng cùng mình làm khó dễ. Bọn người Khương Phàm thừa nhận đau đớn, tiếp tục hấp thu năng lượng bên trong kim dịch. Đau đớn cùng thu hoạch có liên quan trực tiếp. Sau mỗi lần luyện hóa, thần thanh khí sảng, giống như đều trẻ ra mấy tuổi, lực lượng tăng vọt, hài cốt cứng rắn, để cho người ta vui mừng. Yêu hỏa của Khương Qua, có thể hấp thu cương khí cùng năng lượng lôi chiều đến mạnh lên, loại linh dịch thần bí này vừa vặn có thể tăng cường thể chất, tăng uy lực yêu hỏa lên. Dương Biện là cự kình, Hàn Ngạo là dực long, Khương Bân là yêu xà, còn có Long Lân Lôi Mã, cần linh dịch như thế này để tăng cường thể chất. Thể chất càng mạnh, đối với hồn thiên linh bảo trong thân thể liền càng mạnh, cũng càng có thể kích phát ra uy lực. Khương Phàm càng cần tăng cường lực lượng yêu thể hơn, lực lượng càng mạnh, các loại bí thuật phát huy liền càng có hiệu quả. Khi bọn hắn kết thúc lần luyện hóa thứ 7, thời điểm uống lần nữa, đại vương đã không kiềm được, ngao một tiếng nhảy vào bên trong Bất Lão Tuyền. Các huynh đệ, chừa chút cho ta đi, bộ tộc Huyền Quy liền thừa một dòng độc đinh ta đây, đáng thương cho ta đi. Ngươi nói, thoải mái uống. Khương Phàm đều bày huyết linh bồ đề quả, địa hoàng đào ở trước mặt, chào hỏi bọn người Dương Biện đến. Uống đến khi cảnh giới đột phá thì dừng. Các ngươi, các ngươi, các ngươi làm thổ phỉ đều ác như vậy sao? Đại vương không chịu nổi, trực tiếp chìm đến dưới Bất Lão Tuyền, từng ngụm nuốt vào. Lại không uống một chút thì sẽ để bầy thổ phỉ này uống cạn sạch. Bọn người Khương Phàm chìm ở dưới mặt đất bắt đầu bế quan đột phá. Trong thế giới mới chém giết càng ngày càng nghiêm trọng, theo cường tộc các phương viện quân đuổi tới, dần dần tạo thành ưu thế áp chế, triển khai điên cuồng vây bắt đối với tất cả lãnh địa yêu chủ, phạm vi cũng từ lối vào khung trời lan tràn đến ngoài vạn dặm, còn đang kéo dài mở rộng. Sau khi đội ngũ của Hải Thần Đảo cùng Thánh Bằng Đảo tụ hợp, chính như Khương Phàm mong muốn, bọn hắn đã trực tiếp đuổi giết lãnh địa Đằng Xà. Đằng Xà tộc có được một thánh linh, ba bán thánh. Bọn chúng lùi giữ tổ Nguyên Sơn, lợi dụng năng lượng nơi này điên cuồng phản kích, nhưng bất đắc dĩ lại chênh lệch quá lớn, rất nhanh đã lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng, tại thời khắc sinh tử, Thiên Kiếm Thần Tông đã giết tới. Thiên Kiếm Thần Tông là hoàng đạo chân chính, lần này giáng lâm đến thế giới mới trọn vẹn 5 vị thánh linh, trên 100 vị cường giả niết bàn cảnh. Nhận lời mời của Chu Thanh Thỏ tới đây, cũng là trọn vẹn 2 vị thánh linh 3 vị bán thánh. Cộng thêm 30 vị cường giả niết bàn cảnh. Hải Thần Đảo cùng Thánh Bằng Đảo lập tức ngừng tấn công lại, sẵn sàng trận địa đón quân địch. Mặc dù Thiên Kiếm Thần Tông chỉ là nhìn, không có ý nhúng tay. Nhưng,
Sớm không tới, trễ không tới, hết lần này tới lần khác lại đến ngay lúc này, khẳng định không phải xem náo nhiệt, mà là không có có ý tốt. Nếu như bọn hắn tấn công bất lợi, hoặc bị đám đằng xà phản kích trọng thương trước khi chết, rất có thể Thiên Kiếm Thần Tông sẽ đi lên bù một kiếm. Bọn hắn là tới tìm bảo vật, nhưng không nguyện ý hy sinh thánh nhân hoặc là bán thánh. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng giây từng phút. Đám đằng xà đạt được thời gian nghỉ ngơi quý giá, thực lực bắt đầu khôi phục, cũng càng thêm táo bạo. Thiên Kiếm Thần Tông từ đầu đến cuối vẫn đứng ở đằng xa nhìn chằm chằm. Hải Thần Đảo cùng Thánh Bằng Đảo vừa cảnh giác càng tức giận. Nếu như từ bỏ đằng xa, thật sự đáng tiếc, dù sao cũng đều đã đánh tới nơi này, mà xà đan của đằng xà càng có thể trợ giúp đám lôi bằng thăng hoa huyết mạch. Nếu như không buông bỏ, Thiên Kiếm Thần Tông lại không thiệt, lúc nào cũng có thể tại thời khắc mấu chốt tập kích bọn hắn. Trong Hải Thần Đảo có người chủ động đề nghị giảng hòa cùng Thiên Kiếm Thần Tông, bây giờ là thời kỳ đặc thù, thành thành thật thật tìm kiếm bảo vật tốt bao nhiêu. Nhưng, nếu Thiên Kiếm Thần Tông lại tới ngay lúc này, chính là không có ý định để bọn hắn tùy ý cướp đoạt bảo vật. Bọn hắn rất bất đắc dĩ, chỉ có thể chờ đợi viện quân của Thánh Bằng Đảo. Mặc dù Thánh Bằng Đảo cách cửa vào thế giới mới rất xa xôi, nhưng tốc độ lại rất nhanh, tính toán thời gian hẳn là đã sắp tới. Nửa ngày sau, rốt cuộc viện quân của Thánh Bằng Đảo cũng đuổi tới, hai thánh linh lôi bằng, ba cảnh giới bán thánh. Tính cả cường giả của Hải Thần Đảo Thánh Bằng Đảo tụ tập ở chỗ này trước đó, đội hình đạt tới 6 thánh linh, hơn 10 bán thánh. Lôi bằng dẫn bạo lôi chiều, uy hiếp Thiên Kiếm Thần Tông, Hải Thần Đảo nhấc lên biển động, tấn công đằng xa. Nhưng, không đợi chiến tranh chính thức bắt đầu, Thái Thản Cự Viên, Bạch Ngọc Long Tượng đã giết tới nơi này. 3 thánh linh, 5 bán thánh, còn có hơn 30 con cự thú khổng lồ, chiến khu hùng tráng đến kinh khủng, chiến ý sát phạt cuồng liệt. Để dãy núi đều đang gào thét, để không gian đều nổi lên gợn sóng. Cái cuồng chiều sát lục lạnh thấu xương kia, đủ để cho bất cứ sinh linh nào cũng vì đó mà run sợ. Bọn chúng gào thét dã man, không chần chờ chút nào, liền bổ nhào đi qua phía Hải Thần Đảo. Đằng xà tính tình hung tàn, nhìn thấy, viện quân, liền lập tức bão nổi, thi triển đằng xà thuật đuổi giết lôi bằng. Thiên Kiếm Thần Tông không có trực tiếp nhúng tay, nếu không mang ý nghĩa chính thức tuyên chiến Hải Thần Đảo. Nhưng cũng không có nhàn rỗi. Hải Thần Đảo phóng thích hải triều, kiến tạo chiến trường đại dương mênh mông, bọn hắn đang ra sức đào hố, đào ra mấy trăm hơn ngàn cái hố sâu, chỉ dẫn hải triều biến mất. Thánh Bằng Đảo phóng thích lôi triều, bọn hắn phóng thích kiếm cương, chỉ dẫn lực lượng lôi điện chút xuống nơi xa. Cuối cùng, bọn hắn ở bên ngoài chiến trường điên cuồng ngưng tụ ngũ hành kiếm cương, cướp đoạt năng lượng đất trời, để Hải Thần Đảo cùng đám lôi bằng bị võ pháp hạn chế. Cuồng chiến hỗn loạn lại kéo dài thêm nửa ngày, mặc dù Hải Thần Đảo lôi bằng đảo chiếm cứ ưu thế số lượng, nhưng Thái Thản Cự Viên, Bạch Ngọc Long Tượng, cùng đằng xà lại phát cuồng, vẫn để tạo thành tổn thất to lớn cho bọn hắn, tăng thêm việc bị Thiên Kiếm Thần Tông quấy nhiễu, để bọn hắn cuối cùng rơi vào cục diện thảm bại. Khi một vị thánh tổ dương gia bị Thái Thản Cự Viên nổi giận đánh chết, hắn đã thần hồn câu diệt, rốt cuộc Hải Thần Đảo cũng không kiên trì nổi, phối hợp với đám lôi bằng, điên cuồng xông phá vòng vây. Trốn vào trong rừng rậm. Nhưng, Thái Thản Cự Viên lại vô cùng chấp nhất, nhất định phải xé sống đám đại kình ngư kia, bọn chúng mang theo Bạch Ngọc Long Tượng tiếp tục đuổi bắt. Thiên Kiếm Thần Tông sao có thể từ bỏ cơ hội như vậy, đội ngũ bên này liền phân ra một vị thánh tổ tự mình mang theo hai vị bán thánh đuổi theo ở phía sau, bằng vào tốc độ ngự kiếm, khóa chặt đám lôi bằng, tới tới lui lui chỉ dẫn vị trí cho đám Thái Thản Cự Viên, sợ bọn yêu chủ táo bạo này mất dấu. Hải Thần Đảo tức giận, vốn đang thám hiểm rất tốt vậy mà lại luân lạc tới tình trạng này. Bọn hắn một đường phóng tới, bốn chỗ di chuyển, nhưng không dám trực tiếp vây công những cự nhạc kia, nếu không một khi giằng co, đám Thái Thản Cự Viên phía sau liền có thể giết tới, ngăn chặn bọn hắn. Cuối cùng, bọn hắn nghĩ đến một chủ ý, chỉ đội tiếp tục phóng tới phía trước, hấp dẫn lực chú ý của Thiên Kiếm Thần Tông cùng đám Thái Thản Cự Viên, an bài vài con lôi bằng lặng lẽ rời khỏi. Tìm kiếm lãnh địa của Thái Thản Cự Viên, sau đó đột kích nơi đó. Thái Thản Cự Viên lại có hai thánh linh, mang ý nghĩa nơi đó khẳng định có số lượng lớn bảo vật. Mà hẳn là nơi đó không có trấn thủ, có thể trực tiếp đẩy mạnh đi qua, trước khi đám Thái Thản Cự Viên đuổi tới, lại lao tới lãnh địa của Bạch Ngọc Long Tượng, sau khi tẩy sạch thì liền chạy tới khu vực hải dương của thế giới mới. Tiến vào hải vực, đám Thái Thản Cự Viên liền không đuổi kịp,
mà nơi đó càng là thuộc về chiến trường của bọn hắn, đánh đâu thắng đó. Ba ngày sau, Lôi Bằng lặng lẽ rời khỏi lần lượt xác định được lãnh địa của Thái Thản Cự Viên cùng Bạch Ngọc Long Tượng. Hai Lôi Bằng thánh linh cảnh cam tâm làm tọa kỵ, chở Lôi Bằng cùng cường giả hải thần đảo khác lao thẳng đến tổ nguyên sơn của Thái Thản Cự Viên. Thái Thản Cự Viên cùng Bạch Ngọc Long Tượng còn đang phóng tới ở phía sau, nhưng tốc độ xác thực đuổi không kịp tốc độ cao nhất của Lôi Bằng, khoảng cách hai bên nhanh chóng kéo dài. Bọn người Khương Phàm đang bế quan trong hầm đá dưới mặt đất phía ngoài lãnh địa cự viên. Khương Phàm, Dương Biện, Hàn Ngạo, Khương Bân, đều liên tiếp đột phá cảnh giới. Khương Phàm tiến vào ngũ trọng thiên, ở trong niết bàn cảnh giải phóng ra một bước vững vàng. Dương Biện đột phá đến nhị trọng thiên, thực lực đại tăng, đồng thời thể chất cũng được tăng cường trên diện rộng, lực bộc phát mạnh hơn 3 triệu cực cảnh. Hàn Ngạo thì tích xúc đầy đủ năng lượng, dứt khoát bước lên sinh tử cảnh, bắt đầu bế quan chiều sâu. Chỉ là, Di Cốt Tổ Kỳ Lân, Huyết Linh Bồ Đề Quả, Bất Lão Tuyền, cùng Địa Hoàng Đào kích thích tầng tầng huyết mạch, vẫn không có đẩy linh văn của Hàn Ngạo lên đến thiên phẩm. Khương Bân thông qua lần bế quan này, chính thức tiến vào niết bàn cảnh. Nó thuộc về yêu thú, không hề giống con người như thế nhận sinh tử cảnh khắc nghiệt hạn chế. Mà đối với yêu thú mà nói, cảnh giới này mấu chốt là thăng hoa cùng biến đổi, là thức tỉnh tiềm lực huyết mạch, hiện ra hình thái yêu thú chân chính. Khương Bân đã từng là yêu xà, trước khi sinh ra đã nhận long khí tẩm bổ, phát sinh dị biến, sau này lại được Khương Phàm dùng các loại linh túy nuôi nấng, cũng dung hợp hỗn thiên linh bảo, tại thời kỳ mấu chốt bước lên sinh tử cảnh lại dung hợp Di Cốt Tổ Kỳ Lân, nâng ly huyền quy bất lão tuyền, đằng xà bồ đề quả, Thái Thản Địa Hoàng Đào, rốt cuộc. Tại thời khắc biến đổi cuối cùng từ sinh tử cảnh bước lên niết bàn cảnh, nó đã hoàn thành thăng hoa cực hạn, biến đổi hoàn mỹ, tử kim thiên long. Nó cao 100 mét, cơ thể tráng kiện, toàn thân bao trùm lấy lân phiến cứng cỏi màu tử kim, sôi trào khí thức thiên long kinh người. Phía sau đã không còn cánh, phần đuôi cũng không còn phân nhánh, nhưng trước sau lại sinh ra tứ chi vuốt rồng, trên đầu chui ra hai cái sừng rồng. Vuốt rồng giống như đao nhọn, sừng rồng thì là cây giáo. Hình thái hoàn mỹ, chiến thú hoàn mỹ. Khương Phàm nhìn Khương Bân khôi phục hình người, càng xem càng kích động, càng xem càng vui mừng, nuôi dưỡng vài chục năm, rốt cuộc cũng đã chờ được ngày thu hoạch. Thiên Long, đây chính là một trong những huyết mạch long tộc mạnh nhất dưới cự long. Tương lai chinh chiến thiên khải, trái yêu hoàng, phải thiên long, dưới thân cưỡi một đại kình ngư, chàng diện kia. Thật kích thích. Khương Qua, đại vương, Long Lân Lôi Mã, tiếp tục uống bất lão tuyền, sau khi tiêu hao trọn vẹn hơn phân nửa. Cũng rốt cuộc cũng bắt đầu đột phá. Khương Qua, bước lên niết bàn cảnh cửu trọng thiên mà mình tha thiết ước mơ. Đại vương, biến đổi huyết mạch huyền quy, bước lên cửu trọng thiên. Long Lân Lôi Mã, kích phát càng nhiều huyết mạch lôi long, bước lên cửu trọng thiên. Chu Thanh Thọ sớm đã trở về, nhưng một ngụm bất lão tuyền hắn cho làm hỏng mất, từ bỏ cơ hội tốt tăng cường thể chất. Ầm ầm, mặt đất đột nhiên truyền đến lay động mãnh liệt. Kinh phá bầu không khí cuồng nhiệt ở nơi này. Đầu tiên Khương Phàm đã nghĩ đến khả năng chính là Thái Thản Cự Viên trở về, nhưng lay động càng ngày càng khoa trương, cứ như đều muốn lật tung mảnh tầng đất này. Bọn người Khương Phàm nháy mắt với nhau, lặng lẽ rời khỏi địa quật. Hải Thần Đảo. Sắc mặt bọn người Khương Phàm hơi biến đổi. Bên ngoài cự nhạc mấy trăm dặm đã bị lôi chiều bao phủ. Số lượng lớn cự kình nhấc lên hải chiều, bao phủ cự nhạc. Phá hủy cánh rừng. Năm Thái Thản Cự Viên lưu thủ bị Lôi Bằng bắt được kéo lên bầu trời, vô tình xé thành từng mảnh nhỏ, sau đó dã man chia ăn ở trên bầu trời. Tràng diện thảm liệt để cho người ta hết sức kinh ngạc. Đám Thái Thản Cự Viên đâu? Đám gia hỏa kia không có vây ở lãnh địa đằng xa. Khương Phàm leo đến đỉnh núi, ngắm nhìn tràng cảnh hủy diệt xa xa. Hải triều cuồn cuộn tràn ngập lôi chiều táo bạo, tàn phá mấy trăm dặm rừng rậm xung quanh. Muốn triệt để phá hủy hết thảy mọi thứ ở nơi đó. Đó là đang phá hư, càng giống như là đang phát tiết. Địa hoàng đào thụ bị nhổ đi. Khương Phàm mày nhíu lại, nhìn thấy đám Lôi Bằng ở trên sườn núi liên thủ rút ra thánh thụ sinh ra tại thời đại thái cổ kia. Thánh thụ bị thô lỗ kéo lấy, số lượng lớn rễ cây giống như là long mãng, liên tiếp sụp ra ngọn núi, mặt đất, cả rút đi ra. Ba cây địa hoàng đào thụ khác ở xung quanh mấy chục dặm cũng bị vô tình kéo đi ra. Lôi Bằng cùng các cường giả hải thần đảo đang hoan hô,
sau khi cuốn đi thánh thụ cùng linh bảo chữ bên trên cự nhạc, liền phách lối rời khỏi. Bọn người Khương Phàm nhìn mà đau, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Sau đó không lâu, Thiên Kiếm Thần Tông xuất hiện ở phía xa, rốt cuộc cũng đã hiểu nguyên nhân đám lôi bằng đột nhiên cuồng xông mấy ngàn dặm, nhưng bọn hắn chỉ có thể nhìn, vô lực ngăn cản. Khi đám thái thản cự viên đuổi tới nơi này, nhìn thấy phế tích bừa bộn còn có tổ nguyên sơn ảm đạm, bọn chúng liền nổi điên lên. Mà lúc này, Hải Thần Đảo cùng đám lôi bằng đã cướp sạch lãnh địa của Bạch Ngọc Long Tượng, sau đó chạy thẳng đến hải vực ở bên ngoài vạn dặm. Tiến vào hải vực, Hải Thần Đảo cùng Thánh Bằng Đảo liền không còn đối thủ nữa. Bọn người Khương Phàm cùng đi theo đến bờ biển, đứng ở trên vách núi nhìn qua đại dương mênh mông mãnh liệt sóng cả. Khung trời mờ tối bao phủ đại dương mênh mông, nhìn vô biên vô hạn. Chín ngọn tổ nguyên sơn phân tán tại các nơi trên hải dương, cường quang ngập trời, ù ù điếc tai, ánh sáng cuồn cuộn, giống như là chín mặt trời nhỏ tản mát tại vị trí các khác nhau. Vậy cũng nhưng chưa hẳn. Trong hải dương tổng cộng có 9 ngọn tổ nguyên sơn, đều là chút yêu chủ nhanh nhẹn dũng mãnh. Đại vương nhìn uy mãnh hơn rất nhiều, mai rùa càng thêm dày hơn nặng hơn, lại hiện ra gai, rốt cuộc cũng có chút dáng vẻ huyền quy. Bên trong đều có yêu chủ nào? Đầu tiên chính là thái thản cự mãng, cùng thái thản cự viên thuộc huyết mạch thái thản, mặc dù bình thường không liên hệ có gì, nhưng bây giờ hải vực đã bị xâm lấn, nếu như thái thản cự viên lại chủ động tìm kiếm hợp tác rất có thể. Cự mãng sẽ mang theo bọn chúng giết đến hải vực. Sau đó chính là Ly Long, Thủy Kỳ Lân, Kim Sí Đại Bằng các loại, đều là siêu cấp yêu chủ hải vực. Người nói Hải Thần Đảo và Lôi Bằng đều am hiểu chiến đấu trên khu vực biển cả, Ly Long còn am hiểu hơn. Coi như lại am hiểu, nhưng không liên hợp lại, vẫn sẽ bị Hải Thần Đảo đồ sát từng cái. Khương Phàm không dám tưởng tượng, nếu như Hải Thần Đảo thật sự chu diệt toàn bộ yêu chủ hải vực, sẽ có được bao nhiêu tài nguyên quý giá. Khương Qua kỳ quái. Vị chủ nhân giới nguyên kia đang chờ cái gì? Chẳng lẽ cứ ngồi nhìn yêu chủ của mình bị tàn sát như vậy? Đại vương bĩu môi nói. Ai biết chủ nhân giới nguyên là cái quái gì, là yêu hay là linh đều không cho phép nói. Khương Phàm nói. Càng là an tĩnh, càng là khác thường. Càng là khác thường, càng có vấn đề. Dương Biện nói. Tin tức đang lan tràn tại thần dụ chi hải, càng ngày càng nhiều cường giả cùng hải thú đều sẽ xông vào nơi này, liền ngay cả gần thần hữu chi hải, sau khi Thương Huyền Đại Lục đều nhận được tin tức đều có thể chạy tới. Ta nghĩ, hẳn là chủ nhân giới nguyên muốn hy sinh một bộ phận yêu chủ, kích thích bầu không khí phía ngoài, ngồi đợi càng nhiều con mồi tiến vào thế giới mới. Khương Phàm chậm rãi gật đầu. Nếu như chờ đến lúc đó đột nhiên phong bế thế giới mới, linh liền có khả năng toàn bộ hơn mấy trăm ngàn vạn sinh xông vào biến thành con mồi. Chu Thanh Thọ nghe được mà nhếch miệng. Không đến mức ác như vậy chứ, nếu quả thật và đóng cửa đồ sát, chẳng khác nào đắc tội toàn bộ thần dụ chi hải, đến lúc đó chính là chiến tranh thật sự. Khương Phàm cười khẽ. Chiến tranh, ngươi cảm giác nơi này e ngại chiến tranh sao? Hải Thần Đảo và Thánh Bằng Đảo khí thế hung hăng giết vào hải vực, chiến ý dâng cao, không sợ hãi. Bọn hắn tin tưởng, lấy thực lực của bọn hắn, đủ để quét ngang vạn dặm hải vực, nơi này không có người nào có thể ngăn cản được bọn hắn, tất cả bảo vật nơi này đều là của bọn hắn. Nhưng, bọn hắn không biết là, vùng biển này đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Bởi vì sớm từ 5 ngày trước, khi Thủy Tổ Ngư xông vào nơi này, sau khi Thủy Tổ Ngư đang đợi thống lĩnh Thánh Linh Cảnh giáng lâm, liền rời khỏi rừng rậm mênh mông, tìm kiếm hải vực. Bọn chúng sinh sống tại vực sâu. Hải vực mới là chiến trường. 5 ngày trước, bọn chúng xông vào nơi này, đầu tiên gặp phải chính là Ly Long. Ly Long là hậu duệ trực hệ của Cự Long, hoàn toàn xứng đáng là bá chủ hải vực, không chỉ có số lượng khổng lồ, còn được số lượng lớn hải thú ủng hộ, chế bá một ngọ tổ nguyên sơn cùng hơn 2.000 dặm hải vực xung quanh. Nhưng, Thủy Tổ Ngư là yêu thú khủng bố cùng thời đại với Côn Bằng, Huyền Vũ, trên huyết mạch liền vững vàng ngăn chặn được bọn chúng. Trận chém giết kịch liệt cũng không có kéo dài bao lâu, trừ Ly Long Thánh Linh Cảnh thành công đào thoát ra, thì toàn bộ còn lại đều lọt vào đồ sát. Để Ly Long thoát khỏi, là sai lầm lớn nhất của Thủy Tổ Ngư. Đương nhiên cũng là bất đắc dĩ, dù sao nơi này cũng là lãnh địa Ly Long sinh sống mấy trăm ngàn năm, quen thuộc hoàn cảnh vực sâu rắc rối phức tạp. Sau khi Ly Long thoát khỏi, nó đã nhanh chóng thông báo Thủy Kỳ Lân trấn thủ gần Tổ Nguyên Sơn. Thủy Kỳ Lân không chỉ có thực lực cường đại,
càng quan trọng hơn là có cơ trí cao hơn những yêu thú khác. Bọn chúng không có trực tiếp phản kích, mà mang theo tất cả linh bảo rút lui toàn tộc, trong thời gian ngắn nhất liên hệ Kim Sĩ Đại Bằng. Khi Thủy Tổ Ngư Tiếu trừ lãnh địa Giao Long, Thủy Kỳ Lân, Ly Long, cùng Kim Sĩ Đại Bằng, Tam Đại Yêu Chủ toàn bộ giáng lâm, phối hợp Giao Long tàn nhẫn chu diệt toàn bộ Thủy Tổ Ngư. Bọn chúng rốt cuộc hiểu rõ thế giới mới đang phát sinh thay đổi, cũng đoán được sẽ có càng nhiều cường giả đuổi tới, cho nên, bọn chúng chính thức xây dựng liên minh, chờ đợi cường địch xâm lấn. Hải Thần Đảo, Thánh Bằng Đảo, chính là ở trong tình hình này, một đầu đâm vào hải vực hỗn loạn. Bọn hắn không biết chút nào đối với chuyện Thủy Tổ Ngư gặp phải, tại Lôi Bằng dẫn đầu liền lao thẳng đến tòa cự nhạc gần đây kia, cũng chính là lãnh địa Ly Long. Kết quả nghênh đón bọn hắn chính là Thủy Kỳ Lân cầm đầu liên minh Hải Dương. Hải Thần Đảo và Thánh Bằng Đảo vội vàng không kịp chuẩn bị sóng lớn vô tận bao phủ, bị đón đầu tấn công. Nhưng tại Đại Dương mênh mông, bọn hắn thật đúng là không sợ, huống chi bọn hắn còn có trọn vẹn 5 vị thánh linh. Một trận hỗn chiến thảm liệt bộc phát. Dương gia hóa thân cự kình, Lý gia thao túng Đại Dương mênh mông, cường giả đảo thứ tư cao điệu phối hợp, triển khai phản kích đối với Thủy Kỳ Lân, Ly Long, Giao Long. Đám Lôi Bằng của Thánh Bằng Đảo thì được hai Lôi Bằng thánh linh cảnh dẫn xuống, toàn diện nghênh kích Kim Sĩ Đại Bằng. Nếu bàn về huyết mạch, Kim Sĩ Đại Bằng không thể nghi ngờ là hậu đại truyền thừa trực tiếp nhất của Côn Bằng, muốn vượt qua Lôi Bằng, nhưng Lôi Bằng có ưu thế từ hai thánh linh, đủ để hình thành áp chế đối với Kim Sĩ Đại Bằng. Tốt, tốt, yêu chủ hải vực lại liên hợp. Bọn người Khương Phàm theo sát xông vào hải vực, kích động ngắm nhìn chiến trường nơi xa, đây chính là vui mừng ngoài ý muốn. Nhìn thấy Dương Thiên Hữu không? Dương Biện cách hải triều, định thần ngắm nhìn nơi xa. Nếu Hải Thần Đảo và Thánh Bằng Đảo đều bị kiềm chế, bây giờ chính là thời cơ tốt để khiêu chiến Dương Thiên Hữu. Khương Phàm nói, Đại Vương, tới gần phía trước, không nôn nóng, từ từ đi đến, tốt nhất là tại chiến trường lâm vào rằng co, đều giết tất cả đỉnh cấp cường giả cùng một chỗ. Đại Vương chở bọn hắn tới gần phía trước, cuối cùng đứng ở bên ngoài chiến trường hỗn loạn hơn 50 dặm. Dương Thiên Hữu. Dương Biện nhìn thấy được Dương Thiên Hữu cùng Lý Hùng các thanh niên, các thiên kiêu của Hải Thần Đảo đang xem chiến bên ngoài chiến trường. Cao giai niết bàn đều đội lên phía trước, phía dưới cao giai đều đang chế tạo thanh thế, phối hợp thế công, bọn người Dương Thiên Hữu bị mấy vị tộc lão bảo hộ ở phía ngoài nhất xem chiến. Khương Phàm nói, kích thích Dương Thiên Hữu chủ động tới, Dương Biện người trực tiếp săn giết. Đại Vương, người phụ trách chặn đường đuổi bắt, Khương Qua, người phụ trách rút lui. Dương Biện triệu ra đồ thần chiến kích, sâu hít một hơi, sau đó gào thét gọi tên Thiên Hữu. Dương Thiên Hữu, còn nhớ rõ ước định không? Trận chiến thứ hai. Biên giới chiến trường bên ngoài 50 dặm, Dương Thiên Hữu đang được Dương Lam và các cường giả Dương ra bảo vệ, lạnh lùng nhìn chiến trường. Lỗ tai Dương Thiên Hữu khẽ nhúc nhích, giống như nghe được có người đang gọi hắn. Mới đầu không để ý, tất cả lực chú ý đều đặt trên chiến trường bạo loạn oanh minh phía trước, nhưng khi tiếng Dương Biện gào thét liên tiếp truyền tới, rốt cuộc hắn cũng quay đầu lại. Dương Biện. Dương Thiên Hữu ngưng tụ con ngươi, lập tức triệu ra Hải Hoàng Tam xoa kích. Là Dương Biện, hắn thật to gan, cũng dám lộ diện ở chỗ này. Sắc mặt Dương Lam hơi trầm xuống, vẫn phách lối trước sau như một. Không có Thiên Kiếm Thần Tông bồi tiếp, dám vọt thẳng đến đây. Hừ, là cảm giác chúng ta bị kiềm chế, không thể nào bắt bọn hắn sao? Người đang nói chuyện chính là tộc lão Dương gia để lại, Dương Hôn, Niết Bàn Cảnh Cửu Trọng Thiên. Đó chính là năm huynh đệ bọn họ sao? Lý Hùng lần đầu tiên nhìn thấy đám huynh đệ kia của Dương Biện. Một người cưỡi Long Lân Lôi Mã, một người khống chế cự quy Hải Linh, một người quấn ánh sáng tinh thần. Hả? Không phải còn có một Hắc Lân Dực Long sao? Đi đâu rồi? Trận chiến thứ hai, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ngươi còn dám tới không? Tiếng Dương Biện gào thét xuyên qua hải triều mãnh liệt, rõ ràng truyền đến nơi này. Ngươi chỉ là may mắn thắng một lần mà thôi. Dương Thiên Hữu tức giận, khống chế hải triều, vọt tới phía Dương Biện nơi đó, thanh âm vang vọng thiên hải. Trong 10 chiêu, ngươi chắc chắn sẽ thua. Dương Biện muốn chết, nếu đã tới, cũng đừng để hắn rời khỏi. Dương Lam lập tức đuổi theo. Tản ra, vây quanh bọn hắn. Chú ý trên trời, con Hắc Long kia không ở đây, khả năng sẽ đánh lén.
Dương Khoát thét lên ra lệnh, năm vị tộc lão Dương gia khác nhanh chóng tản ra. Chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Lý Hùng chào hỏi các cường giả Lý gia. Hắn cũng muốn nhìn Thánh Vương thiên phẩm Dương Biện mạnh bao nhiêu, rốt cuộc có thể đối kháng Dương Thiên Hữu đang tức giận hay không. Lần trước Dương Thiên Hữu chưa chuẩn bị kỹ càng, bị thiệt lớn, lần này sẽ toàn lực ứng phó, hẳn là có thể chính thức phân cao thấp cùng Dương Biện. Các tộc lão Dương gia đều rất coi trọng Dương Thiên Hữu, dù sao cũng là người được Hải Thần đảo dùng toàn bộ tài nguyên bồi dưỡng, mà Dương Biện lại lang thang ở bên ngoài 10 năm, tài nguyên thiếu thốn, rất khó kích phát ra thực lực Thánh Vương thiên phẩm thật sự. Theo tiếng Dương Biện la lên, các cường giả Dương gia, Lý gia xem chiến ở bên ngoài, nhao nhao khởi hành, theo Dương Thiên Hữu vây lại. Đệ tốt của ta, trận chiến thứ hai, người đã chuẩn bị xong chưa? Dương Biện cầm chiến kích trong tay, nhanh chân bước về phía trước, không vội vã, nhưng mỗi một bước dẫm xuống, đại dương mênh mông lại rung động, khung trời oanh minh, vẻ mặt vô cùng uy nghiêm, giống như là một siêu cấp chiến thần. Ca ca của ta, không nên khinh thường. Dương Thiên Hữu vượt biển phóng tới, toàn thân dâng lên hào quang óng ánh, trùng kích huyết nhục thần hồn, nở rộ ra khắp nơi, bao phủ hơn 30 dặm xung quanh, hình thành thiên mệnh chiến giới, ngay sau đó viễn cổ kình hồn thức tỉnh, hồn uy cường hãn cùng Hải Hoàng Tam xoa kích cộng minh. Ong ong ong, Hải Hoàng Tam xoa kích bộc phát cường quang, giống như là sóng cả màu vàng bành trướng, chiếu sáng thiên hải, còn làm nổi bật Dương Thiên Hữu giống như là Hải Hoàng. Thiên Hữu, giết giết giết, làm cho tất cả mọi người xem thực lực chân chính của ngươi một chút. Dương Lam ở phía sau phấn chấn hô to. Giết giết giết. Dương Hôn và các tộc lão nhanh chóng phân tán, cũng cổ vũ cho Dương Thiên Hữu. Dương Biện vững bước lên, dần dần tăng tốc, Dương Thiên Hữu dã man phóng tới, càng lúc càng nhanh. Hai bóng người mang theo hai loại chiến uy bành trướng, vượt qua đại dương mênh mông, đối diện giết tới cùng một chỗ. Dương Biện nhận thiên mệnh chiến giới cường thế áp chế, cảnh giới tầng tầng thoái hóa. Nhưng, Thánh Vương thiên phẩm niết bàn cảnh nhị trọng thiên đã đủ để có thể so với tam trọng thiên khác. Cho nên, áp chế trong nháy mắt, còn lâu mới có được mãnh liệt như lần trước. Dương Biện nhanh chóng hạ xuống cảnh giới, cưỡng bức cắm ở vấn đề tương đương với sinh tử cảnh. Trận chiến thứ hai, bên trong 10 chiêu, người thua chắc. Dương Thiên Hữu dậm chân bay lên không, hét lớn như sấm. Toàn thân bộc phát cường quang vạn trượng, ánh mắt như tia điện, hai tay nắm chắc Hải Hoàng Tam xoa kích, xé ra không gian, huy động càn khôn. Giờ khắc này, viễn cổ kình hồn trùng kích thần hồn, điên cuồng kích ra thần uy của Hải Hoàng Tam xoa kích. Toàn lực ứng phó, chiến ý dâng cao. Trận chiến thứ hai, kết thúc. Ánh mắt Dương Biện như đao, hai tay vung vẩy đồ thần chiến kích phun trào minh quang tử vong, bổ về phía Dương Thiên Hữu. Ầm ầm. Hai thanh chiến kích va chạm, bộc phát ra kim quang sáng chói cùng hắc khí tĩnh mịch, quét sạch tám phương, nhấc lên trăm ngàn con sóng chiều. Trong nháy mắt, Dương Thiên Hữu bỗng nhiên giật mình. Bất luận là lực lượng chiến kích của Dương Biện kích phát ra, hay là uy thế Dương Biện dâng lên xung quanh mình, so với lúc trước đều mạnh hơn rất rất nhiều. Hai tay Dương Thiên Hữu đã lập tức vỡ nát, Hải Hoàng Tam xoa kích tung bay, hắn cũng run rẩy, phun máu bay ra ngoài. Một kích, tan tác. Trận chiến thứ hai, kết thúc. Thiên Hữu. Dương Lam đang ở phía sau bỗng nhiên biến sắc, đầu đều ông ông. Nàng đang mong mỏi nhìn thấy Dương Thiên Hữu áp chế Dương Biện, đang mong đợi hai bên liều mạng mấy chục hiệp, tuyệt đối không nghĩ tới, vừa đối mặt lại liền bị đánh bay. Nàng quả quyết kích phát linh văn, hóa thân thành cự kình, lay động thân thể, mở ra hải triều sông về chiến trường. Nhưng, đại kình ngư, nhìn tấm chắn đi. Đại vương phụng mệnh chặn đường, ầm ầm phá tan thủy triều, xuất hiện ở trước mặt Dương Lam. Nó kêu lên một tiếng, cơ thể lập tức tăng vọt mấy lần, mai rùa lấp lóe cường quang, giống như là tấm chắn bàng bạc đột nhiên xuất hiện, dữ dội chặn đường. Dương Lam vừa mới hóa thân, vội vàng không kịp chuẩn bị liền đụng vào trên mai rùa. Răng rắc một tiếng, đầu vỡ vụn, máu tươi bắn tung tóe, thân thể cao lớn ngưng lại ở phía trước, tốc độ phía sau lại không giảm. Kết quả liền bay lại ra ngoài. Vạn quân áp đỉnh. Đại vương dâng lên, chổng vó, mai rùa hướng phía dưới, phù văn hoa mỹ sôi trào, giống như một ngọn núi lớn cao vạn trượng từ trên trời giáng xuống. Dương Lam bị đụng đến đầu váng mắt hoa, không đợi lấy lại tinh thần, một tiếng ầm vang, trực tiếp bị mai rùa nặng nề hung hăng đập vào trên lưng, răng rắc,
lưng lập tức vỡ vụn, thân thể cao lớn bỗng nhiên chìm hướng về phía đáy biển. Bọn người Dương Hôn đang phân tán liên tiếp phanh lại, ở đâu ra lại xuất hiện một con rùa. Không đúng, đây là bẫy. Phía sau, bọn người Lý Hùng hơi biến sắc, cũng lập tức dừng ở nửa đường. Các tộc lão lưu thủ của Lý gia trước tiên liền vây quanh bọn người Lý Hùng, sẵn sàng chiến đấu. Đại vương liên tục phóng đại, sau khi kéo Dương Lam vào nửa sống nửa chết mai rùa, mặt biển đang bạo động, nhấc lên hải triều, tiến lên cuộn trào. Những cơn sóng triều này mang theo thanh thế to lớn, vén trời lên vài trăm mét, đánh về phía bọn người Dương Hôn. Giết! Dương Hôn kịp phản ứng, tức giận gào thét, hắn lập tức hóa thân thành cự kình, đối diện đụng phải mặt biển. Trong tiềm thức bọn họ đều xem thủy triều bổ nhào tới như bình thường mà ngăn cản, tùy tiện liền có thể phá tan, sau đó liền có thể khai chiến cùng đại vương bát. Nhưng, đại vương quá xảo quyệt, bên trong mỗi tầng thủy triều đều tràn vào siêu cấp trọng thủy đặc hữu của huyền quy. Tương đương với tăng lên khung xương cho hải triều. Bên ngoài là thủy triều bình thường, bên trong lại lấp lên sắt thép nham thạch. Kết quả chính là, đám người Dương Hôn đang khí thế hung hăng đối diện va chạm, kết quả liền bị một cơn sóng đập đến máu me đầm đìa, lập tức mất khống chế, ngay sau đó đệ nhị trọng, đệ tam trọng, đệ tứ trọng. Trọn vẹn mười mấy tầng sóng lớn trước sau sau tiến lên chợt vỗ đi qua, Dương Hôn bị đập choáng, những người khác thì bỏ đập nát. Oa! Đại vương kêu một tiếng thắng lợi, nằm xuống tiến vào bên trong hải triều, xông về hải hoàng tam xoa kích đang bay ra ngoài. Cứu người! Rút lui! Hai tiếng là đồng thời vang lên, là Lý Hùng cùng tộc lão Lý gia. Lý Hùng ớn lạnh toàn thân, biết Dương Thiên Hữu bị gài bẫy, nhất định phải cứu trở về. Nhưng tộc lão Lý gia đầu tiên nghĩ đến chính là an nguy của Lý Hùng, tuyệt đối không thể lại bị phục kích, quả quyết mang theo hắn rút lui. Trên chiến trường, Dương Thiên Hữu vừa đối mặt liền bị đánh bay, hai tay vỡ vụn, rách dưới, thân thể to béo đập vào trên mặt biển. Ngươi, vĩnh viễn không phải đối thủ của ta. Trận chiến thứ hai, bắt đầu chính là kết thúc. Dương Biển không có một khắc dừng lại, hai tay nắm chặt đồ thần chiến kích, tiếng gào thét như sấm, cuồng dã lao thẳng đến Dương Thiên Hữu. Chiến kích quét ngang, ù trầm đục, tử khí giết chóc giống như là thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Cảnh giới niết bàn cảnh nhị trọng thiên cường hãn, dung chuyển lấy áp chế mãnh liệt của thiên mệnh chiến giới đối với hắn. Lực cánh tay tăng vọt đến 3 triệu cực cảnh, giao phó cho chiến kích lực bộc phát cường đại không thể địch nổi. Thánh vương thiên phẩm toàn diện phóng thích, càng kích phát khí tức tuyệt vọng đặc hữu của đồ thần chiến kích. Dương Thiên Hữu liên tiếp nảy lên vài chục lần, nổ lên bọt nước đầy trời, nhưng vừa mới ổn định, Dương Biện ở nơi xa đã giết tới. Khí tức sát phạt kinh khủng đập vào mặt, mang theo thủy triều, thổi tan mái tóc dài của hắn. Dương Thiên Hữu kinh hãi, hoảng sợ đan xen, khó có thể tin. Làm sao có thể? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Hắn đã sử dụng toàn lực, đủ để ác chiến cùng Dương Biện mấy chục hiệp. Chẳng lẽ Dương Biện đột phá? Dương Thiên Hữu biết mình đã bị gài bẫy, không lo được nhiều như vậy, ngực bụng nhấc lên, liền gào thét hùng hậu. Giờ khắc này, hắn quán khí vào nội hải, như viễn cổ kình hồn vượt qua không gian và thời gian mà gào thét, trong chốc lát nổ tung hơn 10 dặm mặt biển, lại ngưng tụ thành hơn 10 phân thân tại thời gian ngắn nhất, nhấc lên thủy triều cuồn cuộn, lao thẳng đến Dương Biện. Diễn biến nhanh chóng trong chớp mắt, hiện ra thiên phú cường đại của hắn. Cơ thể to béo của hắn bỗng nhiên chìm xuống, muốn mượn hỗn loạn tạm thời tránh khỏi phong mang, lần nữa nghênh chiến. Nhưng, hắn còn đánh giá thấp uy lực chân chính của một kích toàn lực khi Dương Biện đang tràn ngập tức giận lao tới này. Ầm ầm, Dương Biện hoành hành không trở ngại, xuyên thủng hơn 10 phân thân chặn đánh, giết tới vị trí Dương Thiên Hữu biến mất. Mái tóc dài bay loạn, gương mặt dữ tợn, hắn hét lên một tiếng, chiến kích đi nhanh như lôi đình, đâm về phía mặt biển. Oanh! Khí tức sát lục kinh khủng trong nháy mắt đã xuyên qua mặt biển, trùng kích đến chỗ mà Ương Thiên Hữu chạy trốn. Toàn thân Dương Thiên Hữu ớn lạnh, muốn né tránh nhưng đã không kịp. Răng rắc, phía sau lưng vỡ vụn, lồng ngực phồng lên đến phía trước, máu tươi cứ theo chỗ thủng mà tràn ra. Chấn! Dương Biện đứng ngạo nghễ trên mặt biển, linh văn bắn ra cường quang, trong chốc lát đã nắm hơn 20 dặm hải dương trong tay, là giam cầm triệt để, giống như băng phong. Đây chính là khống chế tuyệt đối của cự kình linh văn đối với hải dương.
Đây càng là uy lực diễn dịch đỉnh phong của Thánh Vương Thiên Phẩm đối với tự nhiên. Dương Thiên Hữu bị định trụ ngay tại chỗ, như bị hải triều nặng nề điên cuồng động lại, toàn thân đều không thể động đậy. Hắn tức giận lại lo lắng, càng khó có thể tiếp nhận hơn, tại sao? Đây là tại sao, chỉ hơn 10 ngày ngắn ngủi mà thôi, vậy mà Dương Biện lại đột phá. Dương Biện đứng trên mặt biển cách hắn 100 mét, vẻ mặt lạnh lẽo, ánh mắt lạnh lẽo, hắn giơ chiến kích lên cao, bỗng nhiên đánh một kích xuống phía mặt biển. Răng rắc, bị hơn 20 dặm hải dương giam cầm băng diệt trong nháy mắt, Dương Thiên Hữu ở bên trong run rẩy mãnh liệt, toàn thân nổ tung, huyết thủy phun tung tóe, đã hôn mê tại chỗ. Cảnh giới, linh văn, thực lực, bị nghiền ép tuyệt đối. Rút lui. Khương Phàm cao giọng thét lên ra lệnh, trước tiên lấy đi cự quy hải linh, sau đó bay lên không. Hải Hoàng Tam xoa kích, đã lấy được. Đại vương xô ra mặt biển, khống chế hải triều lao thẳng đến bầu trời, rơi xuống trên thân Long Lân Lôi Mã. Dương Biện nhìn lại chiến trường nơi xa, Lý Hùng đã tránh thoát các tộc lão, mang theo tiếng giống rung động trời biển. Dương Biện, ngươi nói ba trận chiến định sinh tử đâu? Đây chỉ là trận chiến thứ hai, ngươi đùa nghịch tâm cơ đùa nghịch đến trên thân tộc nhân của ngươi. Dương Biện kéo lấy Dương Thiên Hữu bè bét máu thịt bay lên không rút lui, chỉ để lại thanh âm lạnh lẽo. Ta ước định ba trận chiến định sinh tử, nhưng không có ước định chiến đấu ngay trước mặt các ngươi. Ta sẽ cho hắn cuộc chiến thứ ba, sau ba trận chiến. Giết! Đi mau! Các tộc lão Lý ra lại lần nữa khống chế Lý Hùng, chạy thẳng đến chiến trường xa xa, báo cáo tình huống với Dương gia. Xảy ra chuyện gì? Ai bị bắt? Dương Thiên Khuyết gian nan tránh thoát khỏi giao long, rời khỏi chiến trường. Tộc lão Lý ra nói. Dương Biện bắt Thiên Hữu đi. Dương Lam không rõ sống chết, Dương Hôn hôn mê. Dương Thiên Khuyết dâng lên lửa giận, suýt chút nữa đã chụp chết lão già này. Bắt đi ở đâu, ở chỗ này, tại các ngươi ra tay. Lý ra các ngươi chờ mắt nhìn sao, các ngươi đều là thùng cơm sao. Không phải, là Dương Biện ở nơi đó gào to khiêu chiến, Thiên Hữu công tử liền đi, không nghĩ tới. Vừa đối mặt liền bị bắt lấy, Dương Lam bọn hắn cũng bị một con cự quy chặn ở nửa đường. Tranh thủ cho bọn người Dương Biện cơ hội rút lui. Tộc lão Lý gia khẽ nhíu mày, rất bất mãn trước ngữ khí của Dương Thiên Lan, dù sao đây cũng chuyện đột nhiên xảy ra, ai cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này. Đấy là khiêu chiến, lại còn là trận chiến ước định thứ hai. Đương nhiên chính là sảng khoái đánh một trận, sau đó lại chờ cuộc chiến thứ ba. Mà Dương Thiên Hữu lại còn khống chế thiên mệnh chiến giới, hoàn toàn có thể cùng Dương Biện đánh cái mấy chục hiệp. Dương Lam lại theo sát ở phía sau, Lý gia bọn hắn chỉ là xem kịch mà thôi. Băng Vương. Dương Thiên Khuyết lên cơn giận dữ, hướng lên bầu trời hô to. Giúp ta đuổi theo Dương Biện. Băng Vương nơi đó đang cùng Kim Sĩ Đại Bằng giết kịch liệt, không nguyện ý để ý tới, nhưng dù sao hai bên cũng là minh hữu, nó gáy to một tiếng, lôi chiều cuồng kích cửu thiên, tránh khỏi đối thủ, dương cánh bay đi nhào về phía Dương Thiên Khuyết. Chiến trường hỗn loạn còn đang giết hừng hực khí thế, Bằng Vương trở lấy Dương Thiên Khuyết đuổi bắt Dương Biện đã đi xa. Lôi Mã, tìm kiếm Thiên Kiếm Thần Tông. Khương Phàm thúc giục Long Lân Lôi Mã, muốn triệt để hất Lôi Bằng ra gần như không thể, chỉ có thể tạm thời tìm Thiên Kiếm Thần Tông nương tựa. Long Lân Lôi Mã cũng không dám khinh thường, phía sau chính là Lôi Bằng, tốc độ sừng bá dưới bầu trời. Nó mang theo lôi chiều, dán sát bình chướng trên khung trời dùng tốc độ cao nhất lao vùn vụt. Tìm kiếm tung tích Thiên Kiếm Thần Tông. Thiên Kiếm Thần Tông không để cho bọn hắn tìm quá lâu, giờ phút này đang đứng ở trên vách đá bên cạnh hải vực, đang tính toán nên làm như thế nào để mang đám thái thản cự viên táo bạo vào hải vực. Long Lân Lôi Mã nhìn thấy, nó chở bọn người Khương Phàm vọt tới. Long Lân Lôi Mã, là nhóm người Dương Biện. Phó Hành Không giới thiệu với Thánh Linh dẫn đội. Thánh Linh là tông chủ tiền nhiệm đã ẩn lui, Phó Khải Minh. Phía sau hẳn là Bằng Vương, tiểu tử này lại đã làm gì, lại kích thích Bằng Vương đến đây. Phó Hành Không nói, hắn còn cần làm gì sao, chỉ cần lộ mặt gần hải thần đảo, đám người Dương gia kia khẳng định phải bắt hắn lại. Cùng ngày tại Kim Bảo Đảo sở dĩ không có cưỡng ép bắt lấy, một là bởi vì có chúng ta nhúng tay, hai là ở ngay trước mặt của nhiều người như vậy, bọn hắn muốn mặt. Bây giờ đã tới thế giới mới, không có kiềm chế, cũng không có lo lắng. Bọn hắn không cần thiết lại lưu tình. Phó Khải Minh nói.
Tên Dương Biện này vậy mà lại nhiều lần thoát chết, còn một lần nữa thức tỉnh viễn cổ kinh hồn, biến đổi thành Thánh Vương Thiên Phẩm, quả thực là kỳ tích. Ngươi đã cùng hắn tiếp xúc qua, có nắm chắc sẽ chiêu mộ được đến thần tông chúng ta không? Phó Hành không nói. Viễn cổ kinh hồn, Thánh Vương Thiên Phẩm, thiên phú như vậy có tương lai vô hạn, nhưng tương tự cần đầy đủ tài nguyên đến chèo chống. Đưa mắt nhìn khắp thần dụ chi hải, trừ Thiên Kiếm Thần Tông, ai có thể bồi dưỡng hắn đến cảnh giới Thánh Vương chân chính? Phó Khải Minh nói. Nếu như Hải Thần Đảo mời hắn về thì sao? Phó Hành không thoáng hạ giọng. Không có nếu như, chúng ta không thể để cho tình huống kia xảy ra. Khi bọn hắn đang nói chuyện, Long Lân Lôi Mã đã chở Khương qua, Dương Biệt, Khương Phàm, vào tới nơi này. Phó Tông Chủ, thật sự là đúng dịp nhỉ, lại gặp mặt. Khương Phàm thả người nhảy xuống Lôi Mã, cười chào hỏi. Không phải ngươi chạy tới chỗ chúng ta sao? Phó Hành không cười nhạt nói. Lục công tử đây là vội vã muốn đi đâu sao? Đến hải vực đi săn, đang chuẩn bị rời khỏi. Ồ, con mồi đâu? Đã bắt được. Nhìn vẻ mặt tươi cười của Lục công tử, con mồi hẳn là rất béo tốt. Ha ha, không chỉ có mập, còn rất non. Không phải sao, đánh nhỏ, già không muốn, nên đã đuổi theo tới. Xem ra kẻ đó tức giận không nhẹ nhỉ, cần hỗ trợ sao? Phó Hành không trong lòng âm thầm suy đoán, chẳng lẽ đã bắt lấy Dương Thiên Hữu rồi? Thật sự là dám nghĩ dám làm. Nếu như không phiền toái. Ha ha, không phiền phức. Trong lúc nói cười, Phó Hành không đã đi đến phía trước, toàn thân dâng lên hào quang óng ánh, rọi khắp nơi trên thiên hải, trong ánh sáng giống như ẩn chứa hàng tỷ thanh kiếm khí, lăng liệt thấu xương, không gian đều xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Bằng vương của Thánh Bằng Đảo đứng ở bên ngoài mấy ngàn mét. Cảnh giác Thiên Kiếm Thần Tông trước mặt. Dương Thiên Khuyết đứng trên lưng bằng vương, không để ý đến bọn người Phó Khải Minh, mà là chăm chú nhìn Dương Biện.